Siêu. Cùng một lúc, một đạo quyền ấn của Long Trường mang theo linh nguyên nồng đậm đánh về phía Dương Quá. Bát giai hậu kỳ sao? Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, thân thể run lên, gợn sóng quanh thân chấn động. Một đạo quyền ấn lập tức được đánh ra nghênh tiếp, hai đạo quyền ấn va chạm với nhau. Phanh phanh. Trong âm thanh bạo liệt, không gian như nổ tung, đại hộ pháp Long Trường có cảm giác giống như quyền ấn của mình đánh vào trên một tấm thép, căn bản không có cách nào làm dung chuyển công kích của đối phương. Quyền ấn rung lên, kinh khí tán loạn mang theo quang mang mạnh mẽ khuếch tán. Thân thể của hắn bị đẩy lùi lại. Thật mạnh. Trong lòng đại hộ pháp không khỏi thầm than, thực lực người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt hắn trầm xuống, yêu nguyên bàng bạc, phô thiên cái địa tràn ra. Không gian dưới chân run lên, thân ảnh lần nữa lao thẳng về phía Dương Quá. Ánh mắt Dương Quá lần nữa trầm xuống, trong mắt có chút giận dữ. Siêu. Thân ảnh Long Trường mang theo quyền ớ khiến cho không gian lắc lư, yêu nguyên cuồng bạo làm khô không gian sau lưng như cứng lại. Một đạo quyền ấn mang theo kình khí ngập trời chấn vỡ không gian đánh ra. Dưới đạo quyền ấn này, kình phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí. Trước quyền ấn, không gian nứt vỡ, cả không gian dưới đạo quyền ấn này bắt đầu đung đưa. Nhìn quyền ấn giống như tia chớp bắn tới, khóe miệng Dương Quá cong lên, mang theo sự tức giận. Chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy trút xuống, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trong tay Dương Quá. Mà trong chớp mắt này, năng lượng đáng sợ chấn động khiến cho trong không gian vang lên âm thanh trầm đục. Còn như vậy nữa đừng trách ta không khách khí. Dương Quá vừa mới dứt lời, một đạo trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Trưởng ấn khổng lồ vài trăm thước, khí thế tràn ngập thiên địa. Bên trong trưởng ấn có một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra. Năng lượng mạnh mẽ mang theo uy áp từ bên trong lan tràn ra khiến cho cả không gian kịch liệt chấn động. Dương Quá đột nhiên đẩy tay ra, trưởng ấn run lên mang theo khí thế bàng bạc bắn về phía trước. Trong nháy mắt hung hăng va chạm với quyền ấn của đại hộ pháp Long Trường. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc ở chung quanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, quyền ấn của đại hộ pháp lập tức bị đánh thành mảnh vỡ, trưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh xuống. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp đánh vào trên người đại hộ pháp Long Trường. Phanh! Dưới trưởng ấn này, đại hộ pháp Long Trường như bị một kích nặng nề, thân thể từ trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất giống như một cái diều đứt dây vây. Phanh! Thân thể Long Trường trực tiếp đập vào mặt đất rạn nứt. Đá vụn bắt tứ tung khiến cho mặt đất thoáng run rẩy một chút. Đồng thời trong miệng phun ra máu tươi. Đại hộ pháp lại bị thua trong vòng hai chiêu. Nhân loại này thật mạnh a. Dường như không dưới lục lâm thiên kia. Mọi người chung quanh rung động, trong hai chiêu đại hộ pháp đã bị thua. Đây là lần thứ hai đại hộ pháp trong vòng hai chiêu đã bị thua trong tay một nhân loại. Đáng chết. Dưới mặt đất, đại hộ pháp đứng lên quát lên một tiếng giận dữ. Đang muốn thúc giục ra bản thể thì một đạo âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên vang vọng không trung. Dừng tay cho ta. Siêu siêu. Âm thanh vừa dứt, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh lập tức đáp xuống, chính là hơn chục trưởng lão Thanh Long Hoàng tộc. Khí tức tràn ra, đều là cường giả bát giai hậu kỳ. Mà người đi đầu chính là một nữ tử mặc y phục màu trắng, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tuyệt mỹ tới mức khiến cho thiên địa phải động dung. Mái tóc xanh theo gió tung bay, vũ mị mà lại cao quý. Đôi mắt như ngập nước, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Người như vậy trong Thanh Long Hoàng tộc đương nhiên chỉ có một mình nhị công chúa Long Yên. Long Yên lăng không đứng thẳng, mắt nhìn thân ảnh màu xám trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự run rẩy. Mà nhìn thấy Long Yên, ánh mắt Dương Quá cũng biến hóa. Đạo thân ảnh này không ngờ lại quen thuộc như vậy, thế nhưng lúc này lại có chút lạ lẫm. Bái kiến nhị công chúa, chư vị trưởng lão, nhân loại này tự tiện xông vào trong Thanh Long Hoàng tộc ta. Còn đả thương hộ pháp của Thanh Long Hoàng tộc. Đại hộ pháp Long Trường vọt lên trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá có chút kiêng kỵ. Nhân loại này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, thế nhưng thực lực so với lục lão đệ của hắn dường như còn khó chơi hơn một chút. Thật lớn mật. Nghe vậy, sắc mặt các trưởng lão sau lưng Long Yên trầm xuống, khí tức tràn ra, dường như muốn ra tay. Hắn tới tìm người. Long Yên phất tay, ý bảo trưởng lão lui ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá nói.
Ngươi tới tìm Tiểu Long và Tâm Đồng, còn có Lục Lâm Thiên đúng không? Nhị đệ và tam muội ta, còn có Tiểu Long hiện tại đang ở đâu? Mắt nhìn đạo thân ảnh trước mắt, dung nhan, thần thái này khiến cho trong lòng Dương quá rung động. Chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm sao? Không, không có khả năng, sao hắn lại có thể nhận nhầm được cơ chứ? Tiểu Long đang tiếp nhận truyền thừa, nhị đệ của ngươi thì đang tu luyện trong Thanh Long đỉnh một năm. Bọn họ không có vấn đề gì hết. Long Yên nhìn Dương quá nói. Nếu như ngươi muốn đợi bọn họ thì chờ trong Thanh Long hoàng tộc ta đi. Thì ra là tới tìm Tiểu Long hoàng tử. Hóa ra hắn là đại ca của Lục Lâm Thiên kia, khó trách lại có thực lực mạnh như vậy. Người trong Thanh Long hoàng tộc lúc này mới biết được thân phận của Dương quá, cả đám đều kinh ngạc. Đại hộ pháp Long Trường thì càng thêm giật mình, vội vàng quát lớn với đầu lĩnh tu vi thất giai hậu kỳ lúc trước nói. Đáng giận, là người tới tìm Tiểu Long hoàng tử, tại sao ngươi lại không nói? Đại hộ pháp, người không sao chứ? Người có tu vi thất giai hậu kỳ này có chút ủy khuất nói. Nghe thấy Tiểu Long cùng với đám người nhị đệ không có việc gì, Dương quá cũng yên lòng, hắn nói. Đa tạ đã cho biết. Nếu như các ngươi cần thì cứ ở trong Thanh Long hoàng tộc ta đợi bọn họ. Đại hộ pháp, người sắp xếp cho bọn họ, ta đi trước. Long Yên vừa dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức quay người rời đi. Tỷ có biết đệ tìm tỷ rất khổ hay không? Dương quá ngẩng đầu, nhìn bóng lưng kia trên không trung, trong mắt có chút chua xót. Long Yên đang xoay người rời đi nghe vậy bóng lưng khẽ run lên, bờ môi khẽ mở nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Đệ cũng hy vọng mình nhận nhầm người, thế nhưng chẳng lẽ tỷ định vĩnh viễn không nhận đệ sao? Dương quá lăng không đứng thẳng, trường bào màu xám tung bay. Đây không phải là nơi ngươi muốn làm gì cũng được. Nếu như ngươi vẫn như vậy ta đành phải mời ngươi ra ngoài. Long Yên xoay người nhìn Dương quá nói. Ánh mắt có chút lạnh. Lẽo giống như đóa băng sơn tuyết liên. Tỷ tỷ, ta là quá nhi, chẳng lẽ tỷ thực sự không nhớ sao? Tỷ đã nói tỷ sẽ không rời khỏi ta mà. Dương quá nhìn thân ảnh có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm trước mắt. Ngày đó trong cổ mộ, âm thanh quen thuộc này quanh quẩn bên tai hắn. Nghe Dương quá nói. Sắc mặt tộc nhân Thanh Long hoàng tộc chung quanh biến hóa bất định. Long Yên nhìn thân ảnh màu xám, ánh mắt trầm xuống, mang theo hàn ý nhàn nhạt nói. Ngươi ngày càng làm càn, nể mặt Tiểu Long ta tha cho ngươi một lần. Nếu như còn tiếp tục đừng trách ta không khách khí với ngươi. Âm thanh vừa dứt, y phục trên người Long Yên phiêu động, thân ảnh xinh đẹp lăng không mà đi. Tỷ tỷ, trường bào trên người Dương quá tung bay, thân thể cấp tốc đuổi theo. Nhân loại nhà ngươi thật lớn mật, quá cản rỡ. Nhị công chúa há là người để cho ngươi nhúng chàm. Một đạo thân ảnh lóe lên, sắc mặt một trưởng lão trầm xuống. Hắn không thể để cho một nhân loại khinh nhờn nhị công chúa. Thân ảnh hắn nhảy ra, linh nguyên cường hãn tuôn ra, không trung trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Siêu siêu. Trưởng lão này nhảy ra, không trung như vặn vẹo, đông cứng lại. Đột nhiên ở trong không gian vặn vẹo này có từng đạo quyền ấn bắn ra. Quyền ấn tựa như dòng xoáy, khí tức bàng bạc, mạnh mẽ lan tràn ra. Những quyền ấn này mỗi một đạo đều mang theo lực lượng phá vỡ không gian chút xuống người Dương quá. Ngày hôm nay ai dám ngăn ta? Quyền ấn đánh xuống, Dương quá chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có tinh quang bắn ra. Âm thanh vừa dứt, hắn bước lên phía trước một bước. Năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, khí tức nặng nề tràn ra. Trường ấn ngập trời xuất hiện, lập tức nghênh đón quyền ấn. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang lên. Trường ấn, quyền ấn va chạm một chỗ. Sau khi quyền ấn, trường ấn va chạm, hai đạo thân ảnh giống như lưu tinh va chạm vào một chỗ. Phanh, một tiếng nổ trầm thấp vang vọng, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui lại mấy bước. Thân ảnh xinh đẹp của Long Yên đứng giữa không trung, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú xuống phía dưới. Trong mắt không có bao nhiêu biến hóa. Nhân loại này thật mạnh. Ngay cả Long Du trưởng lão hắn cũng có thể chống lại. Nhân loại này không tầm thường a. Không hổ là đại ca của Lục Lâm Thiên, thực lực này dường như cũng không dưới Lục Lâm Thiên. Long Du trưởng lão vừa rồi cũng không lưu tình với người này. Giờ phút này vô số tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc kinh ngạc. Người vừa ra tay chính là Long Du trưởng lão. Mọi người đều biết rõ Long Du trưởng lão có tu vi bát giai hậu kỳ trung kỳ.
Tôn cấp bát trọng đỉnh phong của nhân loại gặp phải Long Du trưởng lão cũng chỉ có thể đi đường vòng. Tôn cấp bát trọng phong có thực lực có thể chống lại Long Du trưởng lão, thế nhưng tăng thêm thiên phú của Thanh Long hoàng tộc và phòng ngự, tôn cấp bát trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải Long Du trưởng lão chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Thực lực không tệ, bất quá Thanh Long hoàng tộc ta không phải là nơi mà ngươi muốn làm gì mới được. Dám khinh nhờn nhị công chúa, mặc kệ là vì nguyên nhân nào tuyệt đối không thể tha thứ. Lão giả áo xanh kia chính là Long Du trưởng lão, thân thể bị đẩy lùi, miệng lập tức quát lớn một tiếng. Bàn chân điểm nhẹ hư không, thân thể giống như lưu quang, chảo ấn trong tay xuyên thấu không gian mang theo năm vết nứt không gian đen kịt như ẩn như hiện đánh về phía Dương Quá. Ai dám ngăn ta, ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Dương Quá dứt lời, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh hư không, cỗ khí thế ngập trời quanh thân bắt đầu tuôn ra. Khí tức này khiến cho Long Du trưởng lão đang đánh tới cũng bị ảnh hưởng, thân thể đình trệ trong nháy mắt. Nhân loại này là vũ tôn thất trọng. Thì ra là vũ tôn thất trọng, so với Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn. Giờ phút này khí tức trên người Dương Quá phóng ra toàn bộ, cả không trung tức thì xôn xao. Vũ tôn thất trọng, dường như tuổi người này cũng không lớn thế nhưng lại có tu vi như vậy quả thực khiến cho mọi người rung động. Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Yên cũng có chút biến hóa, dường như cũng có chút hơi bất ngờ. Chỉ có một mình Kim Huyền đứng ở phía xa là không có bất kỳ dao động nào, dường như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan tới hắn. Thiếu chủ bảo hắn không phải nhúng tay vào, đương nhiên hắn sẽ không nhúng tay vào. Phanh! Trong sát na, chảo ấn trên không đánh xuống, không gian rung động ken két. Chảo ấn của Long Du trưởng lão đánh xuống đầu Dương Quá. Trong nháy mắt, chân khí bàng bạc trong cơ thể Dương Quá tuôn ra. Trường bào màu xám bay phất phới, quyền ấn nhanh chóng đánh ra. Một đạo quyền ấn xẹt qua không gian, trực tiếp tạo thành một vết nứt sâu trong không gian. Phá cho ta! Tiếng quát vừa dứt, quyền ấn trong tay Dương Quá nhanh như thiểm điện bắn ra. Chân khí mênh mông giống như hồng thủy tuôn ra, câu động năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa cuồn cuộn kéo tới. Phanh! Quyền ấn, chảo ấn lần nữa mạnh mẽ va chạm, tiếng trầm thấp vang vọng. Thân ảnh Dương Quá bị đẩy lùi lại mấy bước, mỗi một bước lui lại, gợn sóng lập tức lắc lư, khuếch tán giống như mỗi một bước của Dương Quá đều có thể phá vỡ không gian. Khục khục! Long Du trưởng lão lúc này cũng lảo đảo lui lại, hai người dường như vẫn tám lạng nửa cân. Mỗi một bước Long Du trưởng lão lui lại cũng có thể chấn vỡ hư không dưới chân. Thân thể liên tiếp lui lại mấy bước, sắc mặt Long Du trưởng lão kinh ngạc. Nhân loại trước mắt rõ ràng chỉ là vũ tôn thất trọng thế nhưng thực lực không phải là thứ mà vũ tôn thất trọng bình thường có thể có được. Trong công kích vừa rồi cũng có một cỗ năng lượng không gian thuộc tính thổ khiến cho hắn chịu áp chế cực lớn. Công kích cũng yếu bớt đi không ít. Ngao! Sau khi suy nghĩ một lát, quang mang quanh thân Long Du trưởng lão lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể khổng lồ được long lân màu xanh bao trùm, long uy lan tràn ra, thân thể khổng lồ đột nhiên rít gào, bay thẳng về phía Dương Quá. Linh hoàng khí đối với ta không có hiệu quả quá lớn. Nếu đã như vậy ta cũng không khách khí nữa. Nhìn bản thể thanh long khổng lồ của đối phương đánh tới, sắc mặt Dương Quá trầm xuống. Thủ ấn trong tay biến hóa, từng đạo quyền ấn hung hãn được đánh ra. Mỗi một đạo quyền ấn đều tạo ra một vết nứt sâu trong không gian. Ngao! Cái đuôi rồng lớn quật tới mang theo lực lượng không gian đánh về phía Dương Quá. Thế tới của cái đuôi mạnh mẽ khiến cả không gian đột nhiên run lên. Dương Quá nhanh như thiểm điện đánh ra quyền ấn, lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện. Quyền ấn lập tức va chạm với cái đuôi, tia lửa bắn ra khắp nơi, gợn sóng chung quanh giống như cơn sóng lớn khuếch tán. Năng lượng trong thiên địa rít gào, hóa thành từng đạo năng lượng như thực chất bao phủ không trung. Phanh! Va chạm khủng bố như vậy trong khoảnh khắc bộc phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Cả không gian chung quanh lúc này run rẩy, năng lượng thiên địa ngập tràn, gợn. Sóng trong không gian bắt đầu cuồn cuộn. Ngao! Long Du gào thét, bản thể khổng lồ vặn vẹo, dưới bụng, long chảo xé rách không gian, trực tiếp đánh ra công kích. Bên trong mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa linh hồn lực bàng bạc. Chảo ấn lần nữa đánh xuống, Dương Quá ngẩng đầu, tinh quang trong mắt chợt hiện. Trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một kiện khải giáp bằng chân khí. Khải giáp này giống như một tầng đất đá bao phủ. Khải giáp vừa bao trùm thân thể, lập tức chống cự với kình khí mạnh mẽ trong long chảo. Hôm nay cho dù là ai cũng không có cách nào có thể ngăn cản được ta.
Dương Quá hét lớn một tiếng, cánh tay dưới khải giáp giống như tầng đất đá kia đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn va chạm với chảo ấn của Long Du, gợn sóng không gian xuất hiện khe hở, giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Mặt đất ở sơn mạch phía dưới cũng nhanh chóng sụp xuống. Ngao! Long Du trưởng lão gào thét, cái đuôi khổng lồ cùng với long chảo vặn vẹo, từng đạo công kích đánh ra. Thân thể khổng lồ của hắn chính là công kích mạnh nhất. Long lân dày đặc chính là thứ phòng ngự mạnh nhất. Phanh phanh! Ánh mắt Dương Quá ngày càng đỏ rực, quanh thân được khải giáp màu vàng đất bao phủ, giống như một thiên thần. Mỗi một đạo quyền ấn đánh xuống bản thể thanh long của Long Du, trực tiếp đánh cho không gian lắc lư, sóng gió nổi lên. Từng đạo quyền ấn được đánh ra, một quyền đều có lực chấn vỡ không gian. Thực lực hung hãn như vậy, công kích mạnh mẽ như thế, một người chống lại một rồng khiến cho vô số ánh mắt trong không trung chấn động. Ngày đó Lục Lâm Thiên đối đầu với đại hộ pháp Long Trường tuy rằng là rung động, thế nhưng thứ mà nhân loại trước mặt tạo cho bọn họ chính là cảm giác kinh hãi. Thực lực của Long Du trưởng lão so với đại hộ pháp Long Trường còn mạnh hơn không ít. Đều là bát giai hậu kỳ, thế nhưng thực lực lại cách xa nhau giống như một cái hào rộng. Người này không ngờ có thể chống lại Long Du trưởng lão tới mức này. Nhân loại này thật mạnh. Trong thanh long hoàng tộc, các trưởng lão hộ pháp lúc này đều không nhịn được mà cảm thán một câu. Thực lực của nhân loại trước mắt quả thực quá mạnh mẽ. Vũ Tôn Thất Trọng đã có thể chống lại Long Du trưởng lão một cách công bằng. Bản thể Long Du gào thét. Bản thể cực lớn dưới không gian thuộc tính của nhân loại trước mắt này lại bị áp chế không ít. Công kích của nhân loại này rõ ràng là Vũ Tôn Thất Trọng, thế nhưng lại không thua gì Vũ Tôn Bát Trọng. Tăng thêm trong không gian thuộc tính thổ, lực lượng bản thể mà hắn thúc dục đều không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Mỗi một đạo công kích của nhân loại này đều khiến cho hắn toàn thân đau đớn. Ngao! Long Du rốt cuộc cũng nhìn thấy cơ hội, một đạo long chảo sau khi bị Dương Quá ngăn cản. Bản thể khổng lồ cuồn cuộn, cái đuôi lớn dùng xu thế như sấm sét hung hăng từ bên trên đánh xuống, đánh tan không trung thành từng mảnh vỡ. Cái đuôi lớn xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đã bắn tới trước người. Dương Quá muốn tránh đi cũng không còn kịp, vô số ánh mắt chung quanh nhìn vào có chút vui vẻ, nhân loại này cuối cùng vẫn không thể chống lại Long Du trưởng lão. Nếu cái đuôi này quật vào thân thể nhỏ bé kia, cho dù lực phòng ngự mạnh tới đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Tiểu Long Yên ở phía xa, đôi môi đột nhiên mở ra, giống như muốn nhắc nhở coi chừng, thế nhưng chỉ thốt lên được một chữ rồi lập tức nhịn xuống. Mà trong sát na này, cái đuôi lớn kia đã như thiểm điện quật tới đầu Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá không có bao nhiêu biến đổi, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, đem gợn sóng trong không gian đồng hóa. Phanh phanh, cái đuôi lớn nện xuống, không gian lập tức bị chấn vỡ, giống như sấm sét đánh xuống không gian. Không tốt. Thế nhưng lúc cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão đánh xuống, thân ảnh Dương Quá đã xuất hiện ở trên cái đuôi lớn kia. Một đạo quyền ấn đột nhiên phá vỡ hư không, chung quanh quyền ấn, cả phiến không gian chung quanh lúc này như cứng lại. Gợn sóng không gian thu liễm vào trong quyền ấn, giống như quyền ấn này có thể thôn vệ không gian. Một cỗ khí tức cường hãn vô cùng từ trong quyền ấn khuếch tán ra. Ầm ầm. Quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời chút xuống cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão. Phanh! Không gian run lên, không gian chung quanh cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão tựa như sụp đổ. Tiếp đó, bản thể thanh long khổng lồ của Long Du, cái đuôi lớn mang theo lực lượng chấn động, từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất khiến cho một ngọn núi khổng lồ phía dưới bị vỡ nát. Mà ngọn núi khổng lồ kia bị rạn nứt, cho bụi, đá vụn bắn tứ tung. Chung quanh đất trời rung chuyển. Từng khe hở giống như mang nhện từ trên ngọn núi lan tràn ra bốn phía. Người này quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ. Vừa rồi dường như có chút dấu vết của bạch hổ nhất tộc, giống như lực lượng thời gian A. Có chút giống, thế nhưng cũng không phải. Giờ phút này, một màn xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. Chúng cường giả nghẹn họng, nhìn chân chối, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Long Du trưởng lão không ngờ lại chịu thiệt. Dưới tình huống Long Du trưởng lão hiện ra bản thể thì ngay cả tôn cấp bát trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải Long Du trưởng lão cũng phải đi đường vòng A. Đôi mắt xinh đẹp của Long Yên biến hóa, dường như điều này cũng vượt quá dự đoán của nàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc mai phất phơ, há miệng muốn nói gì đó rồi lại trầm mặc im lặng. Ngao! Thân thể khổng lồ của Long Du trưởng lão lần nữa lăng không xoay quanh không trung,
trên thân thể khổng lồ lúc này có không ít long lân bị nghiền nát, lõm xuống. Trên cái đuôi lớn có mấy khối long lân rơi xuống, vết máu loang lổ. Thanh long hồn. Trọng thương như vậy, long du trưởng lão rít gào. Thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng, dùng xu thế kinh người. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ bàng bạc bắn ra. Quang trụ lập tức phóng về phía Dương Quá. Dưới đạo quang trụ này, ánh mắt Kim Huyền khẽ đổi, bắt đầu để ý hơn về phía trước, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ một động tác nào. Quang trụ bao phủ Dương Quá, ẩn chứa linh hồn lực bắn tới. Không gian mơ hồ vặn vẹo, linh hồn lực cường hãn giống như thủy triều, từng đợt không ngừng ép xuống người Dương Quá. Công kích linh hồn cường hãn như vậy khiến cho vô số tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc chung quanh chịu ảnh hưởng lớn. Thế nhưng lúc này Dương Quá lại vung tay lên, một đạo quang mang tuôn ra. Ông! Một tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang thu liếm, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện. Thanh trường kiếm này cực kỳ kỳ quái, rộng chừng bàn tay, thô ráp, cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngăm đen. Càng thêm quỷ dị chính là thanh kiếm này lại không có mũi kiếm sắc bén. Lúc này trên thân kiếm rộng có tiếng sấm rền vang lên khôn ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn, gợn sóng trong không gian chấn động giống như nước sôi. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong. Dưới hư ảnh kiếm quang, công kích linh hồn thiên phú của Long Du trưởng lão không có cách nào lay. Động tới Dương Quá, chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Phá! Hai tay Dương Quá cầm kiếm, giơ trọng kiếm lên. Thân thể từ trong quang trụ màu trắng của Long Du trưởng lão bắn ra, từ trên trường kiếm màu vàng có một đạo kiếm quang bắn ra. Ông! Trường kiếm màu vàng ông một tiếng, âm thanh giống như sư tử gầm, phượng hót, lại giống như tiếng sấm. Tiếng kiếm minh bá đạo vô cùng. Trong chớp mắt cả không gian phong vân biến sắc, trên không, dưới tiếng kiếm minh, cả không gian lu mờ, không gian âm trầm. Chỉ có thanh trường kiếm màu vàng này không ngừng tràn ra kim quang chói mắt, giống như mặt trời. Giữa không trung, tim vô số trưởng lão Thanh Long Hoàng tộc đập nhanh. Tiếng kiếm minh này khiến cho bọn họ kinh hãi, cảm thấy lạnh lẽo. Thanh trường kiếm quái dị này không ngờ có thể khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Trên thân trường kiếm màu vàng, kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, cả không gian đột nhiên run rẩy. Một đạo kiếm quang hiện lên, cả không gian kịch liệt run rẩy, tiếng kiếm minh vang vọng. Kiếm khí bàng bạc lan tràn ra chung quanh kiếm quang, không gian sụp đổ từng khúc, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Kiếm quang trực tiếp cắt đứt quang trụ của Long Du trưởng lão, kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, giống như lưu quang bắn thẳng về phía con mắt thứ ba của Long Du trưởng lão. Dưới đạo kiếm quy nắc này, ánh mắt Long Du trưởng lão hoảng hốt. Dưới công kích thiên phú của hắn, không ngờ nhân loại này lại không thèm để ý, mà thanh kiếm kinh người kia, thiên địa động dung, linh hồn hắn run rẩy, giống như khó có thể phản kháng. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Trước người Long Du, gợn sóng trong không gian nhoáng lên một cái. Một thân ảnh xinh đẹp xẹt qua không gian, thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Một cỗ uy áp cực lớn hàng lâm. Thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện, y phục trắng như tuyết chính là Long Yên. Bàn tay trắng như ngọc phất tay một cái, một cỗ năng lượng vô hình lập tức khuếch tán, ngăn cản kiếm quang màu vàng kia. Ông! Kiếm quang được thu hồi, Dương Quá nhìn Long Yên, mắt nhìn nữ tử vũ mị, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian này. Kiếm quang biến mất, áp lực trên người Long Du trưởng lão tiêu tán toàn bộ, thân thể lập tức lui lại. Dưới đạo kiếm quang vừa rồi khiến cho hắn cảm thấy run sợ. Ngươi quá mức làm càn, nếu như không nghe lời ta khuyên, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Long Yên nhìn Dương Quá, đôi mắt khẽ biến đổi, môi son mấp máy, ngữ khí lạnh nhạt, trong sự lạnh nhạt hiện lên sự cao quý. Tỷ tỷ, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy sao? Những năm đó, chúng ta ở trong cổ mộ. Dương Quá thì thào nói. Im miệng, ta nói ngươi nhận lầm người rồi. Long Yên trầm giọng nói, âm thanh lạnh lẽo, giống như châu ngọc rơi xuống đất, không mang theo bất kỳ cảm tình nào. Nếu ngươi không đi thì ta tuyệt sẽ không khách khí. Đệ không đi, không có tỷ, đệ sẽ không đi đâu. Đệ nói rồi, tỷ tỷ ở đâu thì Quá Nhi sẽ ở đó, chẳng lẽ tỷ quên rồi sao? Dương Quá nói, miệng toàn hồ ngôn loạn ngữ. Long Yên lạnh lẽo nói, trong mắt có một đạo hàn mang bắn ra. Ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo nhìn về phía nam tử áo xám. Thân thể bắn về phía trước, cánh tay ngọc phung lên,
trực tiếp tạo thành một vết nứt không gian, một bàn tay trắng như ngọc xuyên thấu qua không gian lập tức đánh về phía Dương Quá. Siêu! Tay phải Dương Quá cầm kiếm, tay trái đánh ra quyền ấn. Cả không gian run lên, năng lượng thiên địa hội tụ. Nửa không trung phong vân biến sắc, uy áp cực lớn lan tràn ra. Trực tiếp ngạnh kháng với bàn tay ngọc của Long Yên. Không gian lập tức vặn vẹo, hai cỗ công kích trong nháy mắt va chạm vào một chỗ. Phanh! Hai đạo năng lượng va chạm, không gian khẽ run lên. Rồi bỗng nhiên một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này thân thể Dương Quá lập tức bị đẩy lui. Khục khục! Thân thể Dương Quá lảo đảo lui ra, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể lui lại, ánh mắt nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng trên không trung. Ngươi có đi hay không? Long Yên nhìn về phía trước, nhíu mày, hàm răng mơ hồ khẽ cắn môi, ánh mắt mang theo hàn ý. Không đi. Thân thể Dương Quá dừng lại, miệng nhàn nhạt nói. Làm càn. Long Yên lạnh nhạt nói, cánh tay phải mềm mại duỗi ra. Đột nhiên không gian run lên, một cỗ năng lượng phô thiên cái địa tuôn ra. Không trung biến sắc, một đạo trưởng ấn khổng lồ che đậy không gian lăng không đánh ra. Ngao. Dưới trưởng ấn khổng lồ, có một đầu thanh long ngũ trảo đánh ra, âm thanh giống như rồng ngâm vang vọng trên bầu trời. Long uy lan tràn, tựa như vật còn sống, ầm ầm bắn về phía Dương Quá. Chấn thiên, phá linh thức. Mắt nhìn hư ảnh thanh long khổng lồ bắn tới. Ánh mắt Dương Quá khẽ đổi, nhưng thanh trường kiếm lên, dưới trường kiếm, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ông! Tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng lập tức bắn tới, chém thẳng về phía cự long màu xanh. Cự long bị ngăn cản, trong không trung vang lên tiếng răng rắc. Kiếm quang mang theo xu thế sấm sét phá vỡ hư ảnh thanh long, kiếm quang lập tức tiêu tán. Năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Sau khi khuếch tán tới một phạm vi nhất định rồi lập tức dừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Siêu! Lúc này Long Yên nhảy ra, một đạo linh nguyên thất luyện xuyên thấu qua không gian, trực tiếp bắn về phía Dương Quá. Linh nguyên xuyên thủng không gian, Dương Quá không tránh. Trong mắt hiện lên sự chua xót, khàn giọng nói. Nếu như tỷ đã quyết định quên đệ, đệ không quên được, chỉ có chết mới có thể làm được. Có thể chết trong tay tỷ tỷ, đệ cũng không có gì tiếc nuối. Âm thanh vừa dứt, linh nguyên xuyên thủng không gian đã đánh tới mặt Dương Quá. Dương Quá đột nhiên nhắm hai mắt lại. Quá nhi, nhanh tránh đi. Trong chớp mắt Long Yên biến sắc. Dương Quá không chút tránh né, nghe thấy âm thanh này. Đột nhiên hai mắt hắn mở ra, toàn thân ngây ngốc. Quá nhi, mau tránh ra. Long Yên biến sắc, cánh tay biến ảo, thế nhưng đã không còn kịp. Linh Nguyên tuy rằng không đánh vào mặt Dương Quá, thế nhưng lại đánh vào ngực Dương Quá. Ánh mắt Kim Huyền khẽ đổi, do dự một lát rồi cũng không ra tay. Phanh! Linh Nguyên thất luyện chút xuống, thân thể Dương Quá run lên, một ngụm máu tươi ngòn ngọt từ trong miệng phun ra. Thân thể liệt từ trên không trung rớt xuống. Quá nhi! Long Yên kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể phá không bắn tới. Thân ảnh lập tức xuất hiện trước người Dương Quá, hai tay ôm lấy Dương Quá, y phục phiêu động. Hai đạo thân ảnh giống như hồ điệp từ trên không trung xoay tròn rơi xuống dưới. Ông! Dương Quá rơi xuống đất, chấn thiên trong tay cắm thẳng xuống mặt đất rạn nứt. Khóe miệng lần nữa phun ra máu tươi, khí tức hỗn loạn, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Quá nhi, sao đệ lại ngốc như vậy? Ánh mắt Long Yên run run, ống tay áo màu trắng nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng của Dương Quá. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng nhận đệ sao? Dương Quá nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Long Yên, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Ánh mắt tràn, ngập sự kinh hỉ, giống như trẻ con. Long Yên không nói gì, khóe miệng nở nụ cười, hai hàng lông mày lại khẽ nhíu lại. Long Yên, người thật lớn mật. Một tiếng quát vang lên, vô số thân ảnh đáp xuống. Động tĩnh bực này đã kinh động chúng cường giả trong Thanh Long Hoàng tộc. Hai người dẫn đầu chính là Long Ngộ và Long Nguyệt. Chúng cường giả tới, Kim Huyền lúc này mới nhìn kỹ về phía trước. Phụ thân, mẫu thân. Mắt nhìn thấy Long Ngộ, Long Yên nhìn Dương Quá. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, bờ môi đỏ mọng mở ra, lên tiếng. Long Yên. Nhân loại này có quan hệ gì với con? Long Nguyệt khẽ than, trên khuôn mặt già nua hiện lên sự bất đắc dĩ. Không có bất kỳ một quan hệ nào. Long Yên trả lời. Nếu đã không có quan hệ gì thì giết nhân loại này đi.
Tinh quang trong mắt Long Ngộ chợt lóe lên, nhìn qua Long Yên rồi quát lớn một tiếng. Uy áp lan tràn, âm thanh quanh quẩn, không gian đột nhiên giống như cứng lại. Phụ thân, thả hắn đi, con cam đoan hắn sẽ không tới đây nữa. Long Yên quỳ trên mặt đất, ánh mắt run rẩy. Nàng không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy. Long Yên, lời ta nói con không nghe thấy sao? Ánh mắt Long Ngộ run lên, khuôn mặt uy nghiêm. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được lúc này tộc trưởng Long Ngộ đang giận. Nữ nhi không làm được, nếu như phụ thân muốn giết hắn thì trước tiên cứ giết con đi. Long Yên nhìn phụ thân, đôi mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Nghe vậy, vô số trưởng lão, hộ pháp chung quanh biến sắc. Lúc này bọn họ không khó mà đoán ra được dường như nhị công chúa và nhân loại này có quan hệ. Bằng không vừa rồi làm sao nhị công chúa lại lưu tình. Trong lời nói của hai người, mọi người nghe qua làm sao không hiểu cơ chứ. Ánh mắt Long Ngộ trầm xuống, hàn ý từ trong kẽ răng tràn ra, lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão, giết nhân loại kia. Vâng, tộc trưởng. Nhị trưởng lão dứt lời, thân hình bay lên, biến mất giữa không trung. Tiếp đó trong nháy mắt thân thể xuất hiện trên đầu Dương Quá. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, một cỗ năng lượng vô hình ngưng tụ trên không trung. Gợn sóng trong không gian giống như sóng biển đột nhiên cuồn cuộn. Một đạo quang trụ từ trong gợn sóng bắn ra, mục tiêu chính là Dương Quá. Nhị trưởng lão, ngươi dám. Long Yên biến sắc, miệng quát một tiếng. Thân ảnh xinh đẹp lướt về phía trước, bàn tay trắng như ngọc đột nhiên đánh về phía đạo quang trụ phía xa. Phanh. Trưởng ấn, quang trụ va chạm vào một chỗ. Hai đạo năng lượng va chạm, quang mang chói mắt bắn ra. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một động sâu giống như lỗ đen. Ken két. Động sâu xuất hiện, không gian nứt vỡ từng khúc. Hắc mang khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra, linh hồn phủ phục. Khục khục. Thân hình Long Yên lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thân hình nhị trưởng lão trên không trung cũng nhanh chóng lui lại, dường như so với Long Yên còn xa hơn một chút. Tỷ tỷ. Dương Quá rút kiếm lên, thân hình lập tức tới bên người Long Yên. Một tay kéo lấy thân thể mềm mại kia, ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn lên trên mặt Long Yên. Quá nhi, đệ không nên tới đây. Long Yên cười khổ, khóe miệng tạo thành đường cong yêu mỹ. Đôi mắt sáng mang theo sự ảm đạm, nàng hiểu rõ, trong tộc tuyệt đối không cho phép nàng có quan hệ với một nhân loại. Bất kể là ai, cho dù là quan hệ như thế nào, hậu quả tuyệt đối nàng không thể thừa nhận nổi. Nhưng dù sao đệ cũng đã tới. Dương Quá nói, ánh mắt trong suốt. Thanh Long hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho đệ. Long Yên nói, có thể tìm được tỷ thì đã đủ rồi. Những chuyện khác đối với đệ không còn quan trọng. Dương Quá mỉm cười, có thể tìm được người trước mắt hắn hiện tại đã đủ rồi. Long Yên, con đã để ta thất vọng rồi. Ánh mắt Long Ngộ trầm xuống, trong mắt hiện lên sự tức giận, nhìn Long Yên nói. Hôm nay nhân loại này phải chết, nếu như con che chở cho hắn thì ngay cả con ta cũng giết. Phụ thân, vậy thì người cứ giết con trước tiên đi. Long Yên tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Long Ngộ. Ánh mắt biến ảo bất định. Phản rồi, hôm nay ta sẽ thành toàn cho con, ta không sinh một nghịch nữ như con. Long Ngộ giận dữ, khí tức quanh thân tràn ra. Không gian to như vậy phong vân biến sắc, áp lực vô tận bao phủ không gian. Kim Huyền nhìn lên không trung, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tộc trưởng bớt giận, nhị công chúa chỉ nhất thời hồ đồ. Chúng ta giết nhân loại này là được rồi. Những trưởng lão trên không trung cầu tình, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá lộ ra hàn ý. Phụ thân. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh bên trên đáp xuống. Thân ảnh đáp xuống mặt đất sau đó bước tới trước mặt Long Yên. Trong hai người có một nữ tử mặc bộ váy dài màu xanh, làn da nhẵn nhụi như ngọc. Đúng là Long Bích Hàm, người khác đương nhiên chính là Huyền Hạo. Muội muội, muội. Long Bích Hàm nhìn Long Yên, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá, trong lòng đã đoán ra được chân tướng, nàng không khỏi thở dài. Long Yên khẽ cười khổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Long Bích Hàm không nói gì. Muội muội, hắn là nhân loại a? Long Bích Hàm nhìn Long Yên nói. Long Yên nhìn Dương Quá bên cạnh, lại nhìn Long Bích Hàm nói. Tỷ tỷ, muội biết hắn là nhân loại, chẳng lẽ ngay cả tỷ cũng không hiểu muội sao? Ai? Long Bích Hàm khẽ thở dài, nhìn Long Yên rồi quay đầu lại nhìn lên trên không trung nói. Phụ thân, mẫu thân, thành toàn cho muội muội đi.
Cái gì mà thành toàn? Hai nghịch nữ nhà các ngươi, chuyện của ngươi còn chưa xong đâu. Long Mộ tức giận, mắt nhìn Long Yên nói. Nếu như ngươi đã che chở cho nhân loại này thì ta nhìn xem ngươi có thể che chở cho hắn tới lúc nào. Người đâu, bắt nghịch nữ này cho ta. Mấy chục đạo thân ảnh nhảy lên, khí tức tràn ra. Khí tức tràn ngập không trung khiến cho không trung run rẩy. Trong lúc mơ hồ có một cỗ uy áp tràn ra khiến cho cả không trung theo đó run rẩy không ngớt. Khí tức khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy bỡ ngỡ. Nhị công chúa, đắc tội. Từng đạo khí tức cường hãn đều tập trung vào người Long Yên. Dưới cỗ khí tức này, gợn sóng trong không gian lắc lư. Ai dám tiến lên thì đừng trách ta không khách khí. Dưới từng đạo khí tức này, ánh mắt Dương Quá khẽ đổi, sắc mặt lạnh lẽo. Đôi mắt đen nhánh lúc này tràn ngập sự lạnh lùng, nhìn vào hơn chục đạo thân ảnh đang ở trên không trung. Quá nhi, cho dù đệ có mạnh mẽ tới đâu cũng không địch lại bọn họ. Long Yên nhìn Dương Quá, nàng tự biết thực lực trong tộc, chúng trưởng lão một khi ra tay không ai có thể chống lại. Huống chi còn có phụ mẫu nàng bên cạnh. Địch không lại đệ cũng phải đối mặt, đệ sẽ không cho bất luận kẻ nào làm tổn thương tới tỷ. Dương Quá dứt lời, thân thể nhảy lên, tay nắm Trấn Thiên lẩm bẩm nói. Trấn Thiên, hôm nay theo ta chiến một trận được không? Ông, dường như hiểu được lời của Dương Quá nói, Trấn Thiên rung lên, tiếng kiếm minh vang vọng, hội tụ tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không gian. Tiếng kiếm minh như tiếng sấm, giống như hoan hô, giống như rít gào, khiến cho lòng người rung động. Thân kiếm rung rung, trực tiếp rung rung trong tay Dương Quá, tựa như vật sống. Kiếm khí mạnh mẽ bàng bạc tiết ra ngoài. Trên không trung, một vòng xoáy xuất hiện, năng lượng bàng bạc trong thiên địa xoay chung quanh Trấn Thiên. Kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, cả không gian run lên. Khí thế kinh người tràn ngập thiên địa, Trấn Thiên nổ vang, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung khiến cho tộc nhân Thanh Long hoàng tộc chung quanh không khỏi hoảng sợ. Tốt, có ngươi giúp ta, hôm nay ta phải sợ gì cơ chứ? Cũng không thể làm nhục uy danh của sư phụ. Ha ha! Dương Quá lăng không mà đứng, giờ phút này dường như thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Hai tay Dương trường kiếm lên, mũi kiếm chỉ trời cao. Trên Trấn Thiên có uy áp cực mạnh lan tràn ra, kim quang bắn tứ phía, giống như mặt trời nhô cao. Kiếm quang lan tràn, không gian rạn nứt. Ầm ầm! Một tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Trấn Thiên chấn động, năng lượng trong thiên địa bị kéo tới. Không gian phong vân biến sắc, trên mũi kiếm, năng lượng trong thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc bằng năng lượng, không gian vặn vẹo. Một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ xuất hiện trong thiên địa. Trực tiếp xuyên thấu qua cơn lốc bằng năng lượng, trực tiếp rơi vào trên mũi kiếm của Trấn Thiên. Ông! Dưới cỗ năng lượng mênh mông này, trên Trấn Thiên bộc phát ra quang mang mạnh mẽ. Một cỗ khí tức mênh mông giống như thủy triều lan tràn ra. Dưới uy áp, thiên địa run rẩy, quang mang mạnh mẽ bắn lên trời. Năng lượng khổng lồ bắn ra quang mang chói mắt. Kim quang chói mắt khiến cho không ít người nhắm mắt lại. Trong mắt mọi người lúc này Dương Quá chân đạp hư không, trường bào màu xám tung bay, toàn thân tràn ngập quang mang. Trường kiếm trong chỉ không trung, một cỗ khí tức mênh mông từ trên mũi kiếm tràn ra. Cả không trung gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng kiếm minh như tiếng sấm. Kiếm thật mạnh, đây là linh khí gì? Chẳng lẽ đây là thần khí? Sợ rằng ngay cả thần khí bình thường cũng không có uy áp như vậy. Uy áp của kim kiếm này quá lớn, cũng không phải là thần khí bình thường. Không biết kiếm này là bảo vật ra sao, dường như chưa từng nghe nói qua vật này à. Nhìn Dương Quá, mọi người khiếp sợ, cỗ uy áp này khiến cho bọn họ cũng cảm thấy uy áp, sắc mặt Long Yên và Long Bích Hàm cùng với Huyền Hạo lúc này biến hóa. Thanh kiếm rộng màu vàng này tuyệt đối không phải vật phàm. Dưới động tĩnh bực này, hai người Long Ngộ, Long Nguyệt nhìn nhau, linh khí trong tay nhân loại này tuyệt đối không phải là vật bình thường. Dương Quá đạp không đứng đó, nhìn không trung nói. Muốn làm thương tổn nàng ta thì phải qua cửa ải của ta. Một tiếng quát vang lên, mấy đạo thân ảnh nhảy ra, khí tức tràn ngập. Một cỗ khí tức bát giai hậu kỳ tràn ra, ba tiếng xé gió vang vọng, ba đạo thân ảnh lướt lên không trung. Đám người này đều là cường giả bất phàm trong Thanh Long hoàng tộc. Quá nhi, coi chừng. Long Yên hét lớn một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lập tức bay lên không trung. Long Yên, lần này mẫu thân cũng không thể thiên vị cho con.
Dù sao hắn cũng là nhân loại. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Long Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Một đạo cấm chế được đánh ra, trực tiếp vây khốn Long Yên vào bên trong. Long Yên không ngừng giãy giụa, thế nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Bích Hàm, việc này con không thể nhúng tay vào. Long Bích Hàm vừa mới có động tác thì âm thanh của đại trưởng lão Long Nguyệt đã vang lên. Dù sao chỉ là vũ tôn thất trọng, cho dù cầm thần khí cũng là vô dụng. Bọ ngựa đấu xe, muốn chết. Tiếng quát vừa dứt, từng đạo quang trụ từ trong cơ thể đám người kia tuôn ra. Khí tức tràn ngập, uy áp lan tràn. Dưới ba đạo quang trụ này, không gian run rẩy như muốn nứt vỡ. Cuối cùng ba đạo quang trụ đồng thời bắn về phía Dương Quá. Cả không gian ầm ầm run rẩy, linh nguyên phô thiên cái địa lan tràn. Năng lượng vô biên khiến cho không gian vặn vẹo, lập tức kéo tới trước người Dương Quá. Ba đạo quang trụ bắn tới, Dương Quá kéo lê chấn thiên, từng đạo kiếm quyết biến hóa, tiếng kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa. Phá thiên thức, kiếm quyết xẹt qua, Dương Quá hét lớn một tiếng. Phía trên chấn thiên lập tức có ngàn vạn quang mang bắn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế mạnh mẽ bắn về phía trước. Ngàn vạn kiếm quang xẹt qua, cả không gian bỗng nhiên bạo liệt. Mỗi một đạo kiếm quang đều trực tiếp bổ ra một vết nứt không gian đen kịt. Phanh phanh. Trong sát na, cả không gian trực tiếp bạo liệt, kinh khí khủng bố khuếch tán. Ngàn vạn kiếm quang cùng với ba đạo quang trụ bàng bạc va chạm. Trong nháy mắt không gian bị nghiền nát, cơn lốc năng lượng khủng bố giống như cơn gió khuếch tán. Ken két. Vô số ngọn núi ở sơn mạch phía dưới trong cơn lốc năng lượng khủng bố này bị dạn nứt rồi sụp đổ. Mặt đất giạt nứt, kinh khí ngập trời trong không gian. Khi cơn lốc năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì lập tức ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Hừ. Đồng thời, kinh khí chấn động. Ba cường giả Thanh Long hoàng tộc bị dây dưa, thân thể run lên. Trong cổ họng vang lên tiếng rên rỉ, thậm chí ngay cả khí tức đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Y phục trên người ba người bắt đầu có chút rách nát. Hiển nhiên trong cơn lốc khủng bố này ba người bị tổn thương không nhỏ. Sắc mặt ba người kinh ngạc, đối phương chỉ là một nhân loại có tu vi vũ tôn thất trọng. Ba người bọn họ liên thủ, cho dù là nhân loại có tu vi tôn cấp cửu trọng cũng tuyệt đối khó có thể chống lại ba người. Uy lực một kiếm vừa rồi không ngờ lại khủng bố như vậy. Khục khục, thân thể Dương Quá lảo đảo lùi về phía sau, mỗi một bước lùi về phía sau, lập tức suy yếu. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là vũ tôn thất trọng. Hắn không phải là nhị đệ, không có lực phòng ngự kinh khủng và thực lực kinh khủng kia. Tuy rằng có chấn thiên trong tay, thế nhưng muốn chống lại ba cường giả Thanh Long hoàng tộc này thì vô cùng khó khăn. Chấn thiên, ta làm cho ngươi mất mặt rồi. Nhìn chấn thiên trong tay, Dương Quá khẽ cười khổ. Chấn thiên ở trong tay sư phụ uy phong bực nào, thế nhưng trong tay hắn, ngay ở trận chiến đầu tiên đã bị nghẹn khuất như vậy. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, khí tức tràn ra, giống như muốn chiến thêm một trận nữa. Để xem ngươi có thể chống lại mấy lần. Tiếng quát vừa dứt, ba cường giả Thanh Long nhất tộc lần nữa bắn tới. Tốc độ ba người phá không mà tới, ba đạo linh nguyên thất luyện phá rách không trung, bắn thẳng về phía Dương Quá. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Thanh Long hoàng tộc, càng ngày càng kiêu ngạo, thiếu chủ nhà ta, không phải là người mà các ngươi có thể đụng vào. Ba đạo quang trụ bằng linh nguyên mang theo xu thế sấm sét đánh về phía Dương Quá. Mà ngay khi ba đạo linh nguyên sắp đánh tới trước người Dương Quá thì trong không gian đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh màu vàng xuyên thấu không gian xuất hiện. Đồng thời, cả không gian lập tức cứng lại. Ba đạo linh nguyên xé rách không gian bắn tới vị trí cách thân. Ảnh màu vàng này một thước thì lập tức ngừng lại, không thể tiến thêm nửa phân. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo quang trụ chứng lại trước thân ảnh màu vàng, khí tức khủng bố khuếch tán. Không gian vặn vẹo, thế nhưng ba đạo quang trụ này lại không có cách nào tiến thêm được nữa. Thân ảnh màu vàng này ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào lại đột nhiên xuất hiện giống như quỷ mị. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người trước mắt. Người này chính là Kim Huyền từ đầu không ra tay. Lúc này nhìn thấy thiếu chủ bị vây công, Kim Huyền đã tức giận. Cút xuống dưới cho ta. Kim Huyền lạnh lùng quát một tiếng, cánh tay thon dài tùy ý vung lên. Trường bào màu vàng trên người chấn động, một đạo quang mang màu vàng nhanh như thiểm điện bắn về phía ba đạo quang trụ. Trong nháy mắt ba người này không kịp phản ứng, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào người.
phanh, phanh, phanh. Ba âm thanh vang lên, ba cường giả Thanh Long hoàng tộc từ trên không trung bị đánh rơi xuống đất. Hai người hung hăng bắn vào bên trong một ngọn núi, người cuối cùng rơi xuống đất, sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tứ tung. Nhìn thấy ba trưởng lão trong tộc không ngờ lại không thể địch lại một kích của đối phương. Tất cả trưởng lão Thanh Long hoàng tộc biến sắc, trong lòng giận dữ, đây quả thực chính là nỗi nhục của Thanh Long hoàng tộc. Đáng giận. Một ít trưởng lão, hộ pháp tính tình nóng nảy lập tức giận dữ phóng về phía trước. Thế nhưng bọn họ còn chưa ra tay công kích thì Kim Huyền đã lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, quang mang đáng sợ từ trong ống tay áo quét ngang chân trời. Trực tiếp đánh bay hơn chục trưởng lão đang phóng tới. Phanh phanh phanh. Một trưởng lão rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển, sơn băng địa liệt. Một đám hỗn trướng, hậu nhân Thanh Long hoàng tộc ngày càng không ra gì. Trường bào màu vàng trên người Kim Huyền tung bay, ngạo nghễ đứng trên bầu trời. Một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa quanh quẩn quanh thân hắn. Cả không trung lúc này chỉ có một mình hắn đứng đó. Những trưởng lão cùng với cường giả Thanh Long hoàng tộc đang muốn lần nữa lao lên căn bản không thể tới gần không gian cách hắn trăm mét. Thật mạnh! Đại trưởng lão Long Nguyệt, tộc trưởng Long Ngộ, Huyền Hạo, Long Bích Hàm, nhị trưởng lão cùng các cường giả khác nhìn Kim Huyền, cảm nhận cỗ khí tức ngập trời kia, tất cả mọi người sợ hãi, ngoài ý muốn. Kim Huyền thúc! Thân ảnh dương quá lóe lên, nhìn Kim Huyền trên không trung, bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng. Thiếu chủ, người không sao chứ? Kim Huyền cúi đầu, cung kính nói. Ta không sao. Dương quá lắc đầu, thân thể lùi lại phía sau. Các hạ là người phương nào? Long Ngộ nhìn Kim Huyền, sắc mặt khẽ biến đổi. Thân thể nhảy ra, một cỗ khí thế theo đó lan tràn, đột nhiên va chạm với khí thế của Kim Huyền. Đây chính là Thanh Long hoàng tộc. Dùng tu vi của các hạ mà dám càn quấy trong Thanh Long hoàng tộc ta. Chẳng lẽ các hạ coi Thanh Long hoàng tộc ta không có người hay sao? Ngươi là tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc hiện tại. Kim Huyền nhìn Long Ngộ, ánh mắt run lên, chắp tay đứng đó. Đúng vậy, nếu như các hạ muốn động thủ thì ta sẽ bồi tiếp các hạ mấy chiêu. Sắc mặt Long Ngộ trầm xuống, khí thế lúc này dường như cũng không dưới Kim Huyền. Hai cỗ khí thế giằng co, không chung cuồn cuộn. Long Thanh là gì của ngươi? Kim Huyền nhìn Long Ngộ rồi hỏi. Sắc mặt Long Ngộ khẽ đổi, dường như có chút nghi hoặc nói. Long Thanh chính là thúc tổ của bổn tộc. Ai, người và vật không còn. Không ngờ trong chớp mắt Long Thanh đã có nhiều hậu bối như vậy. Kim Huyền khẽ thở dài, thời gian 3 vạn năm, bên ngoài biến hóa quá nhiều. Kim Huyền, con chim nhà ngươi vẫn còn sống sao? Ha ha, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Con chim già nhà ngươi, không ngờ lại còn nhớ rõ ta như vậy. Lúc này trong không gian có một tiếng cười to vang lên. Trong âm thanh ẩn chứa sự kích động, khiến cho lỗ tai mọi người chấn động. Long Bằng, không ngờ ngươi lại không chết, ta cũng tưởng rằng ngươi đã chết rồi à. Biết rõ ta tới mà cũng không đi ra, đây là đạo đãi khách của ngươi sao? Kim Huyền mỉm cười, cánh tay chấn động, kim quang bắn ra, lập tức đem khí thế đang giằng co với Long Ngộ thu lại. Thân thể lùi về phía sau. Ta có chút không tiện cho nên mới không ra mặt. Âm thanh vang vọng trên không trung. Chuyện bên này ta sẽ xử lý, trước tiên để cho ta gặp mặt lão bất tử nhà ngươi. Thiếu chủ, ta đi trước một chuyến. Kim Huyền dứt lời, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, lập tức bắn về phía trước. Mắt nhìn thấy thân ảnh Kim Huyền biến mất, cả Thanh Long hoàng tộc kinh ngạc. Người mặc trường bào màu vàng kia rốt cuộc là ai? Không ngờ lại có chút quen biết với vị kia của bổn tộc. Long Ngộ nhìn lên không trung, ánh mắt không khỏi biến hóa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trên Thanh Long đỉnh, Lục Lâm Thiêu vẫn khoanh chân ngồi đó, tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính kim, trong đầu, kim đao màu vàng vẫn đang không ngừng cắn nuốt năng lượng vô hình. Năng lượng vô hình này vốn có không ít chỗ tốt với tâm cảnh, lúc này tuy rằng Lục Lâm Thiên không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng lĩnh ngộ dưới cỗ khí tức này lại có hiệu quả không tệ. Lần lượt thất bại, lần lượt lĩnh ngộ, lần nữa khống chế thuộc tính luân hồi. Đại hồn anh tiếp tục ở bên cạnh hấp thu chỗ tốt trên Long đỉnh, khí tức như ẩn như hiện đang chậm rãi tăng cường. Trong Phi Linh Môn, lúc này hậu sơn xanh ngát, ở trong một động phủ phía sau đình viện, thác nước ở hậu sơn bắt đầu có năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Siêu. Một lát sau, mặt đất thoáng run rẩy một chút. Trong không trung có một cỗ năng lượng khủng bố, bàng bạc trong thiên địa hội tụ.
lập tức rót vào trong hậu sơn. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ở trong mật thất đang nhanh chóng kéo lên. Bắt đầu đột phá. Thân ảnh quỷ tiên tử bạch oánh xuất hiện, mắt nhìn về phía trước. Cảm nhận cỗ khí tức này, trong mắt nàng hiện lên sự mừng rỡ khó có thể che giấu. Mấy đạo thân ảnh xinh đẹp cũng xuất hiện chung quanh nàng, chính là tỷ muội Diệp Mỹ, Bạch Toa Toa còn có Nhan Kỳ, Hoa Mãn Ngọc. Sư phụ, Đông lão muốn đột phá sao? Cảm nhận cỗ khí tức này, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Nhiều năm trôi qua, lúc này tu vi của Diệp Phi đã đạt tới Vũ Vương. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Bạch Oánh nói, trong khi nói chuyện, một cỗ năng lượng thiên địa mênh mông giống như thủy triều liên tục, không ngừng kéo vào trong mật thất ở hậu sơn. Trong mật thất phía sau núi lúc này có một cỗ khói độc ngập trời phóng lên trời giống như là núi lửa phun trào. Khói đen này cực kỳ nồng đậm, bên trong có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra. Bên trong xen lẫn một cỗ linh hồn uy áp cực lớn, phô thiên cái địa. Chỉ một lát sau, năng lượng bàng bạc trong thiên địa hóa thành quang mang tiêu tán trong không trung. Bầu trời lập tức khôi phục lại như cũ, tất cả trở nên yên tĩnh. Siêu! Một đạo thân ảnh màu đen phóng lên trời, lơ lửng trên không trung. Trên khuôn mặt tràn ngập khí tức mênh mông, hai mắt mở ra, ánh mắt giống như ngôi sao, vô cùng chói mắt. Miệng thở ra một ngụm chọc khí dài, bên trong chọc khí có một cỗ khói độc màu đen. Sao mọi người lại ở đây? Người này mở mắt ra, nhìn mọi người, khí tức quanh thân thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lúc này đều được thu liễm. Thế nhưng trong lúc vô hình cũng tạo thành áp chế đối với mọi người. Gần đây ám đường đã phát hiện ra thiên địa minh bắt đầu có chút hành động nhỏ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Sắc mặt thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh khẽ biến hóa, trầm tư một lát rồi nói. Trước tiên cứ kệ bọn chúng, thông chi cho tất cả các sơn môn lớn, đề phòng thiên địa minh, mặt khác toàn lực thu thập tin tức, để xem bọn chúng muốn làm gì. Thiếp đã phân phó xuống dưới rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Có tin tức của tâm đồng không? Không, chúng ta còn chưa có biện pháp tiến vào trong tổ yêu lâm và linh hoàng nhai để thu thập tin tức. Diệp Mỹ nói, dùng thực lực của phi linh môn hiện tại cũng không có cách nào nhúng tay vào trong tổ yêu lâm và linh hoàng nhai. Trong mắt thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh có chút bất an nói. Đã lâu như vậy, bọn họ đều không phải là người thường a. Chấm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên Thanh Long đỉnh, Lục Lâm Thiên lần lượt thất bại, lần lượt thử qua, cũng không biết đã thử bao nhiêu lần. Năng lượng bốn loại thuộc tính tương sinh tương khắc, thủy, mộc, hỏa, thổ luân hồi. Rốt cuộc trải qua một đoạn thời gian dài, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác ra dường như bên trong có một cỗ khí tức vô hình. Nếu như cẩn thận xem xét thì nó lại biến mất không thấy gì nữa. Thời gian giống như cát chảy trôi qua, trong không gian yên tĩnh. Quang mang vô hình mà trong suốt bao phủ. Tiểu Long vẫn khoanh chân ngồi đó, một cỗ năng lượng linh hồn cực lớn không ngừng chui vào trong mi tâm hắn. Con mắt thứ ba trong mi tâm Tiểu Long như ẩn như hiện. Quang mang trong suốt quanh quẩn, một cỗ lực lượng quỷ dị cũng bao phủ quanh thân Tiểu Long. Siêu! Quang mang linh hồn bàng bạc rốt cuộc cũng gần hết. Khi một tia năng lượng linh hồn cuối cùng tiến vào trong mi tâm của Tiểu Long thì quang mang quanh thân Tiểu Long cũng bắt đầu có biến hóa. Ngao! Quang mang quanh thân Tiểu Long lóe lên, bản thể khổng lồ lập tức xuất hiện trong không gian. Chỉ là lúc này bản thể mà Tiểu Long biến hóa ra lại không có huyền vũ thần xác. Trên thân thể của Tiểu Long tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập, linh hoàng khí từ trên người lan tràn ra dường như đã nồng đậm tới mức tận cùng. Ngao! Rít lên một tiếng trầm thấp, con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra. Ngay tại lúc đó, cả không gian yên tĩnh này đột nhiên xuất hiện từng hư ảnh thanh long. Ông! Trong không gian chói mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa gợn sóng. Quang mang màu trắng chói mắt bắn ra. Từng đạo hư ảnh thanh long trong không gian lập tức phủ phục. Một đạo âm thanh theo đó cũng vang lên. Hậu bối của tộc ta, hư điện được mở ra. Tiến vào tiếp nhận truyền thừa của ta. Con mắt cực lớn của Tiểu Long nhìn vào cánh cửa trong không gian. Thân thể khổng lồ trực tiếp tiến vào đó rồi biến mất không thấy. Cánh cửa trong gợn sóng biến mất, tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh như cũ. Trong lúc Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ, trên Thanh Long Phong, chứa âm thanh năng lượng chấn động rất nhỏ ra, cả không gian vô cùng yên tĩnh. Trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trên Long Đỉnh trôi qua cực nhanh.
Lục Lâm Thiên chìm đắm vào trong lĩnh ngộ cũng đã triệt để quên đi thời gian. Trên đại lục này có những quái vật khổng lồ như tứ đại thú hoàng tộc và lục đại nhân hoàng tộc, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân hắn chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực thì mới có thể chống lại người khác. Mới có thể bảo vệ tất cả người thân bên cạnh hắn. Cho dù là bây giờ hắn liên thủ với các sơn môn khác, nhưng Lục Lâm Thiên lại biết rõ, nếu như không phải tu vi của hắn liên tục đột phá, sao có thể lôi kéo nhiều sơn môn như vậy. Mà cuối cùng chống lại với nhiều thế lực khổng lồ như lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc, có lẽ lĩnh ngộ thuộc tính kim chính là một cơ hội của hắn. Trên Long Đỉnh, năng lượng tràn ngập, ngay cả không gian cũng có chút vặn vẹo khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt. Quanh thân Lục Lâm Thiên cũng được quang mang bốn loại thuộc tính thủy, hỏa, mộc, thổ bao phủ. Trong Long Đỉnh yên tĩnh này Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Một cỗ năng lượng thuộc tính đặc biệt không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Trong lúc mơ hồ bao phủ cả thân thể Lục Lâm Thiên, cùng với quang mang do kim đao màu vàng hợp lại một chỗ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Khống chế bốn loại năng lượng thuộc tính dung hợp, lần lượt tuần hoàn. Cũng không biết từ khi nào, sau khi năng lượng thuộc tính thổ biến mất thì trong không trung lại có một tia năng lượng kỳ lạ kéo tới. Năng lượng này kỳ lạ tới mức khó có thể phát giác ra. Chỉ là ngẫu nhiên thấy kim quang lóe lên, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không thấy được sự biến hóa quanh thân. Tâm thần Lục Lâm Thiên lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính kim. Lần lượt thử qua, Lục Lâm Thiên lần lượt lĩnh ngộ. Đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, thuộc tính kim chính là vật vô cùng huyền ảo, hư vô. Thế nhưng Lục Lâm Thiên tin rằng trên thế giới này nhất định có đạo lý ngũ hành tương sinh, tương khắc. Bằng không hắn cũng không thể nào lĩnh ngộ ra dung hợp thuộc tính vào trong thời không lao ngục. Cho nên thế giới này nhất định có sự tồn tại của thuộc tính kim. Chỉ là không biết hắn có thể lĩnh ngộ được ra hay không mà thôi. Lục Lâm Thiên nhớ rõ, trong kiếp trước của hắn, cổ nhân từng nói, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính là năm loại yếu tố cấu thành thiên địa. Ngũ hành thịnh suy thì mới khiến cho thiên địa sinh ra biến hóa. Năm loại yếu tố này chẳng những ảnh hưởng tới không trung mà còn khiến cho vạn vật trong vũ trụ tuần hoàn không thôi. Cổ nhân từng nói rằng vạn vật trong vũ trụ đều do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thay đổi cùng với tuần hoàn mà tạo thành. Lục Lâm Thiên cũng nhớ rõ một câu, trong thiên địa có ngũ hành, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cùng dưỡng dục ngũ hành tạo thành vạn vật, khi đó sẽ đạt được thần vị. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Lục Lâm Thiên liên tục suy nghĩ những lời mà cổ nhân lưu lại kiếp trước, hy vọng có thể từ bên trong tìm được một ít quy luật. Lần lượt thăm dò, theo đó Lục Lâm Thiên dần dần tiến vào trong quỹ đạo linh ngộ. Năng lượng thuộc tính quanh thân ngày càng nồng đậm, trong không trung, không biết từ khi nào cỗ năng lượng kỳ lạ kia ngày càng nồng đậm. Năng lượng lạ lẫm kia hội tụ, bắt đầu quanh quẩn trên không trung, tiếp xúc với Lục Lâm Thiên. Thời gian trôi qua, khí tức trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng từ từ tăng cường. Thời gian lần nữa trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trong không gian này, cỗ năng lượng xa lạ kia càng lúc càng nồng nặc. Một cơn sóng năng lượng mang theo quang mang màu vàng giống như quang mang của kim đao màu vàng hội tụ trên không trung. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ào ào kéo tới. Năng lượng lạ lẫm này theo khí tức trên người Lục Lâm Thiên bắt đầu không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Mà tất cả những chuyện này Lục Lâm Thiên còn chưa biết. Hắn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, suy diễn tới mức phong ngã. Từ lúc lĩnh ngộ trong hư vô, mờ mịt, theo thời gian trôi qua, trong nhiều lần suy diễn, dường như Lục Lâm Thiên đã phát hiện ra thứ gì đó cho nên càng vùi đầu vào bên trong lĩnh ngộ. Trong lúc lĩnh ngộ, khái niệm thời gian đối với Lục Lâm Thiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Mà trong lúc đó thời gian lần nữa trôi qua mấy tháng. Ở dưới trạng thái gần như quên đi tất cả này, ở phương xa có mấy đạo thân ảnh già nua chắp tay đứng im, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long Phong biến ảo bất định. Trên Long Đỉnh có chút không bình thường. Ngươi cũng cảm giác được sao? Ta còn tưởng rằng mình cảm giác sai, khí tức này cực kỳ quái dị. Khí tức này ta chưa từng thấy qua. Tóm lại Lục Lâm Thiên này quá mức quỷ dị. Đại ca dương quá của Lục Lâm Thiên cũng quỷ dị không kém. Tu vi còn mạnh hơn Lục Lâm Thiên không ít, thực lực rất mạnh. Ta đoán sợ rằng thực lực cũng phải mạnh hơn Lục Lâm Thiên.
còn nửa tháng cuối cùng chính là kỳ hạn một năm. Tiểu Long kia vẫn còn ở trong Thanh Long Điện, nếu như có thể mở ra Thanh Long Điện thì tốt rồi. Ta có chút lo lắng, vạn nhất tiểu gia hỏa này mở ra Thanh Long Điện, cũng không phải là một chuyện đáng vui mừng. Dù sao trên người nó có một nửa huyết mạch là của Huyền Vũ nhất tộc. Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, nếu không Long Ngộ tại sao lại đem chức vị tộc trưởng truyền cho nó? Nếu như tiểu gia hỏa kia có thể mở ra Thanh Long Điện nhận được truyền thừa của lão tổ, sau này trở thành tộc trưởng thì sẽ không thể phản bội tộc nhân, không thể phản bội gia đình mình được. Ha ha, không ngờ Long Ngộ lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Chấm. Trong thiên trụ giới, thời gian gấp 20 lần, lúc này Lục Tâm Đồng đã ở trong thiên trụ giới gần 20 năm. Không biết từ khi nào quanh thân Lục Tâm Đồng tràn ngập quang mang trắng đen, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu kéo lên. Khí tức quanh thân càng ngày càng mạnh, khói độc lan tràn ra không gian. Khí tức bên trong dường như so với khi trước còn mạnh hơn một bậc. Phanh! Trong đầu vang lên một âm thanh trầm thấp, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dễ dàng phá vỡ bình chướng, tiếp đó, khí tức giống như trẻ tre tăng vọt. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực từ trong đó lan tràn ra. Dưới cỗ khí tức này, cả không gian lắc lư, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công run sợ. Dưới cỗ uy áp của khí tức này, đặc biệt là Mạc Lang, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tu vi của ba người thì hiện tại chỉ có mình hắn là thất giai hậu kỳ đỉnh, không có cách nào đột phá. Siêu siêu. Một lúc lâu sau, khí tức trên người Lục Tâm Đồng mới gần ổn định lại. Quang mang màu đen thu liễm vào trong cơ thể mang theo một cỗ khí tức quỷ dị. Khói độc ngập trời nhuộm đen không gian. Khi khói độc thu liễm, không gian mới khôi phục lại bình thường. Thân ảnh lung linh, mềm mại của Lục Tâm Đồng cũng chậm rãi xuất hiện. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Hiện tại đã là linh tôn lục trọng A. Phi Thiên Ngô Công tiến lên chúc mừng. Chủ nhân đột phá, đương nhiên hắn là người cao hứng nhất. Lục Tâm Đồng mở mắt, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nàng nhìn Phi Thiên Ngô Công nói. Các ngươi cũng tiến bộ không kém. Chỉ tiếc so với tiểu thư chúng ta còn kém xa. Thiên Sĩ Tuyết Sư thở dài, 20 năm, Tâm Đồng tiểu thư lần nữa đột phá, từ linh tôn ngũ trọng đột phá tới lục trọng. So với bọn họ từ bát giai sơ kỳ đột phá tới bát giai trung kỳ thì khó hơn nhiều. Chỉ tiếc tiểu thư đột phá, bọn họ còn chưa thể đột phá. Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng cười, 20 năm lại đột phá lần nữa, đó là nhờ nàng tu luyện thành công thiên độc hồn anh. Sau khi phóng thích độc thể trời sinh, sau đó nàng đột phá phải dựa vào bản thân mình. Khó có thể dựa vào độc thể trời sinh mà đột phá được nữa. Nhưng tu luyện thành công thiên độc hồn anh, độc công lần nữa tăng lên, có thể đem độc công phát huy tới mức khiến cho nàng cực kỳ thỏa mãn. Tiểu thư, chủ nhân tại sao trong khoảng thời gian này lại không tiến vào đây? Mạc Lang hỏi. Đại ca ở trên Thanh Long Đỉnh, thánh địa của Thanh Long Hoàng tộc tu luyện. Tính toán thời gian có lẽ cũng gần hết rồi. Lục Tâm Đồng mỉm cười. Thánh địa thứ hai của Thanh Long Hoàng tộc, nàng tiếp tục đột phá còn tu luyện thành công thiên độc hồn anh, không biết thực lực của ca ca có tiến bộ hay không. Trong đình viện tinh xảo, hương hoa bốn phía. Trong đình viện có vô số kỳ hoa, một thân ảnh xinh đẹp, động lòng người đang đi xuyên qua vườn hoa. Mích Hàm, Tiểu Long đi tới Thanh Long Điện tiếp nhận truyền thừa đã gần một năm rồi đúng không? Huyền Hạo chắp tay đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn một nụ hoa màu trắng trước mặt, thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới Tiểu Long. Hai ngày nữa là tròn một năm, có lẽ Tiểu Long đã mở ra tầng cuối cùng của Thanh Long Điện. Ngày đó muội tiếp nhận truyền thừa trong tộc cũng không tới một năm. Thân ảnh xinh đẹp kia đứng dậy, dung nhan tuyệt mỹ như đóa hoa kiều diễm nở rộ. Hai con mắt tràn ngập sự vui vẻ, giống như trích tiên. Không ngờ thiên phú của Tiểu Long lại mạnh như vậy. Huyền Hạo nói, mọi chuyện khó mà đoán trước, chúng ta cũng như vậy, chỉ cần như thế này muội đã thỏa mãn. Chỉ là không biết chàng thế nào, mỗi ngày để chàng theo muội ở trong bách hoa cốc này, ủy khuất cho chàng rồi. Long Bích Hàm chậm rãi đi tới bên người Huyền Hạo, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Huyền Hạo khiến cho lòng hắn run lên. Có nàng ở bên cạnh đã đủ rồi, cuộc đời này của ta có nàng, có Tiểu Long, một nhà ba người chúng ta là đủ rồi. Nhìn nữ tử trước mắt, Huyền Hạo kéo bàn tay ngọc của nữ tử, ánh mắt thỏa mãn. Trong tộc đã ngầm đồng ý cho hai ta, chỉ tiếc tu vi của chàng đã mất sạch. Đặt chân vào chuẩn đế hồi, sao chàng lại xúc động như vậy? Nhìn qua Huyền Hạo,
Long Bích Hàm có chút giận dữ và bất đắc dĩ. Tu vi mất sạch thì đã sao? Có một thân tu vi, mà cũng không có cách nào ở cùng một chỗ với người mình yêu thích, không có cách nào gặp nàng, giữ lại tu vi để làm gì? Huyền Hạo cười nhạt một tiếng nói. Trong tộc nàng ngầm đồng ý như vậy sợ rằng cũng là do Tiểu Long. Bất kể như thế nào chỉ bằng như vậy cũng đã đủ rồi. Chi tiếc Long Yên, Long Bích Hàm khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, không nói thêm lời nào nữa mà nhìn mảnh hoa cỏ trong đình viện A. Dương Quá dù sao cũng là nhân loại. Huyền Hạo than nhẹ. Nhân loại, chúng ta là Long tộc A. Long Bích Hàm khẽ than, vừa muốn quay đầu nói gì, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên chấn động, khiến cho thân thể của nàng khẽ run lên. Sắc mặt lập tức có chút nghi hoặc. Động tĩnh sao lại lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Huyền Hạo tiến lên, đỡ lấy Long Bích Hàm, tâm thần tràn ra. Là động tĩnh trên Thanh Long Phong. Long Bích Hàm đã sớm dùng tâm thần dò xét, ánh mắt lập tức có biến hóa. Cỗ chấn động vừa rồi từ trên Thanh Long Phong phát ra. Thanh Long Phong, Lâm Thiên không phải đang ở trên Long Đỉnh sao? Đột phá cũng không thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy à? Sắc mặt Huyền Hạo biến hóa, trong mắt có chút nghi hoặc. Chúng ta đi nhìn xem. Hai người nhìn nhau, thân ảnh lập tức biến mất trong bách hoa cốc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại sao Thanh Long Phong lại có động tĩnh như vậy? Khí tức này thật quỷ dị, ta chưa từng gặp bao giờ à? Ngay khi hai người chạy tới Thanh Long Phong, trên ngọn núi chắc quanh lúc này đã có không ít người đứng đó. Cũng không thiếu cường giả đang nhanh chóng tiến tới. Một ít người có ánh mắt hơn người sau khi nhận ra cỗ khí tức trên Long Đỉnh, trong mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc và khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này trên Thanh Long Phong giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, trên không trung có một đạo kim quang giống như mặt trời phóng lên cao. Kim quang chói mắt mang theo một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị khuếch tán, chậm rãi lan tràn ra toàn bộ Thanh Long Hoàng tộc. Kim quang chiếu rọi, từ trên Long Đỉnh chút xuống. Lúc này chung quanh Thanh Long Phong, cấm chế vô hình màu trắng kia toát ra kim quang. Kim quang rạng rỡ, bên trong có khí tức lạ lẫm. Ầm ầm, trên không trung, một tiếng nổ giống như tiếng sấm vang vọng. Trên phía chân trời yên tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, vô số mây đen kéo tới. Cả Thanh Long Phong run rẩy, mặt đất run rẩy không ngừng. Siêu, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn sấm chớp. Lúc này cả không gian đột nhiên đen kịt, giống như cả thiên địa đột nhiên tối lại. Trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình chấn động. Mặt đất run rẩy, trong sơn mạch, mặt nước bắt đầu cuồn cuộn. Trong không gian đen kịt này giống như không có ánh sáng. Chỉ có trên Long Đỉnh, đạo kim quang kia giống như một mặt trời không ngừng tỏa ra quang mang. Tất cả biến hóa này khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Kim quang bắn ra phía xa, trong không trung. Vô số cường giả Thanh Long Hoàng tộc rung động nhìn về phía Thanh Long Phong. Không ai biết được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thiên địa lại biến sắc như vậy? Ầm ầm, cả không gian lúc này ầm ầm lay động. Một cỗ năng lượng vô hình từ trên Thanh Long Đỉnh phóng lên trời, cùng với mây đen trên không trung hô ứng với nhau, bao phủ cả không gian. Dị tượng thiên địa, đây là dị tượng thiên địa. Một cường giả Thanh Long Hoàng tộc nhịn không được mà kêu lên một tiếng rung động. Nghe vậy mọi người chung quanh càng thêm rung động, cơ hồ tất cả cường giả đều biết, tương truyền chỉ có mấy loại tình huống mới xuất hiện dị tượng thiên địa. Một khi đế giả xuất thế, đồn rằng sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Loại thứ hai chính là đan dược đế phẩm xuất thế, đồn rằng đan dược đế phẩm chính là đan dược tầng cao nhất. Đan dược đế phẩm xuất thế sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Loại thứ ba chính là thần khí xuất thế. Nhưng mà động tĩnh khi luyện chế ra thần khí cũng không có lớn bằng loại thứ nhất và loại thứ hai. Mà lúc này mọi người nhìn lên Thanh Long Đỉnh, cỗ kim quang kia tuy rằng khó có thể nhìn vào bên trong. Thế nhưng mọi người cũng không khó mà suy đoán ra, trong ba loại tình huống này sợ rằng đều khó có khả năng. Nhất định Lục Lâm Thiên này không phải đang luyện chế thần khí, mà loại thứ nhất cùng loại thứ hai thì càng không có khả năng. Lục Lâm Thiên có thể đặt chân lên Long Đỉnh. Không phải định một lần thành đế đó chứ. Một lần thành đế. Bốn chữ này khiến cho mọi người run sợ. Đặt chân lên Long Đỉnh. Khi chúng cường giả biết được chuyện này đã nghẹn họng, Vũ Tôn tứ trọng một lần thành đế. Chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Cường giả đế cấp há có thể dễ dàng đột phá như vậy. Mau nhìn.
Một trưởng lão Thanh Long hoàng tộc hoảng hốt lên tiếng. Mọi người nghe vậy chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy trên long đỉnh Thanh Long phong phía trước có một đạo kim quang phóng lên trời, bắn thẳng lên trời xanh. Kim quang đẩy lui mây đen dày đặc trên không trung, bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt mang theo vô số lôi điện lan tràn ra chung quanh. Trong sát na, cả không gian lập tức xuất hiện một cảnh khiến cho mọi người kinh hãi. Trong không trung xa xa, một cỗ kim quang bàng bạc lập tức phủ xuống. Chút thẳng xuống long đỉnh của Thanh Long Phong, tựa như thiên địa rung chuyển, từ trên 9 tầng trời chút xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một cỗ khí tức kinh khủng lúc này xuất hiện khiến cho cơ hồ tất cả cường giả Thanh Long Hoàng tộc có mặt lúc này đều cảm thấy tim đập nhanh, rộn ràng, hoặc giống như ngừng đập. Linh nguyên trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Trên trời xanh, kim quang chiếu sáng, kim quang chói mắt bao phủ long đỉnh, lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm, cả thiên địa trong sát na như có thứ gì đó tỉnh lại. Mặt đất run rẩy, âm thanh ầm ầm từ trong mặt đất vang vọng, giống như có vạn thú di chuyển từ trong lòng đất muốn lao ra. Trong không gian đen kịt, dưới sự chiếu rọi của kim quang, mặt đất vô tận bỗng nhiên vỡ ra một cái khe lớn. Từng đạo quang mang màu vàng từ trong khe hở bắn ra. Khí tức mạnh mẽ tràn tới, lập tức cuồng phong gào thét. Kim quang đại thịnh, bên trong kim quang có một cỗ khí tức mạnh mẽ, lại vô cùng nội liễm. Siêu! Trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng mạnh mẽ, nội liễm kéo tới. Kim quang xuyên qua lập tức bao phủ cả không gian. Thiên địa vừa mới lờ mờ lúc này lại tràn ngập kim quang, giống như che khuất bầu trời bao phủ không gian vậy. Trong chớp mắt vô số quang mang màu vàng từ trong lòng đất tuôn ra. Lúc này cấm chế vô hình bên ngoài Thanh Long Phong đã tràn ngập kim quy nát. Kim quang khổng lồ giống như kết nối giữa trời và đất. Bên trên truyền ra một chấn động rất nhỏ. Trên cấm chế vô hình bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động. Dường như cấm chế sắp bị nghiền nát. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào. Khí tức này khiến cho trong lòng mọi người căng thẳng. Kim quang quỷ dị này không ngờ lại muốn nghiền nát cấm chế bên ngoài Thanh Long Phong. Ken két. Không gian vặn vẹo kịch liệt. Kim quang che khuất bầu trời. Âm thanh ken két, rạn nứt vang vọng, màn cấm chế vô hình giống như tùy thời bị nghiền nát. Siêu siêu, kim quang bàng bạc tràn ngập không gian, tựa như một ngọn núi nửa sắp phun trào. Phanh, rốt cuộc, một tiếng phanh trầm thấp giống như tiếng sấm vang vọng. Cấm chế vô hình kia trong khoảnh khắc giống như thủy tinh yếu ớt vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Cấm chế bị nghiền nát, mọi người rung động ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một đạo kim quang hình người đặt chân lên không trung, nhảy lên trên long đỉnh. Phía trên trời xanh, kim quang sáng chói bao phủ thân thể hắn. Dưới Thanh Long đỉnh, không biết từ khi nào cả tòa Thanh Long Phong khổng lồ lúc này tràn ngập kim quang. Từng khối bệ đá giống như long lân lúc này đều biến thành màu vàng. Kim quang từ trong lòng đất lan tràn lên long đỉnh. Từ phía xa nhìn lại, lúc này Thanh Long Phong giống như một đầu hoàng kim cự long ngẩng đầu. Kim quang rạng rỡ. Quang trụ màu vàng xuyên qua một thân ảnh bắn lên trên không trung. Trên không trung, Lục Lâm Thiên Lăng không đứng thẳng, hai tay mở rộng. Hai mắt nhắm chặt, trên trời xanh, dưới mặt đất đều có một đạo quang trụ màu vàng bao phủ quanh người hắn, tựa như thần tích. Cả thiên địa đột nhiên biến sắc. Trong cổ vực, mặt đất đột nhiên nhoáng lên một cái, phía chân trời phong vân biến sắc. Trên đại lục Linh Vũ, sơn mạch ầm ầm lay động. Âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung thật lâu không tiêu tan. Trên Đông Hải, mặt nước cuồn cuộn, tựa như biển gầm. Tổ Yêu Lâm phía nam, Linh Hoàng Nhai phía bắc, vạn thú rít gào, trong lòng kinh hãi. Vô số nơi trong thiên địa lúc này bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, trên đại lục, hải vực cuồn cuộn. Vô số nơi biển gầm, cuồng phong rít gào. Trong thiên địa, giờ phút này có không ít cường giả đều xuất hiện trên không trung. Bấm đốt tay tính toán, ánh mắt tràn ngập rung động. Dị tượng thiên địa, đến từ Thanh Long Hoàng tộc. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người xưng đế sao? Thanh Long Hoàng tộc có biến cố, toàn lực tìm hiểu tin tức về việc này trong Thanh Long Hoàng tộc. Ở giữa thiên địa, trong một hải vực mênh mông có một lục địa cực lớn xuất hiện. Từng kiến trúc hiện lên trên đại lục giống như thương long ngẩng đầu. Lúc này trên đại địa, trên không trung xuất hiện một đạo thân ảnh lảo đảo. Thân ảnh này tuy rằng đang lảo đảo, thế nhưng lại đạp không mà đứng, không nhìn thấy rõ bộ dáng, giống như bị sương mù dày đặc bao phủ,
thân thể mơ hồ như ẩn như hiện, thế nhưng trên người lại tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn với thời gian. Dị tương thiên địa, ngoài ý muốn a, thiên phú không tệ, hy vọng có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Thân ảnh này thì thào nói nhỏ, sau đó thân ảnh biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Trên đại điện, phía trên trời xanh có một ngôi sao thoáng hiện, không gian giống như vật đổi sao rời, sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện. Cả không gian lập tức rung động, đại điện khổng lồ cùng với lục đại cực lớn lập tức bị bao phủ trong sương mù dày đặc, giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa vậy. Tất cả những kẻ trên đại lục này có thể nghe thấy thì nhớ kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, cấm ra tay với người có tu vi đồng cấp, người vi phạm giết không tha. Trong sương mù dày đặc, một âm thanh thê lương và xa xưa vô thanh vô tức quanh quẩn trong không gian. Trong thiên địa, đột nhiên có không ít người mở hai mắt ra, ánh mắt biến đổi. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dị tượng thiên địa này dường như Lục Lâm Thiên tạo ra. Bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn về phía kim quang bao phủ không gian. Mấy đạo thân ảnh già nua đáp xuống ngọn núi bên ngoài. Long Mộ cũng ở trong đó, mắt nhìn tất cả chuyện này, trong lòng tất cả mọi người không dám tin tưởng. Thế nhưng mặc kệ trong lòng không tin như thế nào, thế nhưng một màn này lại xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho mọi người không thể không tin là cảnh tượng này là do Lục Lâm Thiên tạo ra. Khí tức bên trong cỗ kim quang này sắc bén, lăng lệ, lại cực kỳ nội liếm, uy áp rất mạnh. Tuy rằng là hình thức ban đầu thô sơ, nếu như ta đoán không sai thì đây là một loại thuộc tính mới. Một đạo thân ảnh già nua, thì thào nói, trong âm thanh tràn ngập sự rung động. Cái gì, ngươi nói Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Ngoài thổ, thủy, hỏa, phong ra còn có một loại thuộc tính khác. Mọi người nghe vậy nghẹn họng nhìn về phía trước. Chuyện này khiến cho người ta rung động, dùng tu vi của mọi người, một khi có người để tỉnh thì lập tức hiểu rõ vài phần. Lúc trước lão tổ của Bắc Cung gia tộc không phải cũng lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc sao. Xem ra Lục Lâm Thiên này đã lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Thanh niên như vậy quả thực quá mức cường hãn. Lần nữa lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới, trong nhân loại rất có thể sẽ xuất hiện nhân hoàng tộc thứ bảy. Đối với tứ đại thú hoàng tộc chúng ta vô cùng bất lợi, chúng ta. Nếu như Tiểu Long có thể mở ra tầng cuối cùng trong Thanh Long Điện, tăng thêm kỳ tài như Lục Lâm Thiên này, thành tựu sau này của hai người tuyệt đối bất phàm. Tiểu Long có quan hệ với hắn, đối với Thanh Long Hoàng tộc ta cũng là chuyện cực kỳ có lợi. Có lẽ sẽ khiến cho Thanh Long Hoàng tộc ta đi tới thời kỳ đỉnh phong xa xưa cũng không nhất định. Ông trời trợ giúp Thanh Long Hoàng tộc ta a. Một đạo thân ảnh do dự một chút rồi thấp giọng nói, thậm chí là mang theo sự rung động bên trong âm thanh. Từ nay về sau Thanh Long Hoàng tộc ta kết giao với Lục Lâm Thiên. Tin tức Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới phải toàn lực phong tỏa, không được tiết lộ ra ngoài. Mấy người này thương nghị đã quyết định thái độ của Thanh Long Hoàng tộc. Trên Thanh Long đỉnh, kim quang tràn ngập bốn phía, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người đều không khó cảm giác ra được bên trong kim quang ngập trời có một cỗ năng lượng nồng đậm không ngừng hội tụ trong không trung. Sau đó lại cuồn cuộn dũng mãnh lao tới Lục Lâm Thiên đang bị kim quang bao phủ. Năng lượng ngập trời rít gào, bao phủ Lục Lâm Thiên. Kim quang rực rỡ, cực kỳ khủng bố. Vô số ánh mắt kinh ngạc của tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc nhìn vào. Lúc này Thanh Long Phong lại càng giống như một đầu Thanh Long ngẩng đầu. Trong kim quang mơ hồ truyền ra uy áp khiến cho tất cả mọi người có cảm giác lạnh người. Thiên địa biến sắc, theo thời gian trôi qua, dị tượng này trong thiên địa không những không yếu bớt mà ngày càng mạnh mẽ. Trên trời xanh, quang trụ bằng kim quang chói mắt kia ầm ầm rót vào trong người Lục Lâm Thiên. Năng lượng bàng bạc màu vàng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khí tức bàng bạc giống như mãnh hổ thức tỉnh, từ trong người Lục Lâm Thiên bắn ra. Lục Lâm Thiên này bắt đầu đột phá rồi. Khí tức này quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho người ta rung động. Rõ ràng là vũ tôn tứ trọng, thế nhưng khí tức này sợ rằng ngay cả tôn cấp lục trọng bình thường cũng không mạnh như vậy a. Chúng cường giả nhìn chăm chú lên không trung, thì thào rung động nói. Cảm nhận cỗ khí tức kia kéo lên, vô số cường giả trên không trung lần nữa rung động. Ầm ầm. Trong kim quang, năng lượng chút xuống, trên Thanh Long đỉnh, năng lượng kim quang bàng bạc càng lúc càng điên cuồng. Cỗ năng lượng kim quang quỷ dị kia hung hăng chút vào trên người Lục Lâm Thiên, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Dưới chân trời lờ mờ chỉ có một mình Lục Lâm Thiên đứng đó, giống như thiên.
thần đang tiếp nhận sự tẩy lễ của kim quang. Năng lượng bàng bạc chút vào cơ thể Lục Lâm Thiên, kim quang hiện ra quanh thân Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên lăng không ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Bốn phía kim quang lúc này có vô số năng lượng bắt đầu hội tụ. Năng lượng kim quang bên trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc, đều rót vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lúc này dường như Lục Lâm Thiên không phát hiện ra điều gì, cũng không biết vũ đan ngũ sắc bên trong đan điền mình lần nữa có thêm một màu chính là màu vàng. Kim quang quanh quẩn, năm loại năng lượng thuộc tính khác quay chung quanh. Vũ đan ngũ sắc xoay tròn không ngớt, năng lượng bàng bạc bắt đầu tiến vào trong đan điền. Thời gian lần nữa trôi qua, dưới ánh mắt của vô số người, kim quang cuồng cuộn. Năng lượng vô hình trong thiên địa ngày càng bàng bạc, năng lượng bàng bạc hội tụ, hóa thành vòng xoáy giữa không trung. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, không gian bắt đầu cuồn cuộn. Siêu siêu. Bên trong kim quang, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, tựa như vòi rồng. Bên trong năng lượng bàng bạc, thân thể Lục Lâm Thiên giống như một đầu hung thú đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa. Trong kim quang, khí tức cường hãn quanh thân Lục Lâm Thiên một đường giống như trẻ tre, bắt đầu lan tràn ra. Tiếng trầm đục giống như tiếng sấm vang vọng, khí tức bàng bạc từ trong vòng xoáy phóng lên trời cao. Khí tức cường hãn này chấn động nhâm tâm, những cường giả bát giai có thực lực thấp trong Thanh Long Hoàng tộc lúc này cũng cảm giác được linh hồn minh run rẩy. Trong cỗ khí tức này thậm chí còn xen lẫn một cỗ uy áp mà bọn họ không thấy được. Phanh! Âm thanh trầm đục vang vọng, khí tức dễ dàng phá tan một bức tường ngăn cách. Trong mây đen, tia chớp lóe lên, khí tức trên người Lục Lâm Thiên đã đặt chân lên vũ tôn ngũ trọng. Khí tức tăng vọt, kim quang rạng rỡ giống như kim long quanh quẩn thân thể hắn. Đột phá, Lục Lâm Thiên này đột phá vũ tôn ngũ trọng. Quái lạ, đột phá vũ tôn ngũ trọng mà thôi, không đến mức tạo thành động tĩnh lớn như vậy a. Sợ rằng ngay cả đột phá vũ tôn bát trọng cũng không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ vũ giả ngũ hệ đột phá lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy sao? Mọi người sợ hãi than, Lục Lâm Thiên này đột phá cũng quá dọa người. Mà khi mọi người cho rằng động tĩnh này sắp dừng lại thì khí tức đang tăng vọt trên người Lục Lâm Thiên lại tiếp tục tăng lên. Khí tức tăng vọt so với vừa rồi quả thực như được dùng thuốc ký. Nó mang theo một lực lượng mạnh mẽ, một đường như chỗ không người, hoặc giả giống như một cơn hồng thủy, dùng tốc độ gấp 10 lần so với vừa rồi tăng vọt. Bên trong kim quang, năng lượng thiên địa và kim quang chấn động ngày càng kịch liệt, năng lượng bàng bạc không ngừng hội tụ tới. Kim quang từ trên long đỉnh lan tràn xuống, sau đó không ngừng chút vào thân thể Lục Lâm Thiên đang ở giữa không trung. Cảnh tượng như vậy khiến cho mây đen trên không trung lần nữa dày đặc hơn. Tiếng sấm sét vang vọng không ngớt, trong Thanh Long Hoàng tộc, những người có tu vi cấp thấp lập tức phủ phục, miệng rít gào. Siêu siêu! Trên một ngọn núi, Long Bích Hàm và Huyền Hạo nhìn nhau, trong mắt rung động không thôi. Thiếu chủ, đây là nhị đệ mà người nói sao? Tại một đỉnh núi khác, một thân ảnh màu xám, một thân ảnh màu vàng đứng song song với nhau, hai người này chính là Dương Quá và Kim Huyền. Đúng vậy, đây chính là nhị đệ của ta. Không biết lúc này nhị đệ lại nhận được chỗ tốt gì. Toàn thân Dương Quá có chút kích động mà run rẩy. Động tĩnh lớn như vậy rõ ràng là do nhị đệ tạo ra, sợ rằng chỗ tốt bên trong tuyệt đối không ít. Thiếu chủ, nhị đệ này của người quả thực bất phàm. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là hắn đang lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Một loại thuộc tính khác ngoài năm loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, mộc. Lúc này ngay cả Kim Huyền cũng cực kỳ khiếp sợ, thì thào, rung động nói. Có lẽ ở giữa thiên địa này không lâu sau đó sẽ lại xuất hiện một nhân hoàng tộc thứ 7A. Trên long đỉnh, vòng xoáy ngày càng cuồng bạo, Lục Lâm Thiên giống như một đầu hung thú ngập trời liên tục thôn phệ thiên địa, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa. Cỗ khí tức bàng bạc giống như hung thú thức tỉnh khuếch tán ra. Khí tức kia mạnh mẽ khiến cho lòng người rung động. Ầm ầm. Trong tiếng sấm sét, giữa không trung vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của vạn chúng, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lần nữa tăng lên, đột nhiên đánh vỡ bức tường giữ vũ tôn ngũ trọng và vũ tôn lục trọng. Khí tức mạnh mẽ tăng lên, đặt chân vào vũ tôn lục trọng. Sau khi đạt tới vũ tôn lục trọng, khí tức trên người Lục Lâm Thiên không có ý tứ dừng lại, tiếp tục dũng mãnh kéo lên khiến cho cả thiên địa dường như sắp sụp đổ. Uy áp thật khủng bố, thật chấn động nhân tâm. Yêu nghiệt, Lục Lâm Thiên này chính là yêu nghiệt,
liên tục đột phá hai trọng, trời ạ. Nghịch thiên a, vẫn còn đột phá. Lục lâm thiên này quá mạnh mẽ. Đây là yêu nghiệt a, đột phá tạo thành dị tượng thiên địa, liên tục đột phá tôn cấp ngũ trọng, lục trọng mà vẫn còn muốn đột phá tiếp. Có còn để cho người khác sống hay không a? Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả cường giả cơ hồ ngây dại ra, ngay cả các cường giả cũng không có cách này bình tĩnh được nữa. Tới cấp độ như tôn cấp, cho dù là người có thiên phú mạnh nhất trong nhân loại, muốn đột phá tới ngũ trọng, lục trọng tôn cấp cũng phải mất mấy trăm năm, bằng không đừng mong đột phá. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lại đang liên tục đột phá, vẻn vẹn chỉ trong nửa canh giờ liên tiếp đột phá hai trọng. Lại còn tiếp tục muốn đột phá tôn cấp thất trọng, đây quả thực chính là thứ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Phía chân trời xa xa, mấy đạo thân ảnh già nua bên người Long Mộ cũng kinh ngạc không thôi. Yêu nghiệt a, ta sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua kẻ nào yêu nghiệt như vậy. Thiên địa phong vân, đều có yêu nghiệt xuất hiện a. Trường bào trên người Long Mộ run lên, ánh mắt híp lại, khẽ than thở nói. Kim quang bắt đầu khởi động, trong quang trụ màu vàng bắn ra kim quang chói mắt về bốn phía. Thân thể Lục Lâm Thiên giống như một đầu hung thú không biết mệt mỏi, đang liên tục cắn nuốt năng lượng bàng bạc kéo tới, ai tới cũng không cự tuyệt. Dường như tất cả năng lượng trong thiên địa bị cắn nuốt một phần, trên không trung, mây đen dày đặc kia giống như lại dày thêm một tấc. Năng lượng không ngừng tuôn ra, không gian gần như bị nghiền nát. Từ phía xa nhìn lại, lúc này Lục Lâm Thiên đang đặt chân lên mây đen dày đặc, kim quang xuyên qua mây đen khiến cho mây đen được phủ lên một màu vàng nhạt. Biến hóa trên không trung khiến cho người ta khiếp sợ, mà lúc này thứ khiến cho người ta càng thêm khiếp sợ đó chính là khí tức của Lục Lâm Thiên trong khoảng thời gian ngắn đã lần nữa tới Vũ Tôn lục trọng đỉnh phong. Đang muốn đột phá Vũ Tôn thất trọng. Yêu nghiệt này vừa mới đột phá lại muốn đột phá tam trọng liên tiếp sao? Cơ hồ tất cả cường giả gắt gao nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong cảm ứng của bọn họ, lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên đã đạt tới Vũ Tôn lục trọng đỉnh phong. Muốn đột phá, sắp lần nữa đột phá rồi. Cơ hồ tất cả cường giả Thanh Long hoàng tộc ngừng thở, ánh mắt mang theo sự khẩn trương, giống như mình đang đột phá vậy. Tiểu tử, dừng lại đi, đột phá tam trọng, căn cơ bất ổn. Đột phá như vậy đã đủ rồi. Huyền Hạo nhìn lên không trung, trong mắt có chút lo lắng. Không thể tiếp tục đột phá, dục tốt bất đạt, không ổn a. Sau lưng Dương Quá, Kim Huyền chắp tay đứng im, ánh mắt biến đổi. Lúc này trong kim quang bị mây đen bao phủ, hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mở ra. Kim quang loe sáng, đánh văng mây đen ngập trời. Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang vọng. Giống. Tiếng hét lớn này tựa như sư giống. Phượng kêu từ trong quang trụ bằng kim quang bắn ra. Âm thanh bắn thẳng trời cao, vang vọng không thôi. Phanh phanh phanh. Tiếng hét lớn này giống như khiến cho thiên địa rung động. Kim quang run rẩy, không gian vặn vẹo, thậm chí ngay cả Thanh Long phong tràn ngập kim quang lúc này cũng bắt đầu run rẩy. Bên ngoài quang trụ bằng kim quang kia có từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng bên tai. Thanh Long phong chấn động. Mây đen trên không trung bắt đầu bị nghiền nát. Tiếp đó đạo quang trụ bằng kim quang giống như núi lửa phun trào, năng lượng từ bên trong bắn tứ tung, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ quang trụ kim quang. Ầm ầm, quang trụ bị nghiền nát, kim quang bắn ra tứ phía. Kim quang hóa thành hình cung khuếch tán ra chung quanh. Những nơi kim quang đi qua, tất cả mọi người cơ hồ đều nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng. Năng lượng hù ngậu trong kim quang khuếch tán. Sơn mạch chung quanh dưới cỗ năng lượng bàng bạc này vô số kim quang bắn tứ tung. Trong sát na, vô số kim quang giống như những hạt mưa trong thiên địa trút xuống. Từng ngọn núi bị san bằng, đá vụn bắn tứ tung. Mây đen che khuất bầu trời, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, năng lượng trong thiên địa giống như bị một bàn tay vô hình đẩy ra. Tự động khuếch tán tạo ra một thông đạo này vừa vặn bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lúc này chân Lục Lâm Thiên đạp hư không. Thân thể cao ngất đứng đó. Khí thế bàng bạc từ trong cơ thể không ngừng tràn ra, giống như một thanh đại đao đang chỉ lên trên trời cao. Giống. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, thét lớn một tiếng vang vọng trên không trung, giống như là đang phát tiết. Âm thanh quanh quẩn trong không gian, khiến cho màng nhĩ của một ít người có tu vi thấp đau đớn, ngay cả trong đầu cũng cảm thấy tê dần, đau đớn. Tiếng giống to này vang vọng.
lúc này khí tức vũ tôn lục trọng đỉnh phong của Lục Lâm Thiên bắt đầu bị áp xúc. Trời ạ, Lục Lâm Thiên này lại cưỡng ép ngừng đột phá. Vẫn còn áp xúc tu vi làm vững căn cơ. Cưỡng ép ngừng đột phá, áp xúc tu vi ổn định căn cơ. Nghị lực không phải người thường có thể có được. Tu vi cường hãn, tâm cảnh cao, nhân loại này quá mức mạnh mẽ. Cảm nhận khí thế bá đạo vô cùng này, trong Thanh Long hoàng tộc không ngừng vang lên tiếng than thở sợ hãi. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn vào thân ảnh màu xanh trên không trung, cảm nhận khí thế bàng bạc từ trên người tràn ra, cả thiên địa lúc này đều vì hắn mà chấn động. Khá lắm, không ngờ lại có thể làm được một bước này. Trong mắt Huyền Hạo hiện lên sự vui vẻ, khóe miệng mang theo tiếu ý mỉm cười nói. Trên một ngọn núi khác, Kim Huyền nhìn phía trước, miệng lẩm bẩm nói. Tâm cảnh như vậy thật là bất phàm, không dưới lão chủ nhân a. Trên không trung, âm thanh kia biến mất, mây đen cũng gần biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng lần nữa chiếu xuống mặt đất, khôi phục như ban đầu. Thanh Long Phong tràn ngập kim quang rạng rỡ, lúc này chẳng biết kim quang đã biến mất từ khi nào. Nhưng mà đạo cấm chế vô hình kia đã sớm bị nghiền nát. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh đang lăng không đứng trên không trung. Nhìn thân ảnh màu xanh không nhúc nhích kia, cả không gian lập tức lặng ngắt như tờ. Trên không trung, Lục Lâm Thiên ngạo nghễ lăng không đứng thẳng, quanh thân còn có một đám mây đen cuối cùng đang tiêu tán. Nhưng mây đen cũng chỉ phiêu đãng xung quanh mà không thể tới gần người Lục Lâm Thiên. Giống như quanh thân Lục Lâm Thiên có một bình chướng khiến cho mây đen không thể nào kéo tới gần. Lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên bị áp chế tại vũ tôn lục trọng đỉnh phong hậu kỳ. Trong lúc đột phá, Lục Lâm Thiên bừng tỉnh, cảm thấy mình đang điên cuồng đột phá. Tuy rằng đột phá là chuyện tốt, thế nhưng điên cuồng đột phá cũng không phải là chuyện tốt. Tuy rằng hắn có tâm cảnh không tệ, thế nhưng chung quy vẫn không phải là chuyện tốt, cho nên Lục Lâm Thiên mới mạnh mẽ ngừng đột phá, dừng lại ở vũ tôn lục trọng đỉnh phong. Hai mắt Lục Lâm Thiên lần nữa nhắm chặt, tâm thần dò xét trong thân thể mình. Giờ phút này hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, khí tức bàng bạc quanh quẩn quanh thân khiến cho vô số ánh mắt chung quanh kinh ngạc, không biết tại sao Lục Lâm Thiên còn không tỉnh lại. Trong tiếng nghị luận của mọi người, tâm thần Lục Lâm Thiên nội thị bên trong cơ thể. Tất cả thay đổi trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ. Lúc này đan điền của hắn mênh mông vô cùng, so với lúc còn là vũ tôn tứ trọng thì khổng lồ hơn rất nhiều. Ngũ sắc vũ đan của hắn được Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Ảnh Thanh Vũ, Huyết Lục bao phủ, lúc này đã trở thành vũ đan lục sắc. Ở đó có một cỗ kim quang bắn ra, ở gần màu vàng đất của thuộc tính thổ đã có thêm màu vàng rực rỡ. Trong đan điền hắn, trên kim quang có một cỗ lực lượng sắc bén, mạnh mẽ, nội liếm quanh quẩn. Thuộc tính kim, đây là thuộc tính kim. Lục Lâm Thiên đột nhiên đại hỉ, năng lượng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim chủ sát phạt, vô cùng sắc bén, nội liếm. Đây là thuộc tính kim, rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc tính kim. Siêu. Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có kim quang bắn ra sau đó lập tức biến mất. Ngay lúc đó trên Long Đỉnh, đại hồn anh không ai nhìn thấy lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Ồ, đây là phân thân sao? Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trên khuôn mặt hắn có 5 loại năng lượng thuộc tính quay chung quanh. Mà ở giữa 5 loại thuộc tính này có một cỗ năng lượng kim quang đứng giữa trung tâm. Khí tức sắc bén, nội liễm lan tràn ra. Mắt nhìn tất cả chuyện này, Lục Lâm Thiên thu quang mang lại, thân thể lăng không đứng thẳng, cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Chân khí trong đan điền hắn lúc này bành trướng tới cực hạn. Đang không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Kim đao màu vàng lần nữa trở lại trên tiểu hồn anh. Trên thân đao dường như đã có một ít biến hóa rõ ràng. Linh hồn lực lần nữa mạnh hơn không ít. Đại hồn anh trong vòng một năm này dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Cảm nhận thực lực lúc này của mình, lúc còn là vũ tôn tứ trọng, hắn dùng toàn lực có thể chống lại tôn cấp bát trọng. Hiện tại đã là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, thực lực không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi run lên, tu vi cùng với thực lực như vậy có lẽ nào hắn vô địch trong tôn cấp hay không? Quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ thuộc tính kim này không biết mạnh mẽ ra sao. Tất cả chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi vui sướng. Tiếng cười to lập tức vang lên. Ha 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 ha. Ngay trong ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn sự vui sướng. Siêu.
Trong lúc cười to, ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn bốn phía, tinh quang trong mắt bắn ra, chân khí trong cơ thể bành trướng, miệng quát to. Ai dám chiến cùng ta một trận? Tiếng quát quanh quẩn, bên trong có một cỗ chiến ý bá đạo ngập trời. Khí tức lan tràn ra chung quanh, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh. Vô số cường giả Thanh Long hoàng tộc âm thầm lui về phía sau một bước. Lúc trước Lục Lâm Thiên này đã khó dây vào, lúc này chỉ sợ càng khó mà động vào hơn. Mà lúc này cũng có mấy đạo thân ảnh đang do dự, nhưng mà cũng không định đi lên. Dùng tuổi tác của bọn họ, có chiến thắng cũng không vui vẻ gì. Vạn nhất, nếu như thua thì mặt mũi sẽ mất hết. Cho nên bọn họ chỉ do dự mà không có ai dám đi lên. Trên ngọn núi, Dương Quá nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Trường bào màu xám trên người run lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ thành hình. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn ra, khí tức sắc bén lan tràn. Ánh mắt nhìn thẳng về phía thân ảnh màu xanh kia, một cỗ chiến ý bắn ra. Miệng quát, ta chiến một trận với đệ được không? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh màu xám đang bắn tới. Quanh thân người này không có bất kỳ ba động nào, nhưng khi người này xuất hiện, một cỗ khí tức lan tràn. Cả không trung, cỗ khí tức kia trong khoảnh khắc khuếch tán, khiến cho cả không gian dường như cứng lại. Vũ Tôn thất trọng. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh màu xám kia, trong lòng vui vẻ. Người này chính là đại ca Dương Quá của hắn. Đại ca của hắn không ngờ đã là Vũ Tôn thất trọng, xem ra ở trong luân hồi cốc đại ca đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Sao nào, ta cùng đệ chiến một trận, chẳng lẽ đệ lại xem thường ta sao? Dương Quá nói, khí tức trên người phóng ra, chiến ý xuất hiện, từ lúc còn ở trên Bình Nham đảo, thực lực của hắn vẫn kém nhị đệ cực lớn, chưa thể thoải mái giao thủ. Lúc này nhận được truyền thừa của sư phụ Bất Bại Kiếm Đế, rốt cuộc hắn cũng có thể chiến một trận nữa. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều như vậy làm gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đại ca Dương Quá của hắn đã là Vũ Tôn thất trọng, thực lực tuyệt đối không phải tôn cấp thất trọng bình thường có thể so sánh. Đánh thì đánh, để cho ta nhìn xem rốt cuộc đệ đã tới mức nào. Xem có thể đánh bại được đệ hay không. Sợi tóc trên trán Dương Quá tung bay, trường bào run lên, chiến ý ngập trời. Giữa không trung, lúc này hai người không có bất kỳ một động tác nào, bốn mắt nhìn nhau bắn ra chiến ý cuồn cuộn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hai người lan tràn ra khiến cho một ít tộc nhân Thanh Long hoàng tộc có tu vi thấp cảm thấy linh nguyên trong người như đình trệ, trong lòng run rẩy. Hai huynh đệ này muốn giao thủ sao? Có trò hay xem rồi. Không biết hai huynh đệ này ai thắng ai thua, hai người đều vô cùng biến thái a. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú về phái trước. Trong lòng căng thẳng, hai huynh đệ này chiến một trận khiến cho không ít người cảm thấy hứng thú. Hai người đều là người trẻ tuổi mạnh nhất trong nhân loại a. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá nhìn nhau. Chẳng biến từ khi nào không gian chung quanh hai người đã bắt đầu rạn nứt. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra chung quanh rồi va chạm vào nhau. Ngay khi vết nứt quanh thân hai người va chạm với nhau. Hai cỗ năng lượng đột nhiên va chạm trên không trung. Một tiếng nổ không có một chút dấu hiệu nào đột nhiên vang vọng. Phanh! Tiếng nổ trầm thấp vang lên, gợn sóng trong không gian vỡ nát. Kinh khí khuếch tán, khí thế bá đạo quanh thân hai người lúc này mạnh mẽ tới tận cùng. Âm thanh trầm thấp này khiến cho trong lòng không ít tộc nhân Thanh Long hoàng tộc run rẩy. Siêu! Trong giây lát, hai người dường như có một loại ăn ý, đồng thời tuôn ra khí thế hung hãn. Quanh thân Dương Quá có một đạo quang mang màu vàng đất lan tràn. Trên người Lục Lâm Thiên lúc này là một đạo quang mang màu vàng. Quang mang màu vàng đất cùng với quang mang màu vàng giống như quang cháo bao phủ thân thể hai người. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ sinh ra uy áp lan tràn khiến cho không gian chung quanh như cứng lại. Vô số cường giả trong không gian run sợ. Siêu siêu. Âm thanh xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra. Chân khí tuôn ra, hai đạo thân ảnh mang theo khí thế cuồng bạo ầm ầm va chạm. Đại đa số mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng đất và một đạo kim quang va chạm vào với nhau. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, hai đạo quang mang đồng thời bắn ra. Trên không trung, chân khí cường hãn tràn ra, bắt đầu khởi động trên không trung rồi chậm rãi khuếch tán giống như gợn sóng. Hai người tách ra, lần nữa lăng không đứng thẳng, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Lục Lâm Thiên cảm giác tu vi của đại ca Dương Quá hẳn là Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong.
công kích không phải tôn cấp thất trọng bình thường có thể so sánh. Mà trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ cũng tới tình trạng khủng bố. Dường như đã đạt được chỗ tốt trong luân hồi cốc, mặt khác phối hợp với lực lượng thời gian, uy lực càng thêm khủng bố. Vừa rồi chính là thuộc tính mới mà nhị đệ lĩnh ngộ được sao? Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, tay phải vắt về phía sau, bàn tay run lên. Dưới công kích vừa rồi cánh tay của hắn run rẩy, loại công kích sắc bén mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên hắn gặp. Quá mức bá đạo, chẳng lẽ đây là uy lực của thuộc tính mà nhị đệ mới lĩnh ngộ được hay sao? Mà công kích của Lục Lâm Thiên cũng khiến cho Dương Quá rung động. Công kích của tôn cấp lục trọng, vừa rồi chỉ là công kích đơn thuần của bản thể mà thôi, thế nhưng so với hắn còn mạnh hơn không ít. Dương Quá biết rõ nhị đệ hắn không chỉ có bản thể cường hãn, mạnh nhất chính là thủ đoạn công kích quỷ dị. Tỷ như thời không lao ngục. Hai người nhìn nhau, chiến ý bừng bừng. Đột nhiên thanh linh khải giáp xuất hiện quanh thân Lục Lâm Thiên. Quanh thân Dương Quá cũng được bố trí khải giáp bằng chân khí. Hai huynh đệ này thật mạnh. Cảm nhận chiến ý trong không trung, cả đám cường giả âm thầm tán thán trong lòng. Hai huynh đệ này quả nhiên vô cùng biến thái. Chúng cường giả ngẩng đầu, gợn sóng quanh thân hai người bị đánh bay. Khí tức Dương Cung Bạt Kiếm từ giữa không trung lan tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc khí tức căng cứng này cũng nổ tung. Siêu! Thân ảnh hai người cùng một lúc bắn ra. Tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh hai người sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ bắn ra. Gợn sóng không gian liên tục khuếch tán. Hai khe nứt lần nữa va chạm giống như hai mảnh thiên thạch va chạm với nhau, gợn sóng không gian bị chấn nát. Siêu! Khi hai người sắp va chạm vào với nhau, tinh quang trong mắt Dương Quá bắn ra, chân khí thuộc tính thổ bàng bạc hóa thành một đạo quyền ấn ầm ầm đánh về phía trước. Quyền ấn đánh ra, vết nứt trong không gian khuếch tán về bốn phía. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cánh tay đột nhiên chấn động. Trong không trung có một cỗ năng lượng kim quang quỷ dị hội tụ tới. Năng lượng kim quang này sắc bén, bá đạo vô cùng. Năng lượng kim quang trực tiếp nghênh tiếp quyền ấn, gợn sóng trong không gian trước quyền ấn trực tiếp bị phá hủy. Năng lượng thiên địa hội tụ, cả không trung gió nổi mây phun. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa bị hai người trực tiếp tác động. Trong khoảnh khắc hai đạo quyền ấn xé rách không gian bắn tới, hung hăng va chạm vào với nhau. Phanh! Hai đạo quyền ấn va chạm, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng. Từng khe nứt đen kịt lan tràn ra chung quanh. Không gian nứt vỡ từng khúc, thân hình hai người cũng trực tiếp bắn ra. Phanh! Hai người đều bị nện xuống một ngọn núi cách đó không xa. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích phá hủy ngọn núi. Đá vụn bắn tứ tung, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Hai đạo thân ảnh từ trong ngọn núi lần nữa nhảy lên. Chân đạp mạnh hư không, quang mang thuộc tính tuôn trào. Thân hình giống như mũi tên rời cung xẹt qua không gian mang theo một đạo tàn ảnh, hai người lần nữa va chạm vào một chỗ. Phanh phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, công kích mạnh mẽ của hai người va chạm vào với nhau. Lục Lâm Thiên quả thực đã lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Năng lượng thuộc tính này sắc bén, bá đạo, dường như công kích so với thuộc tính thổ còn mạnh hơn không ít. Thuộc tính mới a, bao nhiêu năm rồi, đồn rằng từ xưa tới nay cũng chỉ có lão tổ Bắc Cung gia là lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc, giúp Bắc Cung gia tộc đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra thuộc tính này mà thôi. Cách thời điểm đại thành sợ rằng còn quá sớm. Đợi sau khi lĩnh ngộ thuộc tính này tới đại thành, sẽ chính thức đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Dương Quá này cùng với Lục Lâm Thiên đều là người biến thái. Hai nhân loại khủng bố, một phú tôn lục trọng, một phú tôn thất trọng, thế nhưng công kích của hai người sợ rằng ngay cả tôn cấp bát trọng đỉnh phong trong nhân loại cũng không dám chống lại. Dương Quá này cũng là kỳ tài, chỉ tiếc không phải là người trong tứ đại thú hoàng tộc. Bằng không Long Yên ở cùng với hắn có lẽ sẽ xuất hiện một tiểu gia hỏa biến thái như tiểu long. Chỉ tiếc hắn là nhân loại, đáng tiếc. Trên ngọn núi, mấy đạo thân ảnh già nua sợ hãi than. Phanh phanh. Giữa không trung, hai đạo âm thanh khủng bố lần nữa vang lên. Thân thể hai người lại đập vào hai đỉnh núi, san bằng hai đỉnh núi này thành bình địa. Đá vụn bắn tứ tung khiến cho mọi người nhao nhao tránh né. Nhị đệ, tiếp một quyền của ta. Trong ngọn núi bị nghiền nát vang lên một âm thanh vừa dứt, thân thể Dương Quá bắn ra, quang mang đại thịnh, khí thế trên người lần nữa tăng lên,
khí thế bàng bạc tràn ra giống như sơn băng địa liệt, bao phủ cả không gian. Đến đây đi, để đệ xem thực lực mạnh nhất của huynh thế nào. Trong ngọn núi bị nghiền nát, quang mang trên thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên lóe lên, thân thể bắn ra, lăng không đứng thẳng, trong mắt tràn ngập chiến ý. Trong lúc giao thủ, Lục Lâm Thiên đối với năng lượng thuộc tính kim lại có sự lý giải mới. Công kích mạnh nhất trên đại lục được mọi người công nhận hiện tại chính là công kích thuộc tính thổ. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra, thuộc tính kim mà hắn lĩnh ngộ ra, nếu chỉ tính công kích đơn thuần mà nói, thuộc tính thổ tuyệt đối khó có thể theo kịp bóng lưng. Thuộc tính kim dường như vì chiến mà sinh, công kích sắc bén, bá đạo giống như lưỡi đao, trực tiếp tăng phúc lực công kích. Cũng để ta nhìn thấy thực lực của đệ ra sao đi. Dương Quá hét lớn một tiếng, năng lượng thuộc tính thổ cuồng bạo, phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo quyền ấn tỏa ra quang mang cùng với tàn ảnh ngập trời bắn tới. Tàn ảnh khuếch tán, mỗi một đạo tàn ảnh đều giống như thực chất. Từng đạo quyền ấn trong tay Dương Quá xé rách không gian, bắn về phía Lục Lâm Thiên. Khi gần tới Lục Lâm Thiên, tàn ảnh hội tụ lại. Một đạo quyền ấn phá vỡ hư không lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên mang theo uy năng ngập trời. Đến tốt! Nhìn quyền ấn mạnh mẽ đánh tới, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ. Bàn tay vung lên, không gian trước người đột nhiên có một cỗ kim quang chói mắt tràn ra. Cả không gian bắt đầu xuất hiện một cỗ khí tức khiến cho trong lòng mọi người hoảng loạn. Tiếp đó, bàn tay phải Lục Lâm Thiên nắm chặt, kim quang bắn ra. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ từ kim quang, cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén. Khí tức cường hãn áp bách khiến cho không gian chung quanh rạn nứt. Đi! Trong sát na, Lục Lâm Thiên đột nhiên đánh ra quyền ấn, không gian trực tiếp bị xé rách. Quyền ấn bằng kim quang nghênh đón quyền ấn của Dương Quá. Phanh! Dưới vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, hai đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau. Hai quyền va chạm không gian to lớn bị nghiền nát, trong không gian xuất hiện một lỗ đen. Kình khí cuồng bạo tán loạn trong không trung. Khi kình khí khuếch tán, cả không trung vang vọng âm thanh kinh thiên động địa. Kình khí khuếch tán, năng lượng khổng lồ đột nhiên khuếch tán khiến cho mọi người kinh ngạc. Thậm chí quang mang bắn ra kia khiến cho mọi người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Phanh phanh. Trong kình khí cuồng bạo, thân thể hai người ầm ầm bắn xuống phía dưới, lần nữa đập vào trong ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi bị nghiền nát từ trên đỉnh tới sườn núi. Ngọn núi rạn nứt rồi ầm ầm sụp đổ, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, chính thức sơn băng địa liệt, kéo dài tới 10 dặm chung quanh. Vô số ánh mắt than thở, hai người này quả thực vô cùng đáng sợ. Không ít cường giả Thanh Long hoàng tộc nhìn nhau, vừa rồi còn có không ít cường giả muốn giao thủ với Lục Lâm Thiên. Lúc này cả đám thầm than thở, may mà mình không có đi lên. Nhìn hai người giao thủ, bọn họ tự biết sợ rằng mình đi lên cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu như thua, mặt mũi của bổn tộc sẽ bị mất hết. Trong đám người, đại hộ pháp Long Trường thầm lau mồ hôi lạnh. Thực lực của hai huynh đệ nhà này quả thực vô cùng đáng sợ. Hắn đều bị thua trong vòng hai chiêu dưới tay hai huynh đệ này. Vận khí gần đây của hắn quả thực quá kém, đụng phải hai huynh đệ nhà này. Mà ngay cả uy áp của linh hoàng khí dường như hoàn toàn không có hiệu quả với hai người này. Mắt thấy thực lực của hai người, trong lòng Long Trường kỳ thực cũng thầm than, hắn thua cũng không oan. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hai huynh đệ nhà này quá biến thái. Lại tới, hai đạo thân ảnh lần nữa từ trong ngọn núi bị nghiền nát bắn ra. Lúc này hai người đều đầy bụi, mái tóc tán loạn, mất trật tự. Khải giáp trên người dính đầy bùn đất, mà khải giáp của Dương Quá đã bị nghiền nát không ít. Được rồi, các ngươi muốn phá hủy toàn bộ Thanh Long hoàng tộc ta sao? Ngay khi hai người muốn động thủ nữa, tộc trưởng Long Ngộ rốt cuộc cũng không nhịn được mà hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong không trung. Ha ha! Hai huynh đệ nhìn nơi phát ra âm thanh, lại nhìn chung quanh. Một mảng lớn sơn mạch bị phá hủy, san bằng thành bình địa. Khải giáp trên người biến mất, hai người nhìn nhau cười ha hả. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Long Ngộ nói. Tộc trưởng Long Ngộ, nhất thời cao hứng, ngại quá. Được rồi, người đừng động thủ trong Thanh Long hoàng tộc ta lần nữa là được rồi. Âm thanh từ phía xa truyền lại, dường như Long Ngộ đang rời khỏi ngọn núi. Đại ca, huynh làn đệ lo lắng muốn chết, may mà huynh không có việc gì. Quay đầu nhìn lại Dương Quá, Lục Lâm Thiên lúc này mới yên tâm. Đại ca Dương Quá không chỉ bình yên vô sự mà còn nhận được cơ duyên lớn lao.
hai huynh đệ tiến lên ôm nhau, đều vì thực lực của đối phương mà vui mừng. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, chỉ bằng thực lực vừa rồi, không biết đại ca Dương Quá của hắn đã nhận được đại cơ duyên gì mà thực lực lúc này vô cùng mạnh mẽ, lĩnh ngộ thuộc tính thổ, tăng thêm lực lượng thời gian, cùng với ưu thế của vũ giả song hệ, chống lại tôn cấp bát trọng đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cũng nhận ra đại ca dường như cũng còn thi triển toàn lực. Thế nhưng loại thực lực này tuyệt đối đã đặt chân vào cấp độ cao cấp trên đại lục. Mà đối với thực lực của mình, Lục Lâm Thiên cũng có sự phán đoán. Bây giờ cho dù hắn gặp phải tôn cấp cửu trọng cũng không cần chạy trối chết. Thế nhưng trong tôn cấp cửu trọng cũng có khoảng cách khác nhau. Thậm chí có thể nói, trong tôn cấp cửu trọng cũng có thực lực khác biệt một trời một vực. Cho nên thực lực của hắn hiện tại có thể đối phó với tôn cấp cửu trọng trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, Lục Lâm Thiên cũng không biết được. Thế nhưng hắn có cảm giác, dưới tình huống toàn lực ứng phó, tôn cấp cửu trọng sơ giai đối với hắn mà nói, không cần quá lo lắng. Hai huynh đệ ôm nhanh, lập tức tách ra, Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên nói. Các ngươi không sao là tốt rồi, đúng rồi, tam muội đâu, ta không nhìn thấy muội ấy. Chúng ta trở về rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói, nghĩ tới tiểu nha đầu tâm đồng kia không biết ở trong thiên trụ giới sao rồi. Bên ngoài thoáng cái đã trôi qua một năm, trong thiên trụ giới lại là 20 năm. Một lát sau, trong đình viện của Long Yên, ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Kim Huyền có mặt trong đó. Lục Lâm Thiên nhìn Kim Huyền, trong lòng bỗng nhiên run lên. Trên người lão giả này không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài. Thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho Lục Lâm Thiên run sợ. Cường giả, người này tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Nhị đệ, ta giới thiệu cho đệ một chút, vị này chính là Kim Huyền Thúc. Dương Quá giới thiệu Kim Huyền cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức cung kính hành lễ. Tiểu tử bái kiến Kim Huyền Thúc. Khách sáo rồi, ta không dám nhận a, ta chỉ là tòa kỵ của lão chủ nhân mà thôi. Ngươi lại là khai sáng giả sáng tạo ra thuộc tính thứ bảy. Có lẽ không bao lâu nữa người chính là nhân hoàng thứ bảy. Kim Huyền mỉm cười, trường bào màu vàng trên người run lên, trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Lục Lâm Thiên lên khiến cho Lục Lâm Thiên vừa mới cúi xuống lại không có cách nào cúi thêm một tấc. Đối với Lục Lâm Thiên, Kim Huyền đã tận mắt thấy qua thực lực, còn có thiên phú và tâm cảnh kinh khủng, cho nên lúc này hắn cũng cực kỳ coi trọng Lục Lâm Thiên chứ không phải vì là nhị đệ của Dương Quá. Kim Huyền thúc. Người biết rõ ta lĩnh ngộ thuộc tính mới sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, hắn vốn còn tưởng rằng không có mấy người biết rõ, không ngờ Kim Huyền thúc này lại biết rõ như vậy. Kim Huyền khẽ mỉm cười nói. Đồn rằng lúc trước lão tổ Bắc Cung gia tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính thứ 5 là thuộc tính mộc. Thứ người lĩnh ngộ rõ ràng chính là một loại thuộc tính mới, đợi sau khi đại thành, ngày đó chính là ngày ngươi chính thức trở thành nhân hoàng thứ 7. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, nghe Kim Huyền này nói. Dường như không phải là người bình thường. Hắn sững sờ một lát, nhớ tới tâm đồng, tâm thần khẽ động, thiên trụ giới xuất hiện. Một cỗ gợn sóng lan tràn ra, một cỗ khí tức cổ xưa xuất hiện khiến cho ánh mắt Kim Huyền không khỏi biến đổi. Trong thiên trụ giới, mấy đạo thân ảnh lập tức nhảy ra. Chính là đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công. Bái kiến chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang hành lễ. Đại ca. Huynh không sao chứ? Lục Tâm Đồng lập tức đi tới bên người đại ca Dương Quá, trong mắt có chút vui mừng, mỉm cười hỏi. Đại ca thì có thể gặp phải chuyện gì chứ? Hai người không có chuyện gì là tốt rồi. Vuốt ve mái tóc Lục Tâm Đồng một chút, trong mắt Dương Quá hiện lên sự vui vẻ. Những năm này cảm tình giữa bọn họ so với huynh muội thân sinh còn thân hơn, người nhà không có việc gì hắn cũng yên lòng. Tiểu nhi tử, linh tôn lục trọng rồi sao? Khi Lục Thiếu Du thu hồi thiên trụ giới, ánh mắt nhìn về phái Lục Tâm Đồng, khí tức vô hình của nàng đương nhiên không tránh khỏi sự dò xét của Lục Lâm Thiên, tiểu nhi tử này không ngờ đã đạt tới linh tôn lục trọng. Tâm Đồng, thiên độc hồn anh muội tu luyện thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng. Đã tu luyện thành công, độc công tiến thêm một bước. Về sau coi như là tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc gặp phải muội cũng không thể coi thường độc công của muội được nữa. Lục Tâm Đồng cao hứng gật đầu. Trời sinh độc thể, thiên độc hồn anh, chẳng lẽ ngươi tu luyện thiên độc kinh sao? Nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt Kim Huyền run lên, trong mắt có chút kỳ quái và ngoài ý muốn. Vị này là... Lục Tâm Đồng nhìn về phía Kim Huyền,
dường như cũng cảm giác ra lão giả mặc hoàng bào này có chút bất phàm. Vị này chính là Kim Huyền Thúc. Dương Quá nói với Lục Tâm Đồng. Bái kiến Kim Huyền Thúc, thứ ta tu luyện chính là Thiên Độc Kinh. Chẳng lẽ Kim Huyền Thúc cũng biết Thiên Độc Kinh sao? Lục Tâm Đồng hỏi, cũng không có hỏi kỹ lai lịch của Kim Huyền. Cũng không phải biết quá rõ. Ta chỉ nhớ hơn 3 vạn năm trước có một Thiên Độc Tiên Tử, nàng ta tu luyện Thiên Độc Kinh tự mình nghĩ ra. Độc công chắc tuyệt, vang vọng đại lục, hiếm có ai dám trêu vào nàng ta. Không biết nàng ta có quan hệ với ngươi hay không? Kim Huyền nói. Thiên Độc Tiên Tử. Lục Tâm Đồng thì thào nói, lúc trước đạt được truyền thừa của sư tổ, cũng không nghe thấy danh hào của người. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi tâm sự cùng một lão hữu trong Thanh Long Hoàng tộc. Kim Huyền mỉm cười, bước ra khỏi đình viện, chỉ vài bước mà thân. Ảnh đã đi tới bên ngoài đình viện. Đại ca, ngày đó ở trong luân hồi cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Kim Huyền rời khỏi, Lục Lâm Thiên hỏi Dương Quá. Ngồi xuống rồi từ từ nói, ta cũng muốn biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Dương Quá nói xong lập tức đem chuyện ở trong luân hồi cốc. Trong lúc vô tình bản thân tiến vào cấm chế thuộc tính thổ, sau đó tiến vào trong một không gian phong ấn, cuối cùng đạt được truyền thừa của bất bại kiếm đế. Trong một thạch thất, quang mang lờ mờ, trên bệ đá, Long Yên ngồi đó, nhìn Long Bích Hàm, chậm rãi đứng dậy rồi ôn nhu nói. Tỷ tỷ, sao tỷ tới đây? Ta vừa mới đi ngang qua cho nên thuận tiện tới thăm muội một chút. Long Bích Hàm nhìn Long Yên rồi nói. Vừa rồi có không ít động tĩnh, có phải trong tộc xảy ra chuyện gì hay không? Long Yên hỏi, động tĩnh kinh thiên động địa kia cho dù nàng ở trong thạch thất thì cũng có thể cảm nhận được chấn động cực lớn. Trong tộc không xảy ra đại sự gì, chỉ là do Lục Lâm Thiên đột phá tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Long Bích Hàm nói. Long Yên có chút nghi hoặc nói. Lục Lâm Thiên này đột phá cũng chỉ là tôn cấp ngũ trọng mà thôi, tại sao lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Lục Lâm Thiên kia đột phá liền 2 trọng, nếu không phải cuối cùng cưỡng ép ngăn chặn thì không biết hắn còn đột phá tới tình trạng nào nữa. Long Bích Hàm nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, than thở nói. Tới tôn cấp tứ trọng không ngờ có thể liên tiếp đột phá, quả thực không giống bình thường. Long Yên kinh ngạc, tới tôn cấp mà có thể đột phá như vậy quả thực rợn người. Long Bích Hàm nghe vậy, nhìn thấy Long Yên kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, lại nói. Không chỉ có như vậy, Lục Lâm Thiên này rất có khả năng đã lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Lĩnh ngộ thuộc tính mới, cái này. Long Yên lập tức kinh hãi, biến sắc. Trong đình viện, Dương Quá đem chuyện xảy ra trong luân hồn cốc nói một lần. Nghe Dương Quá nói, Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ. Bất bại kiếm đế, cường giả 3 vạn năm trước, bình sinh chưa từng một lần bại. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, bởi vì đây tuyệt đối là một siêu cấp cường giả khủng bố. Lục Lâm Thiên không khỏi nghĩ tới sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn, không biết hai người này ai mạnh hơn ai. Vậy thì phải chúc mừng đại ca nhận được cơ duyên lớn như vậy. Ta cũng thật không ngờ mình có thể nhận được cơ duyên lớn như vậy. Dương Quá nói. Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Đại ca, vậy thì làm sao huynh tới Thanh Long Hoàng tộc? Sau khi ta rời khỏi luân hồi cốc liền đi tìm kiếm tung tích của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, muốn đi tìm hai người. Thế nhưng cũng không biết được hai người có còn ở trong cửu vĩ yêu hồ nhất tộc hay không. Sau đó lại gặp Bạch Linh cùng Tử Hiên lão tổ bên ngoài cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Bạch Linh nói hai người hẳn đang lên đường đi tới Thanh Long Hoàng tộc cho nên ta mới tới Thanh Long Hoàng tộc. Dương Quá nói. Thì ra là vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, lại hỏi. Kim Huyền Thúc có lão bằng hữu ở Thanh Long Hoàng tộc sao? Hình như có một người, ta cũng không quá rõ. Còn may mà Kim Huyền Thúc có một lão hữu trong Thanh Long Hoàng tộc, bằng không sẽ vô cùng phiền phức. Dương Quá khẽ thở dài nói. Sao thế đại ca? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, ánh mắt biến ảo, hỏi. Đại ca, có lẽ huynh đã gặp nhị công chúa Long Yên đúng không? Đã gặp. Dương Quá nói, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, thở dài. Gặp rồi thì như thế nào? Chẳng lẽ đại ca nhận nhầm người? Lục Lâm Thiên nhìn đại ca Dương Quá, sợ rằng trong khoảng thời gian này Thanh Long Hoàng tộc vì đại ca Dương Quá đã nháo lên một chút. Không nhận nhầm, Long Yên cũng đã thừa nhận mình chính là tiểu long nữ, chính là tỷ tỷ của ta. Dương Quá nói, ánh mắt có chút ngây ngốc.
Thật sao, đại ca tìm được rồi sao? Lục Tâm Đồng vui vẻ nói. Tìm được thì làm sao? Tất cả đều vô dụng. Dương Quá khẽ vuốt mái tóc Lục Tâm Đồng, ánh mắt ảm đạm. Lục Lâm Thiên ngồi đó, nhìn vẻ mặt Dương Quá rồi nói. Đại ca, chuyện thế này huynh có thể nói cho chúng ta nghe được không? Có lẽ chúng ta có thể giúp được huynh. Lão Tổ có tin tức. Trong thạch thất, Long Bích Hàm nhìn Long Yên rồi nói. Lão Tổ nói thế nào? Đôi mắt Long Yên lóe lên, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, trong mắt có chút chờ mong hỏi. Long Bích Hàm nhìn muội muội, nhẹ nhàng nói. Muội muội, muội phải biết rằng Dương Quá là nhân loại. Hai người căn bản không thể ở cùng một chỗ. Chó tù là trong tộc đồng ý thì như thế nào? Huống chi muội lại là nhị công chúa của Thanh Long hoàng tộc. Tỷ tỷ, muội biết hắn là nhân loại. Long Yên chậm rãi gật đầu, nụ cười khuynh thành, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong yêu mỹ, trong nụ cười lại có chút khổ sở. Muội biết rõ hắn là nhân loại mà còn cố ý phạm phải. Muội nên biết thân thể linh thú chúng ta không có cách nào kết hợp với nhân loại, đây chính là cấm kỵ. Long Bích Hàm nhìn Long Yên, khẽ thở dài nói. Muội còn chưa nói với ta lai lịch của Dương Quá kia. Người này rốt cuộc là ai? Những năm này muội đều ở trong tộc, chẳng lẽ là chuyện hơn 20 năm trước sao? Đúng vậy. Long Yên khẽ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhỏ giọng nói. Đại khái là hơn 20 năm trước, sau khi muội rời tộc, vốn định đi du lịch chung quanh một phen. Ai ngờ lại gặp phải hắn. Khi đó hắn mới có 1-2 tuổi, toàn bộ thôn dân bị cường giả nhân loại giết chết, chỉ có hắn may mắn sống sót. Trong lúc vô tình muội nhìn thấy hắn, có lẽ là do ý trời muội liền cứu hắn. Khi hắn hấp hối muội đem hắn tới một cổ mộ gần đó. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng nghe Dương Quá kể lại chuyện trong Thanh Long hoàng tộc một lần, sắc mặt hai người đều biến hóa bất định. Dương Quá vừa mới dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, nghi hoặc hỏi. Đại ca, rốt cuộc huynh cùng với nhị công chúa Long Yên xảy ra chuyện gì? Các người là tỷ đệ, thế nhưng Long Yên chính là nhị công chúa của Thanh Long hoàng tộc A. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng đang nghi hoặc nói. Từ nhỏ ta đã ở cùng tỷ tỷ, trong trí nhớ của ta, từ nhỏ ta chỉ có tỷ tỷ bên người, là tỷ tỷ dạy ta tu luyện, dạy ta tất cả. Trong thạch thất, Long Bích Hàm nhìn Long Yên nói. Muội cứu hắn là được rồi, cần gì phải ở đó không rời đi. Muội cũng không biết, tất cả đều là ý trời A. Muội thấy hắn là vũ giả song hệ, liền dạy hắn tu luyện. Thời gian ở trong tộc dài như vậy ở cùng hắn một chỗ cũng không tệ. So với thời điểm còn ở trong tộc còn vui vẻ hơn. Chuyện gì hắn cũng hỏi muội, nhớ tới muội. Từ lúc còn nhỏ hắn đã nói, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không để cho kẻ khác bắt nạt muội. Có một lần gặp phải một đầu yêu thú, hắn biết rõ mình không đánh lại, thế nhưng lại muốn liều mạng, chỉ vì muốn để cho muội chạy trốn. Long Yên nói, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trong đình viện, Dương Quá nói. Ta ở cùng với tỷ tỷ, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua hơn 20 năm. Chúng ta ở cùng một chỗ rất vui vẻ, ta cũng chưa bao giờ biết tỷ ấy là nhị công chúa của Thanh Long hoàng tộc. Đồng thời đã quen ở một chỗ với tỷ ấy. Khi còn bé ta đều hỏi tỷ ấy, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau hay không, khi đó tỷ ấy nói có. Thế nhưng sau này ta có thể cảm nhận được mỗi một lần ta hỏi tỷ ấy đều đang né tránh cái gì đó. Trong thạch thất, Long Yên nói. Có một lần, hắn hỏi muội có thể vĩnh viễn ở cùng hắn một chỗ hay không, khi đó muội mới ý thức được muội nên rời khỏi. Thế nhưng nhìn thấy hắn như vậy, muội lại không nhẫn tâm, không có cách nào thuyết phục bản thân rời khỏi đó. Đại ca, giữa huynh và nhị công chúa Long Yên có cảm tình sao? Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhảy lên, hỏi. Từ đầu ta cũng không nhận ra. Dương Quá nhìn Lục Tâm Đồng, do dự một chút rồi nói. Mãi cho đến một ngày, tỷ tỷ đang nghỉ ngơi, ta nhìn thấy tỷ ấy mà nhìn không được muốn hôn tỷ ấy. Tỷ tỷ mở mắt, không nói gì. Mà ngày hôm sau tỷ ấy rời đi, biến mất không thấy. Ta tìm tỷ ấy khắp nơi mà không thấy. Tới lúc này ta mới biết được ta không thể để mất tỷ ấy. Không thể không có tỷ ấy bên cạnh, tỷ ấy đã ở trong lòng ta. Về sau một đường đi tới Bình Nham đảo, sau đó mới gặp gỡ hai người. Trong thạch thất, Long Yên nhìn Long Bích Hàm, do dự một chút rồi nói. Mãi cho đến một ngày hắn hôn muội, không ngờ tim muội lại đập nhanh lên,
khi đó muội mới biết được trong lòng muội bất chi bất giác đã không còn coi hắn là một đứa trẻ nữa. Ngừng một lát, Long Yên cảm thán rồi nói tiếp. Muội biết rõ muội phải đi, ngay ngày hôm sau muội rời khỏi hắn. Thế nhưng vẫn ở gần đó, hắn cũng không biết muội ở gần đó. Nhìn thấy hắn điên cuồng hô tên của muội, giống như nổi điên tìm kiếm muội, khi đó muội mới biết hắn không thể sống thiếu muội. Trong lòng muội cũng có chút đau đớn, nhiều lần nghĩ tới hiện thân thế nhưng đều nhịn xuống. Đành phải bám theo hắn một đoạn, sợ hắn gặp phải chuyện không may. Mãi cho tới khi hắn gặp Lục Lâm Thiên và đi tới Vân Dương Tông muội mới biến mất. Ai, nghiệt duyên a. Long Bích Hàm nói, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Khi hắn tới Vân Dương Tông muội mới về tộc, mới biết được chuyện trong tộc. Tỷ và Huyền Hạo tỷ phu gây ra chuyện động trời như vậy, về sau tỷ lại nhờ muội tìm Tiểu Long. Một lần nữa muội lại rời tộc, lại nhớ rõ bên người Lục Lâm Thiên có một Tiểu Long, có khí tức của Thanh Long hoàng tộc ta. Vốn muội đang cảm thấy kỳ quái, sau đó lại cứu bọn hắn một lần. Khi đó muội đã giả vờ không biết hắn, vốn tưởng rằng cứ như vậy đã qua, coi như chưa bao giờ gặp mặt. Không ngờ hắn lại chạy tới tộc chúng ta. Long Yên khẽ nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp có chút chua xót. Nhiệt duyên. Long Bích Hàm gật đầu nói. Nếu như hắn là bất luận tộc nhân nào trong tứ đại thú hoàng tộc thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù là thú tộc bình thường thì cũng có cơ hội. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là nhân loại. Về sau muội định thế nào? Đại ca, vậy huynh đại náo Thanh Long hoàng tộc một hồi, Long Yên mới thừa nhận quen huynh, sau đó thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi Dương Quá. Có Kim Huyền Thúc ở đây, người Thanh Long hoàng tộc không làm khó ta. Chỉ là ta và Long Yên bị tách ra. Ngay từ đầu ta kiên quyết không đồng ý, mấy lần muốn đại náo. Thế nhưng Kim Huyền Thúc đã giảng giải cho ta không ít. Cho dù ta cùng với Long Yên ở cùng một chỗ thì sao? Cho dù tỷ ấy đi theo ta thì thế nào? Dù sao ta vẫn là nhân loại, tỷ ấy là Long tộc, lại là nhị công chúa của Thanh Long hoàng tộc. Đi theo ta sẽ vĩnh viễn phải rời ra Thanh Long hoàng tộc, còn phải né tránh ánh mắt xem thường của thế nhân. Để nói xem có phải ta quá ích kỷ hay không? Ta không muốn quấy rầy tỷ ấy. Tỷ ấy vẫn là nhị công chúa của Thanh Long hoàng tộc. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút chua xót nói. Nhị đệ, ta không thể ích kỷ như vậy được, cho nên ta không thể tiếp tục quấy rầy tỷ ấy. Trong thạch thất, Long Yên nói. Muội là Long tộc, hắn là nhân loại, hắn không rời khỏi muội, muội không nỡ rời khỏi hắn thì sao chứ? Chung quy hắn vẫn là nhân loại, muội không thể làm gì được cho hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ hiểu rõ, về sau hắn cũng chỉ có thể tìm một nữ tử nhân loại. Về sau hắn cũng chỉ có thể cắt đứt ý niệm kia trong đầu. Long Yên, kỳ thực cũng không phải không có cơ hội. Nếu như muội thực sự muốn ở cùng với hắn thì chỉ cần đột phá cửu giai, trở thành đế là được. Đến cửu giai, chúng ta không có một chút gì khác nhân loại cả. Long Bích Hàm nhìn Long Yên nói. Thành đế, tỷ cũng hiểu rõ chuyện này khó khăn bao nhiêu a. Coi như là thành đế, sợ rằng trong tộc càng không đồng ý chuyện này. Long Yên khẽ thở dài nói. Tuy rằng khó thành đế, thế nhưng không phải không có cơ hội. Ít nhất các ngươi còn có cơ hội, giống như ta và Huyền Hạo vậy. Hiện tại cơ hội đã tới, trong tộc tuy rằng không nói gì, nhưng cũng không phải đã ngầm đồng ý cho chúng ta sao. Long Bích Hàm nhìn Long Yên nói. Lão Tổ đã nói qua, nếu như muội có thể thành đế, việc này cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng cơ hội này quá mơ hồ. Long Yên khẽ ngẩng đầu. Thở dài nói. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên không nói gì, mắt nhìn Dương Quá, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ tới một dung nhan tuyệt mỹ, Bạch Linh cũng là cửu vĩ yêu hồ a. Làm sao ta lại có thể nghĩ tới nàng được cơ chứ? Lục Lâm Thiên cười khổ, người và thú, đó là cấm kỵ. Loại cấm kỵ này không ai dám xúc phạm, bởi vì có liên quan tới rất nhiều thứ. Đại ca, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào khác sao? Lục Tâm Đồng cũng cảm thấy chua xót, không đành lòng nhìn thấy đại ca đau lòng. Ánh mắt Dương Quá chớp động, ngẩng đầu lên rồi nói. Kim Huyền Thúc đã từng nói qua, chỉ có một biện pháp duy nhất chính là Long Yên có thể thành đế. Tới khi đó mới có thể trở thành nhân loại chính thức. Chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ. Chỉ tiếc con đường trở thành đế rất khó khăn, quá mức hư vô. Đại ca, cũng không phải không có biện pháp. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, nói.
từ xưa tới nay cũng không phải không có ai trở thành đế giả. Như sư phụ Bất Bại Kiếm Đế của huynh và sư phụ Chí Thánh Đại Đế của đệ đều là đế giả. Đại ca, nhị ca, sư tổ của muội hơn phân nửa chính là Thiên Độc Tiên Tử trong miệng Kim Huyền Thúc. Sư tổ cũng là đế giả, muội cũng nhận được đế giả chi nguyên. Lục Tâm Đồng nói, Tâm Đồng, trên người của muội cũng có đế giả chi nguyên sao? Tại sao muội lại không nói cho ta biết? Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, loại bảo vật như đế giả chi nguyên quá mức rung động. Ca ca, huynh không hỏi a? Huống chi trước kia muội cũng không biết có đế giả chi nguyên. Lần này sau khi tu luyện Thiên Độc Hồn Anh mới phát hiện ra bên trong Thiên Độc Kinh của sư tổ phong ấn đế giả chi nguyên. Chỉ có tu luyện thành công Thiên Độc Hồn Anh trong Thiên Độc Kinh thì mới có tư cách nhận đế giả chi nguyên. Lục Tâm Đồng nhìn Lục Lâm Thiên nói, chuyện có đế giả chi nguyên, mãi sau khi đột phá nàng mới biết được. Bởi vì chỗ đặc biệt của độc công cho nên đế giả chi nguyên của sư tổ, người ngoài cho dù có được cũng vô dụng, thậm chí còn mất mạng. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên gật đầu, tới bây giờ hắn mới hiểu được. Trong lòng nghĩ tới hiện tại tiểu ni tử này có đế giả chi nguyên trên người, đây chính là một cơ duyên lớn. Về sau cơ hội đột phá đế giả sẽ cực cao. Đại ca, huynh cần phải bình tĩnh lại. Đột phá đế giả không có gì khó khăn cả. Chỉ cần nhị công chúa Long Yên có thể đột phá thành đế thì hai người sẽ có cơ hội. Trung quy vẫn còn tốt hơn không có cơ hội a. Lục Lâm Thiên vỗ vai Dương Quá, nhìn Dương Quá nói. Tuy cơ hội này không quá lớn, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội ta cũng phải nắm cho chắc. Tinh quang trong mắt Dương Quá bắn ra, nói. Nhị đệ, cảm ơn đệ đã giúp ta hiểu rõ. Đại ca hiểu là được rồi. Chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng. Lục Lâm Thiên nói, trong lúc nói chuyện, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới thân ảnh tuyệt mỹ mà yêu mị kia. Nếu như nàng có thể đột phá đế giả, khi đó chẳng phải cũng có thể. Nghĩ tới đây, Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Bản thân kích lệ đại ca Dương Quá, thế nhưng đồng thời hắn cũng đang an ủi chính mình. Dưới màn đêm, trên trời cao xuất hiện từng ngôi sao lóe sáng. Vầng trăng chiếu sáng sơn mạch, mặt đất giống như được phủ một tầng lụa mỏng. Cả đình viện được màn đêm bao phủ. Hít! Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, tâm thần dò xét trong cơ thể. Lúc này vũ đan ngũ sắc của hắn trước kia đã biến thành vũ đan lục sắc. Thậm chí Lục Lâm Thiên phát hiện ra một việc khá bất ngờ, vốn chủ thuộc tính của hắn là thuộc tính thổ lúc này đã chuyển thành thuộc tính kim. Thu hoạch trong một năm này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Đầu tiên là lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, lần lượt thất bại và suy diễn rốt cuộc hắn cũng lĩnh ngộ ra được. Dựa theo lời nói của Kim Huyền, hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc tính kim. Thế nhưng phải đợi tới lúc đại thành mới chính là nhân hoàng thứ bảy. Kỳ thật như thế nào mới được xem là hoàng tộc Lục Lâm Thiên cũng không có khái niệm rõ ràng. Nhưng hắn cũng không vội, chuyện này cũng không có gì. Tóm lại lĩnh ngộ ra thuộc tính kim là chuyện tốt. Chiến cùng với Dương Quá một trận, Lục Lâm Thiên cũng đã nhận ra một ít đặc tính của thuộc tính kim. Thuộc tính mộc quỷ dị, giảo hoạt, thuộc tính hỏa nóng bỏng, cuồng bạo, thuộc tính phong nhanh nhẹn, thuộc tính thổ hùng hậu. Mỗi một thuộc tính đều có đặc tính riêng của mình, mà thuộc tính kim chính là sắc bén, bá đạo. Vốn công kích thuộc tính thổ được mọi người công nhận là thuộc tính có công kích mạnh nhất. Hiện tại Lục Lâm Thiên lại thấy công kích mạnh nhất hẳn phải thuộc về thuộc tính kim. Luận lực công kích, dưới thực lực, cấp độ ngang nhau, thuộc tính kim tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Đây cũng coi như niềm vui bất ngờ của hắn. Cảm nhận thuộc tính kim trong cơ thể, thủ ấn kết xuất. Kim quang màu vàng quanh quẩn trong tay, năng lượng thuộc tính bàng bạc hội tụ. Gợn sóng trong không gian lắc lư, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa đang hội tụ tới. Điều này là thứ mà trước khi hắn lĩnh ngộ ra không thể nào cảm nhận được. Quang mang thuộc tính kim thu liễm, tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét, huyết lục bên trong đan điền dường như cũng có chút biến hóa. Trong khoảng thời gian này dường như khí tức của huyết lục đã mạnh hơn không ít. Từ khi gặp được thiên thủ quỷ tôn ở trong Đông Hải cho tới bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy. Không biết khi nào huyết lục mới có thể tấn chức lên làm thần khí. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong huyết lục tấn chức thành thần khí. Khi đó uy lực tự nhiên sẽ tăng lên nhiều, hiệu quả thi triển ra càng không giống trước đó. Lại nói kim đao màu vàng trong đầu kia, tuy rằng Lục Lâm Thiên đã sớm mặc kệ.
nhưng thủy chung đó vẫn là một tâm bệnh của hắn. Lúc này tâm thần dò xét, kim đao màu vàng dường như đã có biến hóa. Một năm hấp thu năng lượng vô hình trên thanh long phong khiến cho màu sắc của nó càng thêm đậm, dường như sáng hơn một chút. Không biết có thể thúc giục hay không? Lục Lâm Thiên do dự một chút, vẫn quyết định thử thúc giục nó. Chỉ là một lát sau, kết quả vẫn làm cho Lục Lâm Thiên cười khổ. Hắn vẫn không có cách nào lay chuyển tới kim đao màu vàng này. Không có cách nào làm lay chuyển kim đao màu vàng, Lục Lâm Thiên đã cảm thấy quen thuộc cho nên cũng không có thất vọng, ngược lại khí tức trên người Đại Hồn Anh khiến cho Lục Lâm Thiên vui mừng. Đại Hồn Anh mạnh lên thì thực lực của hắn cũng tăng mạnh không ít. Kiểm tra toàn bộ cơ thể một lần, khóe miệng nở nụ cười vui mừng. Thực lực lúc này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Trong lòng nghĩ tới không biết Tiểu Long còn tiếp nhận truyền thừa bao lâu nữa. Nếu giống như thời điểm ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc thì hắn còn phải đợi 4-5 tháng nữa. Tuy rằng Lục Lâm Thiên cũng muốn đi tới đại hội bốn tộc xem một chút, bởi vì dường như đây là đại sự của tứ đại thú hoàng tộc. Nhưng từ sau khi hắn rời khỏi Phi Linh Môn cho tới bây giờ, tính toán thời gian đã hơn 3 năm. Trong lòng Lục Lâm Thiên thủy chung vẫn không thể yên tâm được. Trước tiên nên củng cố tu vi vững chắc thì hơn. Lục Lâm Thiên thì thào nói, lần này liên tiếp đột phá hai trọng, hiện tại hắn nên củng cố tu vi thì hơn. Thủ ấn được kết, Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái điều tức. Mà trong lúc Lục Lâm Thiên điều tức, thời gian bất chi bất giác trôi qua 7 ngày. Vào đêm ngày thứ 7 hắn vẫn còn đang điều tức, nếu không phải Dương Quá và Lục Tâm Đồng đều có thể cảm nhận ra được chấn động bên trong phòng thì hai người còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đã xảy ra chuyện gì đó. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, giờ tí, dưới màn đêm, trên trời xanh xuất hiện từng ngôi sao. Một vầng trăng sáng chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch, giống như phủ một tấm lụa mỏng lên trên từng ngọn núi. Tông chủ, tin tức tới. Trong đình viện của tông chủ Vân Dương Tông Vân Khiếu Thiên, đại hộ pháp vội vàng chạy tới, tay cầm một khối ngọc giản. Tin tức gì mà khiến cho ngươi khẩn trương như vậy? Thiên địa minh có động tác gì sao? Vân Khiếu Thiên nhìn đại hộ pháp rồi hỏi. Không phải, đây là tin tức từ Độc Cô Gia truyền tới. Tông chủ nhìn xem thì biết. Đại hộ pháp nói xong, đem ngọc giản trong tay giao cho Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào bên trong. Quang mang lóe lên, một đạo quang. Mang bắn vào trong mi tâm Vân Khiếu Thiên rồi tiêu tán không thấy. Thì ra là nha đầu Cảnh Văn đạt được thần hoàng khí thiên cấp. Lần này được phong là thần nữ, mời ta tới dự. Vân Khiếu Thiên có chút khiếp sợ nói. Không ngờ nha đầu Cảnh Văn kia lại tới mức này. Tông chủ, có một điều càng không ngờ tới đó là lục đại nhân hoàng tộc lúc này trong tộc đều xuất hiện hoàng khí thiên cấp. Thần điện sắp mở ra, chuyện này không hề tầm thường chút nào. Đại hộ pháp sợ hãi than. Quả thực khiến cho người ta sợ hãi a. Không ngờ toàn bộ lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện tộc nhân có hoàng khí thiên cấp. Trong tư liệu của Vân Dương Tông ta từ trước tới giờ, trong vòng mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện chuyện như thế này. Vân Khiếu Thiên thở dài nói. Đại hộ pháp nói. Có câu nói, thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, có lẽ là như vậy. Chẳng lẽ sắp đại loạn sao? Vân Khiếu Thiên nhìn đại hộ pháp, lập tức nhìn ra bên ngoài đình viện rồi nói. Thái thượng trưởng lão có nói, trong thanh long hoàng tộc xuất hiện động tĩnh lớn tạo thành dị tượng thiên địa. Chuyện này không tầm thường một chút nào. Chính là dị tượng thiên địa mấy ngày hôm trước sao? Thì ra là ở trong thanh long hoàng tộc. Đại hộ pháp sợ hãi than thở. Chẳng lẽ trong thanh long hoàng tộc có người xưng đế? Chuyện này cũng không biết được. Thiên địa dị tượng như vậy chỉ có hai khả năng. Một là có người xưng đế, hai là có đan dược đế phẩm xuất thế. Vân Khiếu Thiên nói. Còn có khả năng thứ ba nữa. Đại hộ pháp nói. Khả năng thứ ba sao? Vân Khiếu Thiên suy nghĩ một lát, dường như trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được. Tông chủ, nghe nói lúc trước lão tổ Bắc Cung ra lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc cũng khiến cho phong vân biến sắc, tạo thành dị tượng thiên địa. Đại hộ pháp khẽ mỉm cười nói, việc lĩnh ngộ thuộc tính mới từ thời viễn cổ tới nay cũng chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Cũng khó trách tông chủ trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nếu như là bên ngoài thì còn có khả năng, nhưng đây là thanh long hoàng tộc thì lại không có khả năng. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, lĩnh ngộ thuộc tính, không có khả năng là người trong thanh long hoàng tộc, bên ngoài thì còn có khả năng.
thế nhưng nếu như có người lĩnh ngộ thuộc tính mới thì quả thực sẽ khiến cho cả đại lục khiếp sợ. Chỉ tiếc việc lĩnh ngộ thuộc tính này so với thành đế còn khó hơn nhiều. Trừ lão tổ Bắc Cung gia Phong Hoa Tuyệt Đại khi trước ra, cho tới nay chưa từng có ai làm được việc này. Điều này cũng đúng, Thanh Long Hoàng tộc chính là Linh Hoàng tộc, sợ rằng không có cách nào lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Khóe miệng đại hộ pháp nở nụ cười nói. Tông chủ, thật không ngờ lúc này Độc Cô gia lại mời người tới dự. Không phải Độc Cô gia mời ta còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài. Độc Cô gia nể mặt Hồng Lăng. Lần này Cảnh Văn được phong là thần nữ, dựa theo quy củ của Độc Cô gia thì toàn bộ tộc nhân Độc Cô gia phải trở về. Hồng Lăng cũng coi như nửa tộc nhân, cho nên ta mới có thể đi cùng. Bất kể như thế nào chúng ta cũng coi như có quan hệ với Độc Cô gia. Đối với Vân Dương Tông ta cũng là chuyện có lợi. Đại hộ pháp nói. Chỉ tiếc là như vậy cũng không thể thay đổi được cái gì. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn. Trong lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện hậu nhân có hoàng khí thiên cấp. Chỉ tiếc trong Vân Dương Tông ta chỉ có mấy người trẻ tuổi bất phàm mà không có yêu nghiệt. Vân Khiếu Thiên có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Lúc trước đệ tử Hàn Phong, Đồng Phan, còn có Triệu Kình Hải, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong. Đều là người trẻ tuổi có thiên phú tốt, cũng xem như Vân Dương Tông nhân tài đông đúc, cũng là hy vọng của Vân Dương Tông. Nhưng mà so với hiện tại thì, trừ Triệu Kình Hải đã chết, đám người Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong, Long Tam, Lăng Phong chỉ là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi mà thôi, cũng không phải là yêu nghiệt. Đại hộ pháp nhìn Vân Khiếu Thiên cười nói. Tông chủ nói không đúng rồi, Vân Dương Tông ta cũng không phải là không có yêu nghiệt. Chẳng lẽ tông chủ quên Lục Lâm Thiên rồi sao? Chỉ cần vũ trưởng lão còn tại thế một ngày, ai dám nói Lục Lâm Thiên không phải là người của Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên nghe vậy cười cười, nói. Cũng không biết tiểu tử kia gần đây đi náo loạn ở đâu, vài năm rồi không có tin tức của nó. Tông chủ cứ yên tâm đi, tiểu tử kia vô cùng quái dị. Mỗi một lần biến mất, sau khi xuất hiện sẽ khiến cho đại lục khiếp sợ. Nói không chừng lúc này xuất hiện thì thực lực sẽ trở nên khủng bố a. Đại hộ pháp nói. Tiểu tử này chính là quái vật a, cũng may là người Lục gia, lại từ Vân Dương Tông chúng ta đi ra. Nếu như ở trong Thiên Địa Minh thì quả thực sẽ khiến cho chúng ta đau đầu. Vân Khiếu Thiên nhìn Đại Hộ Pháp, ánh mắt có chút biến hóa nói. Lần này Độc Cô gia có mời những người khác hay không? Dường như là không có. Đại Hộ Pháp nói. Có lẽ cũng không có ai thu được thiếp mời của Độc Cô gia a. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời, sơn mạch yên tĩnh một đêm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nước trong sơn mạch róc rách chảy, từng dãy núi đen phía xa đã dần dần sáng lên. Siêu siêu. Trong phòng, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, kim quang quanh thân thu liếm, khí tức triệt để vững chắc. Tiểu tử bái kiến tộc trưởng Long Ngộ. Trong một đình viện, trong đại sảnh, Lục Lâm Thiên xoay người thi lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi rồi nói chuyện. Trường bào màu xanh trên người Long Ngộ tung bay, ý bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Tộc trưởng cho gọi tiểu tử tới đây không biết là có chuyện gì phân phó. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Sau khi rời khỏi phòng vào buổi sáng hắn mới biết được Long Ngộ đã phái người đi tìm mình, như thế khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kỳ quái. Cũng không có chuyện gì cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi ở trong Thanh Long Hoàng tộc có quen không mà thôi. Long Ngộ mỉm cười nói. Tộc trưởng khiến cho tiểu tử cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ a. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đường đường là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc không ngờ lại hỏi han ân cần hắn như vậy. Đây chính là điều khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Long Ngộ mỉm cười nói. Ngươi đừng khua môi múa mép, ngươi ký huyết khế cùng Tiểu Long, ta lại là ngoại công của Tiểu Long. Ngươi cứ kêu ta một tiếng ngoại công là được. Tộc trưởng, người gọi ta đến là để chiếm tiện nghi của ta sao? Huống chi ta còn là nhân loại, người chính là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc a. Lục Lâm Thiên sững sờ, vô duyên vô cớ hắn lại gọi người khác một tiếng ngoại công khiến cho hắn có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi. Huống chi hiện tại Lục Lâm Thiên còn nghĩ tới, nếu như thật sự có một ngày nào đó đại ca Dương Quá có thể ở một chỗ với Long Yên công chúa mà hắn lại gọi Long. Ngộ là ngoại công thì bối phận có chút rối loạn, Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Tiểu tử hỗn trướng, ta một đống tuổi rồi, ngươi gọi ta một tiếng ngoại công, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?
Bao nhiêu người muốn gọi còn không được, người còn cảm thấy mình chịu thiệt sao? Long Ngộ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hắn chỉ cần vung tay lên, đường đường là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, muốn nhân loại gọi hắn một tiếng ngoại công không biết số người xếp hàng có kéo dài từ cổ vực tới Linh Hoàng Nhai hay không. Được rồi, ta gọi, ngài là ngoại công của Tiểu Long, đương nhiên ta cũng phải gọi ngài một tiếng ngoại công rồi. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như quả thực có một ngày đại ca dương quá của hắn ở cùng công chúa Long Yên thì bối phận quả thực có chút loạn. Thu hồi ánh mắt, Lục Lâm Thiên nghiêm túc hỏi. Tiểu tử vẫn luôn muốn hỏi lão nhân gia người một chuyện. Long Ngộ lườm Lục Lâm Thiên nói. Hỏi đi. Chuyện Tiểu Long có phải Thanh Long Hoàng tộc đã thực sự buông tha rồi hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Long Ngộ thu ánh mắt, khuôn mặt hơi run, than nhẹ nói. Tiểu gia hỏa là ngoại tôn của ta, ngươi cho rằng ta không cam lòng sao? Chỉ vì ở vị trí này có một chút chuyện không thể không làm như vậy à. Nếu như lúc trước ta quả thực muốn giết tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng tiểu gia hỏa kia có thể chạy ra khỏi Linh Hoàng Nhai sao? Lục Lâm Thiên không nói gì, khe khẽ thở dài, xem ra nhìn mọi chuyện không thể nhìn bên ngoài. Việc này tạm thời qua đi, hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi. Hy vọng về sau tiểu gia hỏa kia không giận ngoại công như ta là được. Long Ngộ nói. Nếu như Tiểu Long ghi hận lão nhân gia người, người cảm thấy Tiểu Long có thể đánh cuộc được với người hay không? Lão nhân gia người muốn lừa Tiểu Long ngồi lên chức vị tộc trưởng, chuyện đó không dễ đâu. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa kia, trên khuôn mặt già nua của Long Ngộ mỉm cười, nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu gia hỏa kia có thành tựu như hiện giờ cũng không thoát khỏi quan hệ với ngươi. Chung quy ta vẫn là ngoại công của Tiểu gia hỏa. Cho nên phải nói một tiếng cảm ơn đối với ngươi. Lão nhân gia người muốn nói lời cảm tạ thì không nên nói suông như vậy à. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trong lòng lúc này lại cao hứng thay Tiểu Long. Mặc kệ lúc trước phát sinh chuyện gì, thế nhưng hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi. So với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn nhiều. Long Ngộ lườm Lục Lâm Thiên nói. Gọi ngươi tới là muốn nói với ngươi một chuyện. Lần trước Long Trường mang ngươi đi tới bảo khố. Ngươi đã nhìn qua rồi chứ? Đã nhìn qua hết. Lục Lâm Thiên nói, ba gian đình viện kia thoạt nhìn không giống như bao khố, thế nhưng dưới bề ngoài đổ nát kia, đồ vật bên trong tuyệt đối là bảo vật, quả thực vô cùng kinh người. Nhớ tới bảo vật bên trong ngập tràn, Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn về phía tộc trưởng Long Ngộ. Hôm nay dường như tâm tình của tộc trưởng Long Ngộ không tệ, không luôn sụ mặt giống khi trước, ánh mắt hắn biến đổi nói. Ngoại công! Bảo vật trong bảo khố kia đối với Thanh Long Hoàng tộc người cũng không có tác dụng gì. Không bằng để cho tiểu tử chọn vài món a. Đại ân không thể nói hết, sau này Thanh Long Hoàng tộc có việc cần dùng tới tiểu tử nhất định không chối từ. Vì bảo vật, hai tiếng ngoại công Lục Lâm Thiên kêu vô cùng thuận miệng. Miệng nói vậy thế nhưng trong lòng thì nghĩ, đường đường là Thanh Long Hoàng tộc thì cần hắn hỗ trợ cái gì đó. Nếu như Thanh Long Hoàng tộc mà cũng không làm được thì cho dù có trục Lục Lâm Thiên cũng không thể làm được. Tóm lại, nếu như có thể chọn ra vài món bảo vật thì cũng tốt. Bên trong có vô số tài liệu luyện khí, vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Vũ linh khí, hồn linh khí phi hành đều vô cùng kinh người. Đừng có dẻo mép như vậy. Long Ngộ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi có biết tại sao Thanh Long Hoàng tộc ta thu thập nhiều bảo vật của nhân loại như vậy mà không ném ra ngoài không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, chuyện này quả thực hắn không rõ ràng lắm. Không biết Thanh Long Hoàng tộc muốn làm gì? Long Ngộ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ở thời viễn cổ, nhân tộc cùng thú tộc đại chiến, thế bất lưỡng lập. Những bảo vật này đều dùng để đối phó với thú tộc, sau khi đánh chết cường giả nhân loại những bảo vật này sẽ trực tiếp bị phá hủy. Đương nhiên sẽ không lưu lại cho nhân loại để cho bọn họ tiếp tục chống lại thú tộc. Ngừng một lát, Long Ngộ tiếp tục nói. Càng về sau, thế cục hòa hoãn hơn một chút. Mỗi khi đoạt được những bảo vật này, cấp độ thấp một chút thì bị phá hủy ngay lập tức, mà cấp độ cao một chút thì tiền bối trong tộc không nỡ phá hủy cho nên mới ném vào chỗ đó. Đệ tử Long tộc ta đều có tính thu thập bảo vật, cho nên đều ném ở đó. Bảo vật trong bảo khố kia kỳ thật đều là do tiền bối Thanh Long Hoàng tộc ta lưu lại. Nhân tộc và thú tộc từ lâu đã ngưng chiến, cho nên gần đây cũng không có thu hoạch gì. Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng hiểu được một chút, nếu như lưu lại bảo vật cho nhân tộc đương nhiên sẽ làm tăng cường thực lực của nhân tộc.
Thanh Long Hoàng tộc lại có tập tính thu thập bảo vật, trên điểm này, Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra từ trên đám người Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Tiểu Long. Vì có tính này cho nên bảo vật mới được lưu lại. Ngươi đã gọi ta một tiếng ngoại công, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vật trong bảo khố kia ngươi cầm hết đi, dù sao chúng cũng vô dụng với Thanh Long Hoàng tộc ta. Thu thập bao nhiêu năm của Thanh Long Hoàng tộc không ngờ lại tiện nghi cho ngươi. Có những bao vật kia, sợ rằng Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cũng không có nội tình mạnh bằng ngươi. Long Ngộ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức sững sờ. Bảo vật trong bảo khố kia vô cùng kinh người a. Vừa rồi hắn cũng chỉ nghĩ lấy thêm vài món đã vô cùng cảm kích rồi. Không ngờ tộc trưởng Long Ngộ lại hào phóng như vậy, số lượng bảo vật bên trong tuyệt đối rung động. Phục hồi tinh thần lại, Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy hành lễ. Đa tạ tộc, không, ngoại công. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy một tiếng ngoại công này tuyệt đối đáng giá. Có một ngoại công trên danh nghĩa làm tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, chỗ tốt cũng không ít. Không cần đa lễ, sợ rằng trong lòng ngươi cũng đã sớm có chủ ý với bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc ta. Long Ngộ lườm Lục Lâm Thiên, nói. Huống chi tiểu gia hỏa Tiểu Long kia, sợ rằng bản thân nó một ngày nào đó cũng đem toàn bộ bảo khố cho ngươi. Còn không bằng ta giao cho ngươi trước, tránh cho lòng ngươi nhớ thương. Ngươi gọi ta một tiếng ngoại công, đây cũng coi như là quà gặp mặt của ta. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên vuốt mũi mỉm cười, Tiểu Long quả thực đã từng nói qua những lời này. Xem ra vị tộc trưởng Long Ngộ này cái gì cũng biết, không phải là người thường. Tâm trí bực này không kém Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường của hắn. Thuộc tính mà ngươi lĩnh ngộ không biết là thuộc tính gì. Long Ngộ hiếu, kỳ hỏi. Lục Lâm Thiên bất ngờ, lại không có chút kỳ quái nào. Kim Huyền đã biết mình lĩnh ngộ thuộc tính mới. Thân ở trong Thanh Long Hoàng tộc tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Thanh Long Hoàng tộc không biết mới là lạ. Mà chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì, cho nên hắn lập tức nói. Thuộc tính mà tiểu tử mới lĩnh ngộ gọi là thuộc tính kim. Thuộc tính kim sao? Ánh mắt Long Ngộ run lên, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính mới, thiên phú như vậy đủ thấy được thiên phú ngươi chắc tuyệt. Thế nhưng ngươi cần phải cẩn thận, không nên bộc lộ ra thuộc tính mới lĩnh ngộ này. Theo ta được biết, số lượng người ngươi đối đầu cũng không ít. Nếu như bị người khác biết rõ, tuyệt đối sẽ dẫn tới đám người này truy sát ngươi. Cũng sẽ không để cho ngươi quật khởi. Vâng, tiểu tử hiểu rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng biết tộc trưởng Long Ngộ không nói sai. Ánh mắt có chút biến hóa, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Long Ngộ nói. Ngoại công, tiểu tử còn có một chuyện muốn cầu người. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Long Ngộ biến hóa, nói. Nếu là chuyện của đại ca Dương Quá ngươi thì không cần phải nói. Việc này không phải là chuyện ta có đồng ý hay không. Mà là cấm kỵ giữa thú tộc và nhân tộc, ngươi phải hiểu rõ, coi như là ta đồng ý, cũng chính là hủy đi hai người. Việc này đương nhiên tiểu tử hiểu rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tử chỉ hy vọng có thể để cho đại ca gặp mặt Long Yên công chúa là được rồi. Chỉ có như thế mà thôi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Long Ngộ nói. Việc này cũng không có gì, thế nhưng ngươi đã tới trễ một ngày. Sao lại trễ một ngày? Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức cả kinh, sau đó lại nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Long Yên công chúa xảy ra chuyện gì sao? Chuyện này thì không có. Long Ngộ nói. Ngày hôm qua Long Yên đã tới trong Thanh Long Phong bế tử quan, không thành đế thể không ra. Vào Thanh Long Phong bế tử quan, cho dù là ta cũng không thể mở ra được. Đây là lựa chọn của nó, trong tộc không có ai ép nó, cho nên bọn họ cũng không có cách nào gặp mặt. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt biến đổi, một lát sau mới nói với Long Ngộ việc mình định rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc. Dù sao hiện tại Tiểu Long ở trong Thanh Long Hoàng tộc cũng không có chuyện gì. Long Ngộ cũng không giữ lại, hắn cũng biết Lục Lâm Thiên có chuyện cần làm, thế nhưng hắn cũng nói cho Lục Lâm Thiên biết. Trong Thanh Long Hoàng tộc có một đường hầm không gian trực tiếp đi tới cổ vực. Đến lúc đó nếu như Lục Lâm Thiên muốn quay về thì nhanh hơn nhiều. Trong Thanh Long Hoàng tộc có đường hầm không gian đi tới cổ vực, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên hơi giật mình. Nhưng có chuyện như vậy cũng giảm bớt cho hắn không ít thời gian. Trong không gian của Thanh Long Hoàng tộc, hoàng hôn, màn đêm bắt đầu buông xuống. Trong sơn mạch lúc này bắt đầu trở nên hôn ám, sương mù trắng xóa xuất hiện.
Cành cây bị gió đêm thổi khẽ rung rinh tạo ra tiếng sàn sạt. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên nói với Dương Quá chuyện Long Yên công chúa tiến vào trong Thanh Long phong bế tử quan, Dương Quá biến sắc. Trong lòng run lên, thân thể dựa vào ghế, nói. Chẳng lẽ ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được sao? Đại ca, việc này coi như là chuyện tốt. Lục Lâm Thiên nhìn Dương Quá rồi nói. Chuyện tốt gì? Ánh mắt Dương Quá sáng lên, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Long Yên công chúa bế tử quan, thành đế mới đi ra, chẳng lẽ đại ca không hiểu ra điều gì sao? Lục Lâm Thiên nói. Trong này có ý nghĩa gì sao? Sao muội lại không biết? Lục Tâm Đồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nghi hoặc hỏi, nàng nghĩ nát óc cũng không ra ý tứ bên trong. Tiểu nhi tử như muội đương nhiên không hiểu rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, mỉm cười nói. Dương Quá trầm tư một lát, sau đó vỗ cái trán mình, mái tóc xõa xuống, nói. Nhị đệ, ta hiểu rồi. Rốt cuộc ta cũng hiểu. Đại ca hiểu là được rồi. Đệ tin rằng huynh cùng với Long Yên công chúa nhất định sẽ có ngày đoàn tụ. Lục Lâm Thiên nói. Đúng vậy, ta tin rằng nàng nhất định có thể đột phá thành đế. Trong mắt Dương Quá hiện lên vẻ kiên nghị, tinh quang trong mắt bắn ra. Sáng sớm hôm sau, một đêm trôi qua, sương mù bên trong sơn mạch dường như càng thêm dày hơn, giống như chỉ cần ngẩng đầu là có thể tiếp xúc tới sương mù. Phía xa còn có tiếng róc rách nước chảy. Bái kiến đại hộ pháp. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn mạch, mấy người này chính là Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, còn có đại hộ pháp Long Trường. Đệ tử Thanh Long Hoàng tộc đang tuần tra hành lễ với Long Trường. Mọi người xuyên qua mấy con đường bằng đá được kiểm tra nghiêm ngặt, leo lên một ngọn núi khổng lồ cao về Upsilon T trong mây. Một đình viện xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên tới đây, khóe miệng hắn nở nụ cười vui vẻ. Lần này đến hắn phải đem bảo khố này thu vào trong tay mình. Ca ca, đây là bảo khố sao? Lục Tâm Đồng nhìn đình viện rách nát trước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Chung quanh đình viện rách nát này có vô số cỏ dại, thậm chí còn có lùm cây bao phủ chung quanh đình viện. Nhìn qua không giống như bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc. Nhị đệ, có phải đệ tới nhầm hay không? Dương Quá cũng cực kỳ nghi hoặc, thậm chí trực tiếp đi tới cửa đình viện. Đình viện này ngay cả cửa cũng không có, tường bên ngoài còn rách nát tung tóe. Không sai, chính là nơi này. Lục Lâm Thiên nở nụ cười thần bí với hai người. Hai người có lẽ cũng có cảm giác giống như hôm đầu tiên hắn tới đây. Nhìn đình viện cũ nát, cánh cửa đổ nát kia bị hắn đạp qua, đến bây giờ còn chưa được tu sửa. Đúng vậy, thoạt nhìn rách nát, thế nhưng bên trong có không ít bảo vật. Long Trường cười nhạt một tiếng. Thật sao? Lục Tâm Đồng và Dương Quá nghi hoặc, bán tín bán nghi theo Long Trường và Lục Lâm Thiên đi tới đình viện. Khi hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá tới cửa đình viện, nhìn vào bên trong đình viện thì lập tức trợn mắt, nghẹn họng. Lục Tâm Đồng thì biến sắc, trước mặt mọi người tuy rằng có vô số cỏ dại mọc tùm, thế nhưng bên trong cỏ dại chất đầy vũ kỹ, còn có linh kỹ, vũ linh khí, hồn linh khí. Dương Quá cũng kinh ngạc không thôi, trong mắt của hắn là vô số vũ kỹ, linh kỹ. Hơn nữa toàn bộ đều đã ngoài địa cấp, liếc nhìn lại có không ít hơn mấy trăm vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Còn có vũ linh khí, hồn linh khí chồng chất, trong sân chỉ có trên trăm kiện. Mà khi hai người mang theo sự rung động tiến vào trong ba đình viện thì lần nữa lại rung động không nói nên lời. Vũ linh khí địa cấp, hồn linh khí địa cấp, còn có linh khí phi hành huyền cấp. Bên trong còn có linh khí phi hành địa cấp A. Quả thực phát tài rồi. Lục Tâm Đồng và Dương Quá nhìn nhau, đều nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảnh tượng trước mắt quả thực quá rung động. Bắt đầu thu đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị không ít nhẫn chữ vật. Dưới ánh mắt kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm của đại hộ pháp Long Trường, ba huynh muội này giống như thổ phỉ, cường đạo đem từng kiện vũ khí, linh khí, vũ linh khí cùng các loại vật thu vào trong nhẫn chữ vật. Tốc độ kia giống như một cơn lốc quét qua, những nơi mà ba huynh muội đi qua lập tức sạch sẽ, chỉ còn mỗi đình viện là không mang theo nốt mà thôi. Trong bách hoa cốc, trước sau vẫn tinh xảo như vậy, tràn ngập hương hoa. Ba người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá tiến về bách hoa cốc chào từ biệt với Huyền Hạo và đại công chúa Long Bích Hàm để rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc. Tiểu Long hiện tại ở trong Thanh Long Hoàng tộc, Lục Lâm Thiên vô cùng yên tâm, vì sau khi Tiểu Long xuất quan cũng phải tham gia đại hội bốn tộc,
mặt khác cũng cần một thời gian làm bạn, ở bên cạnh phụ mẫu. Ta cũng không giữ ngươi lại. Sau khi rời khỏi đây nhớ phải cẩn thận, còn chuyện lĩnh ngộ thuộc tính kim trước tiên không nên truyền ra bên ngoài, sẽ gây bất lợi với ngươi. Huyền Hạo nói với Lục Lâm Thiên. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, sau khi nói lời chào từ biệt, ba người cáo từ rời khỏi. Dương quá, ngọc giản này giao cho ngươi. Long Yên có lời muốn nói với ngươi. Lúc ba người rời đi, đại công chúa Long Bích Hàm giao cho Dương Quá một ngọc giản. Đa tạ đại công chúa. Dương Quá tiếp nhận ngọc giản, nói lời cảm tạ. Lúc này ba người mới rời đi. Nhìn bóng lưng ba người rời khỏi Bách Hoa Cốc, Huyền Hạo mỉm cười, nói. Ba huynh muội này đều bất phàm, sợ rằng trong nhân loại không bao lâu nữa phi linh môn kia cùng với Lục gia sẽ quật khởi. Ba người này quả thực đều không phải là người bình thường. Hôm qua thiếp nghe mẫu thân nói, Lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện hậu nhân có hoàng khí thiên cấp. Không biết thanh niên đồng lứa trong Lục đại nhân hoàng tộc so với ba huynh muội này thì thế nào? Long Bích Hàm nói, theo ta thấy, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không dưới những người kia. Dương Quá cũng không kém, đạt được truyền thừa của bất bại kiếm đế năm xưa. Nghe nói năm đó cường giả Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc ở trước mặt bất bại kiếm đế cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Về phần tiểu nha đầu Lục Tâm Đồng này tuổi nhỏ nhất, thế nhưng độc công tuyệt đối khủng bố. Huyền Hạo mỉm cười, nhìn Long Bích Hàm nói. Lần này trong Lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện hậu nhân có hoàng khí thiên cấp thì quả thực vô cùng kỳ quái. Xem ra bọn họ sắp mở thần điện rồi. Có lẽ bọn họ cũng có ý định mở thần điện. Long Bích Hàm nói. Đúng rồi, Long Yên nói với Dương Quá cái gì? Huyền Hạo nói. Thiếp cũng không biết. Long Bích Hàm nhìn những bông hoa ngoài đình viện nói. Long Yên bế tử quan cũng là suy nghĩ cho bản thân mình. Dù sao Dương Quá cũng là nhân loại, có lẽ muội ấy muốn biết Dương Quá có thể kiên trì tới cuối cùng hay không, đồng thời cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội cho nên mới làm như vậy. Long Yên phải thành đế mới có cơ hội, mà cho dù có cơ hội cũng quá mờ mịt, có thể Long Yên động chân tình cho nên mới bế tử quan, thứ nhất hy vọng theo thời gian Dương Quá có thể quên đi tất cả. Nếu như Dương Quá thâm tình như cũ, thì cũng đã tự cho mình một cơ hội. Chỉ có bản thân đột phá đế cấp cửu giai thì mới có cơ hội. Long Yên quả thực dụng tâm lương khổ. Huyền Hạo nói, hy vọng Long Yên có cơ hội, cũng hy vọng Dương Quá kia có thể tình thâm như vậy. Long Bích Hàm nói, trong đình viện tạm thời đặt chân, ngọc giản trong tay Dương Quá biến mất, ánh mắt run lên, mang theo một chút ảm đạm, sầu não. Đại ca, Long Yên công chúa nói gì vậy? Lục Tâm Đồng đi tới bên người Dương Quá, đôi mắt đen nhánh như nước. Dương Quá quay người, mày kiếm giãn ra, nói. Nàng nói đột phá đế cấp vô cùng xa vời, cho nên nói với ta nếu như ta gặp một nữ tử tốt thì hãy quên nàng đi. Lục Lâm Thiên nhìn Dương Quá, nói. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Dương Quá thì thào nói nhỏ. Ta sẽ đợi nàng, dù trăm năm, ngàn năm, vạn năm thì thế nào? Ta vẫn sẽ đợi. Vạn năm. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, nếu như ở kiếp trước, tình cảm kéo dài vạn năm chỉ là chuyện ma quỷ. Mà trong dị giới này, vạn năm cũng không chỉ là lời nói suông mà thôi. Trưởng môn. Bên ngoài đình viện, một tiếng hét lớn vang lên. Âm thanh vừa dứt, một thân ảnh tục tằn màu đen xuất hiện trong đình viện, người này chính là Thiên Độc Yêu Long. Độc Long ca ca. Lục Tâm Đồng tiến lên nghênh đón, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ, nói. Huynh bị phạt một năm sao đã đi ra rồi. Ha ha, mọi người đều ở đây sao? Về sau ta không có chuyện gì nữa rồi. Thiên Độc Yêu Long cười ha hả, nhìn Dương Quá có mặt trong đình viện, sững sờ nói. Ta có nghe nói ngay cả đại hộ pháp Long Trường cũng bại trong tay ngươi, có thật có việc này hay không? Ha ha! Dương Quá mỉm cười, không nói tiếng nào. Độc Long huynh, chúng ta định ngày mai sẽ quay về Phi Linh Môn, huynh thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi hỏi. Thiên Độc Yêu Long mỉm cười, vuốt bộ râu nói. Ta vì chuyện này mà tới đây, ta định trở về với các ngươi. Độc Long ca ca! Bây giờ huynh chính là hộ pháp của Thanh Long hoàng tộc. Chẳng lẽ huynh không làm hộ pháp nữa? Lục Tâm Đồng trợn mắt, mỉm cười nhìn Thiên Độc Yêu Long nói. Hộ pháp của Thanh Long hoàng tộc cũng không có thoải mái bằng chức đường chủ yêu đường của Phi Linh Môn. Ta thử nói với bọn họ hộ pháp cũng coi như ngoại môn, về sau có thể tự do tiến vào Thanh Long hoàng tộc.
không ngờ bọn họ lại đồng ý, cho nên ta mới theo chân các ngươi trở về. Thiên Độc Yêu Long nói. Ta thấy Độc Long ca ca không nỡ xa cách như Hoa tỷ tỷ a. Lục Tâm Đồng khẽ cười, đôi mắt chớp động. Hắc hắc. Thiên Độc Yêu Long cười hắc hắc, không nói gì. Cũng tốt, Yêu Đường cũng không thể không có Độc Long huynh tọa chấn. Ngày mai chúng ta cùng trở về. Lục Lâm Thiên cười nói. Tiểu Long đâu? Thiên Độc Yêu Long hỏi. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Long còn đang tiếp nhận truyền thừa, mặt khác còn phải tham gia đại hội bốn tộc. Chúng ta cứ về trước. Mùa xuân lại tới, không gian trong trẻo, gió xuân nhàn nhạt thổi qua. Trong không khí có một làn sương mỏng. Ngoài Phi Linh Môn, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trên không trung đáp xuống. Trên người mặc một bộ váy dài, khí chất cao quý, hai hàng lông mày lá liễu chớp động. Ngũ quan xinh đẹp động lòng người, tản ra khí chất thành thục vũ mị. Thân thể mềm mại, đường cong linh lung, tuyệt đối có thể coi là một mỹ nhân. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ngoài Phi Linh Môn, đôi mắt đen nhánh dò xét một phen, sau đó lập tức đi về phía Phi Linh Môn. Sáng sớm, ngoài Phi Linh Môn cũng không có cảnh tượng đông đúc. Ngược lại còn vô cùng yên tĩnh. Tiểu thư, không biết tiểu thư tới Phi Linh Môn ta có chuyện gì? Ngoài Phi Linh Môn, một đầu lĩnh trong đám đệ tử đứng gác nhìn thấy nữ. Tử này khí chất bất phàm, lại có dung nhan động lòng người cho nên thái độ vô cùng tốt. Đây là Phi Linh Môn sao? Nữ tử này nhìn chung quanh, đôi mắt dễ thương khẽ đảo, nói. Lâm Thiên có ở trong môn hay không? Lâm Thiên. Các đệ tử nghi hoặc một chút rồi mới phát hiện ra đây là tục danh của trưởng môn. Chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của các ngươi. Ta tìm hắn có việc gấp. Nữ tử liền nói với tên đệ tử đầu lĩnh này. Tên đệ tử này kinh ngạc không thôi. Nữ tử này không ngờ lại dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn. Hơn nữa dường như còn có quan hệ sâu. Hắn cũng không dám lạnh nhạt, giọng điệu cũng mềm đi vài phần, nói. Hồi bẩm tiểu thư, tung tích của trưởng môn chúng ta cũng không biết. Dường như không ở trong môn. Không ở trong môn sao? Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử này khẽ đổi, nói. Vậy thì Tâm Đồng thì sao? Tiểu Long và Dương Quá đâu rồi? Đều không có trong môn sao? Đều không có trong môn. Thanh niên này càng thêm khiếp sợ, nữ tử này rốt cuộc là ai, không ngờ ngay cả đại tiểu thư dường như nàng cũng quen biết. Hắn càng không dám đắc tội. Độc Cô Tiêu Thư. Ngoài Phi Linh Môn, Lục Tiểu Bạch vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy nữ tử động lòng người này. Hắn vừa mới nhìn đã lập tức nhận ra đây chính là Độc Cô Băng Lan trên trấn Thanh Vân năm đó. Ngươi là Lục Tiểu Bạch sao? Nữ tử này nhìn qua Lục Tiểu Bạch, một lát sau mới nhận ra. Đúng vậy, chính là ta. Lục Tiểu Bạch có chút kích động, không ngờ nàng ta còn nhớ tới mình, hắn mừng ngỡ nói. Độc Cô Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây, nhanh, mời vào bên trong. Ta không có thời gian đâu, Lâm Thiên có ở trong môn hay không? Độc Cô Băng Lan hỏi, Tiểu Thư lúc này vẫn còn đang chờ nàng trở về thông báo a. Công tử nhà ta không có trong môn, đã đi xa rồi. Lục Lâm Thiên sửng sốt nói. Độc Cô Băng Lan sững sờ, có chút bối rối, ánh mắt khẽ đổi, nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong một tháng ngươi nhất định phải tìm cho ra, rồi đưa thiếp mời này cho hắn. Bảo hắn nhanh chóng tới Độc Cô ra. Độc Cô Băng Lan nói xong, đem một khối ngọc giản trong người giao cho Lục Tiểu Bạch. Một lát sau, trong Phi Linh Môn, ở đình viện Hậu Sơn, vẻ mặt đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi có chút bối rối. Lục đại nhân hoàng tộc, thiếp mời của thần hoàng tộc Độc Cô ra. Nhưng trong vòng một tháng làm sao có thể tìm thấy được trưởng môn đây? Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi có chút bối rối nói. Trưởng môn đi Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, cũng không nói trước đi tới Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai cần mấy tháng. Chính bọn họ cũng không biết hiện tại trưởng môn đang ở trong Tổ Yêu Lâm hay Linh Hoàng Nhai. Huống chi Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai lớn như vậy, muốn tìm ra mấy người trưởng môn, đừng nói là một tháng. Cho dù một năm cũng khó mà tìm được. Độc Cô gia này mời Lâm Thiên đi, không biết là có chuyện gì. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh đắn đo nhìn thiếp mời của Độc Cô gia rồi nói. Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, Độc Cô Băng Lan có nói công tử nhất định phải đi tới đó. Bằng không công tử sẽ phải hối hận. Lục Tiểu Bạch nói. Người Độc Cô gia đâu rồi? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hỏi Lục Tiểu Bạch. Đã đi rồi. Lục Tiểu Bạch nói.
Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Nàng có nói đó là chuyện quan trọng gì không? Không có, dường như là dựng thần nữ gì đó. Lục Tiểu Bạch lắc đầu nói. Những chuyện khác ta không hỏi ra được. Ta thấy việc này liên quan tới Độc Cô Gia, nhất định phải tìm được Lâm Thiên. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Thời gian quá ngắn, không có cách nào tìm được. Đừng nói thời gian còn chưa đủ tới phía Nam cùng với phía Bắc. Huống chi Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Lục Tiểu Bạch do dự một chút, nói. Không bằng ta tới hỏi Nam Thúc, để xem Nam Thúc có biện pháp nào mau chóng tìm được công tử hay không. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Trong một sơn mạch ít ai lui tới, từng dãy núi trọng điệp, cao ngất, gợn sóng trong không gian lóe lên. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ngoài ngọn núi. Mấy người này chính là đám người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công, còn có Thiên Độc Yêu Long. Không ngờ Thanh Long Hoàng tộc còn có đường hầm không gian ở chỗ này. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi sau lưng, nơi này đã là cổ vực rồi. Điều này không có gì là kỳ quái cả. Nếu như ngay cả đường hầm không gian mà Thanh Long Hoàng tộc cũng không có thì mới là kỳ quái. Kim Huyền đứng chắp tay, nhìn lên không trung, nói nhỏ. 3 vạn năm rồi ta chưa từng tới cổ vực. 3 vạn năm a? Lục Lâm Thiên sững sờ, 3 vạn năm, Kim Huyền này rốt cuộc đã sống bao lâu, mà thực lực đã tới một bước kia rồi. Nhị đệ, Kim Huyền thúc có bí pháp thiên phú cho nên có thể tự phòng ấn mình ngủ lại rất lâu. Dương Quá nói. Phòng ấn mình ngủ lại sao? Chẳng lẽ giống như ngủ đông sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, rất muốn hỏi một chút xem thực lực của Kim Huyền đã tới mức nào, thế nhưng lại có chút ngại ngùng. Giống. Một lát sau, Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng trầm thấp, hóa thành bản thể. Dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại đã có thể so sánh với điện mang. Giống như lưu quang xẹt qua trên không trung, tốc độ hoàn toàn chính là phá không lao đi, nhanh tới mức tận cùng. Trong Phi Linh Môn, ở một đình viện phía sau núi, hai mắt Nam Thúc như sao, mắt nhìn một khối ngọc giản trong tay, ánh mắt biến đổi, hỏi Lục Tiểu Bạch bên người. Ngươi chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Người Độc Cô ra tới nói chuyện phong vị thần nữ sao? Chắc chắn, nói cái gì mà tới lúc đó thần tử, thần nữ năm tộc còn lại đều tới Độc Cô ra. Lục Tiểu Bạch nói, việc này hắn chắc chắc mình không có nghe nhầm. Đi xuống đi, ta biết rồi. Nam Thúc nói, phất tay ý bảo Lục Tiểu Bạch lui xuống. Lục Tiểu Bạch cũng không dám hỏi nhiều, liền lui xuống. Thần nữ Độc Cô Gia, có lẽ xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp A. Trong phòng nhỏ, Thiên Địa Nhị Lão, Thánh Thu Linh Tôn, Sát Phá Quân đều ở bên trong. Đúng vậy, có lẽ xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Thậm chí cả lục đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp. Ánh mắt Nam Thúc chớp động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục đại nhân hoàng tộc đồng thời xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp, chẳng lẽ có chuyện đặc biệt gì xảy ra hay sao? Thân hình Thánh Thủ Linh Tôn cực kỳ hư ảo, thế nhưng ánh mắt lại trong suốt. Lục đại nhân hoàng tộc đồng thời xuất hiện thần hoàng khí thiên cấp, đương nhiên có đại sự xảy ra. Nam Thúc nhìn mọi người, đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt bắn ra tinh quang, nói. Tổ tiên lục đại hoàng tộc đều đoàn kết với nhau cho nên khi Độc Cô Gia bố trí thần điện thì người có thần hoàng khí thiên cấp của mấy đại nhân hoàng tộc còn lại đều có thể đi vào. Đồn rằng trong thần điện có truyền thừa cao nhất của tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc lưu lại. Lần này sợ rằng lục đại nhân hoàng tộc sẽ mở ra thần điện. Thì ra là thế, hóa ra là đại sự như vậy. Địa lão nói, Nam Thúc, nhưng chuyện này dường như không có quan hệ với Lâm Thiên A. Sát Phá Quân nghi hoặc hỏi. Nói chung là không có liên quan. Nam Thúc giống như lão tăng ngồi nhập định, quay đầu nhìn về phía Sát Phá Quân nói. Thiếp mời này cũng chỉ là một nha hoàn đưa tới mà thôi. Cũng không phải là Độc Cô Gia chính thức đưa tới. Theo đạo lý mà nói, Độc Cô Gia xuất hiện hậu bối có thần hoàng khí thiên cấp, cũng không tự tiện đưa thiếp mời như vậy. Sao lại mơ hồ như vậy? Thánh Thủ Linh Tôn có chút nghi hoặc hỏi. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Ta đoán tiểu tử hỗn chứng kia lưu tình khắp nơi cho nên mới rước lấy chuyện này. Trên khuôn mặt già nua của Nam Thúc xuất hiện nụ cười khổ. Lời này có ý gì? Tạ Thiên hỏi. Hiện tại đại tiểu thư Độc Cô Gia có thần hoàng khí thiên cấp.
đến lúc đó sẽ được phong là thần nữ. Vốn chuyện này cũng không có gì, lục đại nhân hoàng tộc đều như vậy. Thế nhưng thân là thần tử và thần nữ của lục đại nhân hoàng tộc, có một quy định bất thành văn, đó chính là chỉ có thể thành gia lập thất với người đồng tộc. Làm như vậy cũng là vì ngăn ngừa vạn nhất, đồng thời cũng vì để trong tộc xuất hiện đời sau có thiên phú cực cao. Nam Thúc nói, thì ra là thế, xem ra người kia của Độc Cô Gia qua thực có quan hệ với Lâm Thiên rồi. Ánh mắt Tạ Địa có chút vui vẻ nói, sợ rằng có chút phiền toái, dựa theo lời Nam Lão Đệ vừa mới nói, tầm quan trọng của thần nữ đối với Độc Cô Gia như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để cho nàng dính dáng với người ngoài. Ta thấy Lâm Thiên đi Độc Cô Gia sẽ gặp phiền phức. Dùng thực lực của hắn tạm thời còn chưa có cách nào chống lại lục đại nhân hoàng tộc. Thánh thủ Linh Tôn có chút lo lắng. Thực lực của lục đại nhân hoàng tộc cho dù lúc hắn toàn thịnh cũng phải cố kỵ. Nếu như nó có ở đây thì ta đi với nó một chút cũng không sao. Nhưng tiểu tử này lại không có mặt, ta cũng không có cách nào. Nam Thúc nói. Trong một không gian yên tĩnh, bên trong không gian mang theo cảm giác tang thương. Tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường đá, tượng điêu khắc bằng gỗ. Tất cả đều như tranh vẽ, một tòa kiến trúc sừng sững đứng đó, giống như trường tồn từ cổ chí kim. Phù! Trong một đình viện màu trắng, trên mộc đài, một thân ảnh xinh đẹp thu thủ ấn lại, đình chỉ tu luyện. Đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, thở ra một ngụm chọc khí nhàn nhạt. Quanh thân có một cỗ khí tức vô hình như ẩn như hiện, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Phụ thân! Nữ tử này mở hai mắt ra, ánh mắt như sao, nàng đứng dậy. Thân thể linh lung, hoàn mỹ xuất hiện, toàn thân tản ra một cỗ khí chất cao quý, thanh nhã. Dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử, thân ảnh xinh đẹp này không phải Bắc Cung Vô Song ra thì còn có thể là ai khác. Trước người Bắc Cung Vô Song có một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng đi tới. Bộ dáng chừng 50 tuổi, thân hình cao ngất, trong hai mắt hiện lên khí tức uy nghiêm. Thân ảnh này nhìn nữ tử trước mắt, khẽ mỉm cười nói. Lại có thể cảm giác ra khí tức của ta, tu vi lại có tiến bộ đúng không? Lâu như vậy rồi chung quy phải có một chút tiến bộ mới được. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, nụ cười có thể khuynh thành, ánh mắt nheo lại, nói. Phụ thân, con không muốn ở lại trong tộc, muốn lộ diện. Vô Song, là cha làm con thiệt thòi, chuyện lần trước đáp ứng với con, thế nhưng tới cuối cùng lại thu được tin tức mới. Tất cả đại tộc đều xuất hiện hậu nhân có thần hoàng khí thiên cấp. Tất cả mọi người đều tập trung ở Độc Cô Gia cho nên mới không cho con rời khỏi đây. Không ngờ thoáng cái đã 3-4 năm rồi. Bắc Cung Kình Thương xin lỗi nữ nhi của mình, lập tức nói tiếp. Thế nhưng lần này ta tới đây là muốn nói cho con biết. Thần điện sắp mở ra, trước tiên con phải đi tới thần điện mới được. Chuyện này quan hệ tới cả Bắc Cung Gia. Vậy thì con phải ở trong thần điện bao lâu? Bắc Cung Vô Song hỏi, trong lòng lại nghĩ tới nam tử áo xanh kia, đã lâu như vậy rồi, không biết hắn thế nào rồi. Bắc Cung Kình Thương do dự một chút rồi nói, chuyện này ta cũng không biết, nhưng phụ thân đáp ứng với con, hôn sự của con và Lục Lâm Thiên, tuy rằng trưởng lão và thái thượng trưởng lão trong tộc đều phản đối. Phụ thân nhất định đứng ở bên cạnh con, huống chi chỉ cần con tới thần điện, đạt được truyền thừa của tổ tiên Bắc Cung gia chúng ta lưu lại. Đến lúc đó con chỉ cần tỏ thái độ là được, khi đó thái thượng trưởng lão sẽ phải cân nhắc một phen. Đồng thời cũng giảm bớt phiền toái cho Lục Lâm Thiên. Được rồi. Bắc Cung Vô Song nhíu mày nói. Lúc này thân là thần nữ Bắc Cung gia, tất cả đều không giống như trước kia. Nếu như trưởng lão trong tộc đi tìm Lâm Thiên thì nàng đã gây thêm phiền toái cho hắn. Thực lực của gia tộc hiện tại nàng biết rõ, tuyệt không phải là thứ mà thế lực bên ngoài có thể so sánh. Vô Song, phụ thân biết đã làm khó con, thế nhưng có một chút áp lực con phải thừa nhận. Bắc Cung Kình Thương nói. Con thân là nữ nhi của phụ thân đương nhiên phải phân ưu giúp người rồi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Có nữ nhi như vậy cuộc đời này của phụ thân đã đủ rồi. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười, nói. Yên tâm đi, hôn sự của con và Lâm Thiên, đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ ở bên cạnh con. Đa tạ phụ thân. Bắc Cung Vô Song nói, nàng cũng biết quy củ trong tộc. Có phụ thân ủng hộ, chung quy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bắc Cung Kình Thường nhìn Bắc Cung Vô Song một lúc lâu. Phụ thân, người nhìn gì vậy? Bắc Cung Vô Song cúi đầu, nhìn thân thể mình một vòng, dường như không có chỗ nào là không ổn.
Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Càng nhìn càng thấy giống mẫu thân con, đều xinh đẹp như vậy, khó trách đám người Bắc Cung Ngọc đều vây quanh con. Phụ thân, người cũng trêu con sao? Lục Vô Song có chút thẹn thùng, càng thêm động lòng người, nàng nói. Con đã nói qua với bọn họ, trong lòng con đã có lựa chọn, trong lòng chỉ có một mình Lâm Thiên mà thôi. Đứa nhỏ ngốc này, con cũng biết một khi con nói như vậy mấy tiểu gia hỏa kia sẽ nhớ kỹ cái tên Lục Lâm Thiên. Mặc dù nói Lục Lâm Thiên cực kỳ bất phàm, thiên phú cũng rất mạnh. Thế nhưng đụng phải đám người Bắc Cung Ngọc thì sợ rằng còn chưa đủ. Ta nghe nói, mấy tiểu tử kia đang cố gắng tu luyện. Nói là đợi sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, phải làm cho Lục Lâm Thiên biết khó mà lùi. Để cho con biết được ai mạnh ai yếu. Bắc Cung Kình Thương nói. Bọn họ dám. Bắc Cung Vô Song nhíu mày, lập tức cười nói. Sợ rằng bọn họ sẽ phải thất vọng. Lâm Thiên cũng không phải dễ đối phó, đến lúc đó còn chưa biết ai mạnh ai yếu a. Ồ, con có lòng tin với Lục Lâm Thiên kia như vậy sao? Có cơ hội ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc tiểu tử này có chỗ gì bất phàm mà có thể trộm đi trái tim của nữ nhi ta. Bắc Cung Kình Thương cười ha hả nói. Giống. Ngoài Phi Linh Môn, tiếng giống trầm thấp vang vọng. Có yêu thú phi hành. Vô số đệ tử nhìn lên không trung. Một đầu thiên sĩ tuyết sư khổng lồ lập tức xuất hiện trên không trung, hai cánh khẽ vỗ tạo thành một cơn cuồng phong. Là thiên sĩ tuyết sư, tọa kỵ của trưởng môn. Trưởng môn ở trên đó, trưởng môn trở về rồi. Bái kiến trưởng môn. Ngoài Phi Linh Môn, chúng đệ tử lập tức hành lễ. Đã nhiều năm rồi trưởng môn bọn họ chưa có lộ diện. Tất cả đứng lên đi. Thanh âm vừa dứt, thiên sĩ tuyết sư trực tiếp bay vào trong Phi Linh Môn. Trong đình viện hậu sơn Phi Linh Môn, thiên sĩ tuyết sư xoay quanh trên tầng trời thấp, mọi người nhảy xuống, lúc này thiên sĩ tuyết sư mới hóa thành hình người. Kim Huyền thúc, đây là Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nói với Kim Huyền, một lần đi ra ngoài cũng đã hơn 3 năm, trong Phi Linh Môn hiện tại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đại trận phòng ngự này cũng không tồi, bên trong dường như còn có một tụ linh trận. Kim Huyền kinh ngạc, năng lượng thiên địa bên trong chấn động. So với bên ngoài còn mạnh hơn. Kim Huyền thúc, ánh mắt của thúc rất tốt ha. Lục Lâm Thiên mỉm cười với Kim Huyền. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận và tụ linh trận do Nam thúc bố trí đều bị Kim Huyền liếc mắt nhìn ra. Ồ, cường giả không ít, còn có người mạnh như thế, khí tức này không đơn giản a. Ánh mắt Kim Huyền đột nhiên biến hóa, ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi. Cùng một lúc, trong một đình viện, ánh mắt Nam thúc khẽ đổi, lẩm bẩm nói. Không ngờ tiểu tử này lại mang theo cường giả bực này về. Khí tức này thật không đơn giản a. Trưởng môn, Tâm Đồng, các người trở về rồi sao? Trong đình viện, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ chạy tới, nhìn thấy trưởng môn quay về mọi người cao hứng không thôi. Thật đúng là trùng hợp, người có thể trở về kịp thời là tốt rồi. Thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh cảm nhận được động tĩnh lập tức từ trong đình viện đi ra. Mắt thấy Lục Lâm Thiên, lập tức nhìn nhau. Bọn họ vốn còn không biết lúc nào tiểu tử này mới trở về, không ngờ hiện tại đã trở lại Phi Linh Môn rồi. Đông lão, Oánh tỷ, sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười tiến lên nghênh đón. Cảm nhận khí tức của hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh, đều có đột phá. Đám người Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cũng có tiến bộ không ít. Chuyện lớn thì không có. Vốn tưởng rằng ngươi không kịp trở về, mà thôi, vào trong rồi nói. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn mọi người rồi nói. Tiểu Long đâu rồi? Vào trong rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói. Một lát sau, trong đình viện, Lục Lâm Thiên để cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi sắp xếp nơi ở cho Kim Huyền. Thiên độc yêu Long thì đi tìm Như Hoa. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên nói một chút tình huống đại khái cho quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh. Hai người này rung động, kinh ngạc không nói nên lời. Rồi sau đó từ trong miệng hai người thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh Lục Lâm Thiên mới biết được độc cô Băng Lan ngày hôm qua tới Phi Linh Môn. Hắn đoán sợ rằng độc cô Cảnh Văn phái độc cô Băng Lan tới đây cho nên lập tức hỏi. Đông lão có biết trong độc cô gia xảy ra chuyện gì không? Ta không quá rõ, thiếp mời của độc cô gia Lục Tiểu Bạch đã để ở chỗ Nam Thúc. Dường như Nam Thúc biết rõ một chút gì đó. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Vậy ta tới đó xem một chút.
chuyện liên quan tới Độc Cô Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên cũng không muốn chậm trễ, đi hỏi Nam Thúc thì tốt hơn. Hắn vội vàng nói một hai câu, sau đó rời khỏi đình viện phía sau núi. 61. Trong một đình viện, nơi này chính là nơi ở của mấy người mạnh nhất Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên đi tới đình viện, nhìn thấy sư huynh Sát Phá Quân, còn có Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Sau khi thi lễ, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, trong mắt đều có chút nghi hoặc. Thánh Thủ Linh Tôn, Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ đều có thể cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên có chút bất đồng, thế nhưng cũng không biết được thực lực cụ thể hiện tại của Lục Lâm Thiên. Có ám ảnh mật bào và âm dương linh vũ quyết có tác dụng thu liếm khí tức bản thân, làm cho bọn họ cũng khó mà suy đoán ra được. Thế nhưng khí tức này cũng không thoát khỏi sự dò xét của Nam Thúc, sắc mặt Nam Thúc kinh ngạc, nói. Vậy mà đã tới Vũ Tôn Lục Trọng, tốc độ cũng không chậm. Ồ, Vũ Tôn Lục Trọng sao? Mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc, tuy rằng mấy người ở đây cũng biết Lục Lâm Thiên có âm dương linh vũ quyết, thế nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh chóng như vậy khiến cho mấy người kinh ngạc. Dù sao đột phá mỗi một trọng trong tôn cấp đều là một cái hào cực rộng. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, tay khẽ vuốt mũi. Lục Lâm Thiên nói với Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Thiên Địa Nhị Lão. Sư phụ, Nam Thúc, Nhị Lão, có một chuyện tiểu tử muốn nói cùng mọi người. Mọi người đừng có kích động, kỳ thật cũng không có gì quá lớn. Mọi người đừng kích động là được. Chuyện gì mà có thể khiến cho chúng ta kích động vậy? Nói đi. Địa lão Tạ Địa nhìn Lục Lâm Thiên nói. Càng ngày càng nói nhảm, có chuyện gì mà ấp a ấp úng như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì khiến chúng ta kích động sao? Chẳng lẽ là trêu vào đại hỏa, tiểu tử ngươi trừ biết gây phiền toái ra dường như cũng không làm được chuyện tốt gì à? Nam Thúc rất kinh bỉ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thánh Thủ Linh Tôn cũng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Có chúng ta ở đây coi như người bị Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc đuổi giết cũng có thể chống lại một chút. Có gì mau nói, tiểu tử ngươi gần đây không làm được chuyện gì tốt cả. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ liếc nhìn mấy trưởng bối, chẳng lẽ trong mắt của bọn họ hắn chỉ biết gây chuyện thôi sao? Ngón tay lần nữa vuốt mũi, Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, ung dung nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tiểu tử không ngờ mình lại lĩnh ngộ ra một loại thuộc tính mới. Lục Lâm Thiên nói xong, đồng thời ra vẻ khoe khoang, thủ ấn đánh xuống, quang mang 5 loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ, phong xuất hiện quanh thân. Ở giữa 5 loại thuộc tính này là quang mang thuộc tính thổ. Một cỗ khí tức sắc bén, bá đạo lan tràn ra. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, mọi người sáng mắt lên. Nhìn qua 6 loại quang mang thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này. Còn có khí tức sắc bén, bá đạo của thuộc tính mới. Sau khi ngốc trệ một lát, mọi người nghẹn họng, nhìn chân chối. Ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào trên thuộc tính mới do Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra. Cái gì? Trời! Là thuộc tính mới, tiểu tử ngươi lĩnh ngộ ra thuộc tính mới sao? Mấy người này là người nào, cả đám đều có ánh mắt phi phàm, đương nhiên bọn họ có thể nhìn ra được. Trong giây lát, đám người Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ, Sát Phá Quân trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống. Mọi người khiếp sợ, kinh ngạc, kích động, cái miệng mở lớn tới mức có thể nhét vừa quả trứng vịt. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn nhìn nhau, toàn thân run lên. Mà ngay cả Nam Thúc lúc này cũng không thể bình tĩnh. Thuộc tính mới A, đương nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Tiểu tử, có phải ngươi vừa mới lĩnh ngộ mấy ngày hôm trước? Dị tượng trong thiên địa mấy ngày hôm trước, phong vân biến sắc có phải là do ngươi tạo ra hay không? Nam Thúc run rẩy, thân thể đứng lên, khó có được kích động, ánh mắt biến ảo không ngừng. Hình như là vậy, ngoại công tiện nghi của tiểu tử có nói giống như là lĩnh ngộ thuộc tính mới cho nên mới khiến cho thiên địa biến sắc. Ngoại công cũng có nói tiểu tử bớt dùng thứ này, đừng rêu rao khắp nơi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn mọi người, nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người. Vô cùng hãnh diện thu lại năng lượng thuộc tính. Ngoại công ngươi, tiểu tử ngươi có ngoại công sao? Nam Thúc càng thêm nghi hoặc, hắn ở Lục gia rất lâu rồi. La Lan thị từ nhỏ đã mất phụ mẫu, tiểu tử này cũng không có ngoại công, ngoại bà a. Lục Lâm Thiên nhìn Nam Thúc, cười hắc hắc nói. Chính là tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Long Hoàng tộc, người ta kêu tiểu tử gọi một tiếng ngoại công. Sau đó người ta liền đem tất cả bảo khố mà Thanh Long Hoàng tộc thu thập bao nhiêu năm qua cho tiểu tử, nói là lễ gặp mặt. Cũng không có gì lớn,
chỉ có mấy trăm bộ vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Hơn ngàn kiện vũ linh khí, hồn linh khí gì đó. Linh khí đạt tới địa cấp cũng không có nhiều, gần trăm mà thôi. Mặt khác cũng có không thiếu tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Dường như còn có tài liệu thần khí. Lục Lâm Thiên nói xong, cũng không để ý tới mọi người. Ai kêu mấy lão gia hỏa này vừa rồi đều khinh bỉ hắn. Lục Lâm Thiên kiếm một cái ghế đặt mông ngồi xuống, thuận tay cầm một loại hoa quả trên bàn cắn một cái. Hít! Trong phòng nho, mấy người nghe vậy tức thì hít sâu một hơi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang nhàn nhã, tự đắc. Lâm Thiên, đệ nói Thanh Long Hoàng tộc đem bảo khố thu thập vô số năm giao cho đệ. Sát Phá Quân nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, đôi mắt đã trợn trừng lên, nhìn qua giống như sắp rơi tới nơi. Đúng vậy, đều giao cho đệ. Lục Lâm Thiên cắn một cái nữa, vẻ mặt vô cùng tự đắc. Phản rồi, xuống ngay cho ta. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang nhàn nhã, tự đắc, Nam Thúc đột nhiên trừng mắt quát Lục Lâm Thiên. Như là phản xạ có điều kiện, Lục Lâm Thiên lập tức nhảy dựng lên. Từ nhỏ hắn đã vô cùng sợ Nam Thúc, cho nên sau khi nhảy dựng lên mới phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn về phía Nam Thúc, lúc này hắn mới phát hiện ra, không ngờ chỗ hắn ngồi vừa rồi lại là vị trí của Nam Thúc. Hắn cười hắc hắc nói. Nam Thúc, tiểu tử không cố ý. Lão nhân gia ngài cứ ngồi, tiểu tiểu đứng là được. Chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Không ngờ lại đắc chí như vậy. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lần nữa ngồi xuống. Thế nhưng trong mắt lại hiện lên sự kích động khó có thể che giấu. Hắn ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Mau đem chuyện mấy năm nay ngươi trải qua nói cho ta nghe một chút. Lâm Thiên, mau nói cho vi sư nghe một chút, vi sư cũng muốn biết mấy năm nay con sống ra sao. Thân thể hư ảo của thánh thủ Linh Tôn cũng vì kích động mà run rẩy không thôi. Lục Lâm Thiên cũng không dám quá đắc ý trước mặt mấy người cho nên cung kích đem chuyện mấy năm nay nói ra. Thế nhưng hắn cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói tới đại hội trăm yêu trong tổ yêu lâm rồi tới cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Đến đánh chết huyết thanh, đại náo huyền vũ hoàng tộc. Cuối cùng bị nhốt một năm rưỡi, tiểu long tiếp nhận truyền thừa trong tộc, đến huyền hạo chuẩn đế tự bạo yêu đan. Sau đó lại tới thanh long hoàng tộc, mãi đến khi suy diễn ra thuộc tính mới. Đương nhiên cũng nói tới việc Dương Quá thu được truyền thừa của bất bại kiếm đế. Siêu siêu. Nghe Lục Lâm Thiên nói, mấy siêu cấp cường giả này đều hít sâu không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên vô cùng kỳ quái. Lĩnh ngộ thuộc tính mới a, tương truyền trước đây chỉ có lão tổ Bắc Cung gia tộc mới có thể làm được chuyện này, từ đó trong thiên địa mới có vũ giả thuộc tính mộc. Cho nên ở giữa thiên địa này cơ hồ tất cả vũ giả thuộc tính mộc đều bị Bắc Cung gia áp chế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mấy gia tộc này được tôn sùng là hoàng tộc. Thiên lão Tạ Thiên khiếp sợ, lúc này còn chưa hồi phục tinh thần lại. Thuộc tính của ngươi gọi là thuộc tính kim, kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có chuyện như vậy. Thuộc tính hỏa gặp thuộc tính thủy trong lúc vô hình sẽ yếu đi một chút. Không ngờ bởi vậy ngươi lại suy diễn ra thuộc tính kim, cũng đủ thấy thiên phú của ngươi vô cùng hiếm thấy. Chỉ bằng như vậy cũng đủ đè đầu tất cả hậu nhân lục đại nhân hoàng tộc. Địa lão Tạ Địa cũng vẫn còn khiếp sợ. Dương Quá cũng nhận được cơ duyên lớn lao. Bất bại kiếm đế này ta cũng từng nghe nói qua một ít. Có người nói người này bình sinh chưa từng bại một lần nào. Coi như gặp phải cường giả trong lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc cũng chỉ bất bại mà thôi. Sự thật có phải như thế hay không cũng không có ai biết được. Thánh thủ Linh Tôn có chút kinh ngạc vì Dương Quá. Vậy thì cường giả đi theo ngươi tới đây ngày hôm nay là Kim Huyền tiền bối sao? Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức nói. Vị kia chính là Kim Huyền Thúc, nghe nói có một loại thiên phú gọi là tọa miên, chỉ là tu vi của hắn tiểu tử cũng không nhìn ra. Tọa miên. Nam Thúc nghi hoặc, sau đó lại nhìn Thánh thủ Linh Tôn, sắc mặt có chút biến hóa. Thánh thủ Linh Tôn nói. Chẳng lẽ là nhất tộc mà đồn rằng đã biến mất ở thời cổ xưa sao? Cũng chỉ có nhất tộc kia mà thôi. Nam Thúc hơi rung động nói. Nam Thúc, sư phụ, hai người biết rõ bản thể của Kim Huyền Thúc sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ. Về sau tự nhiên ngươi sẽ biết rõ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Độc Cô tiểu thư của Độc Cô gia kia có phải có quan hệ sâu với ngươi hay không? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu,
lúc này hắn mới nhớ tới mình vì chuyện của Độc Cô Cảnh Văn mà tới đây, hắn hỏi. Nam thúc, thiếp mời của Độc Cô gia tộc nói gì vậy? Tiểu tử hỗn chướng nhà ngươi, trêu hoa nghẹo nguyệt khắp nơi. Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức đem chuyện thần tử, thần nữ trong Lục Đại Nhân Hoàng tộc nói ra với Lục Lâm Thiên một lần. Cố ý nói qua lên một chút, sợ rằng Độc Cô Cảnh Văn lần này được phong làm thần nữ, có khả năng phải thành gia lập thất với một tộc nhân có thiên phú mạnh nhất trong tộc. Nam thúc, tiểu tử muốn tới Độc Cô gia. Lục Lâm Thiên không chút do dự nói, thiếp mời này có lẽ là do Độc Cô Cảnh Văn đem tới cho mình, sợ rằng vừa rồi Nam thúc cũng đã đoán ra được 8/9. Hắn cũng không thể để người khác đoạt nữ nhân của mình. Ngươi đi Độc Cô gia sao? Nam thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói, thực lực của ngươi hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng thực lực của Độc Cô gia tuyệt đối không dưới Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc. Cho dù nha đầu kia trung tình với ngươi, Độc Cô gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu âm thầm giết ngươi trừ hậu hoạn sợ rằng cũng là chuyện có khả năng. Muốn động vào tiểu tử không phải ai cũng có thể làm được. Độc Cô gia này tiểu tử nhất định phải đi. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, dù sao cũng không có biện pháp nào khác. Cảnh Văn chính là nữ nhân của mình a. Về phần tới Độc Cô gia gặp phải phiền phức gì thì Lục Lâm Thiên chỉ cần cân nhắc là biết rõ. Dùng thái độ của cửu trưởng lão khi trước đối với mình, hắn cũng có thể đoán ra được Độc Cô gia kia sẽ đối với mình thế nào. Hắn lại chà đạp cửu trưởng lão kia một lần, sợ rằng lần này sẽ càng thêm phiền toái. Thế nhưng Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc hắn cũng đã xông qua, cho nên cũng không ngại xông qua Độc Cô gia. Tiểu tử ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng coi như trung tình. Đám vô song, Hồng Lăng, Tiểu Linh cũng không tệ rồi mà ngươi cho đi lưu tình khắp nơi. Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên cúi đầu, thanh âm nhỏ đi một chút, nói. Nam thúc, đây không phải giống như khi trước a. Nam thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lúc này Lục Đại Nhân Hoàng tộc mở ra thần điện, có thể nói thiên tài Lục Đại Nhân Hoàng tộc trẻ tuổi sẽ hội tụ. Nếu như ngươi đi tới đó, cũng có thể kiến thức thực lực của thế hệ trẻ tuổi Lục Đại Nhân Hoàng tộc. Cũng được, ta tự mình đi với ngươi một chút, hy vọng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Cái gì, Nam thúc còn muốn đi theo con sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nam thúc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Sao nào, ta đi cùng ngươi ngươi còn không muốn sao? Không, đương nhiên là không phải. Có lão nhân gia người đi cùng con cầu còn không được à? Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Thời gian còn sớm, người đi chuẩn bị một chút đi. Tranh thủ thời gian sắp xếp phi linh môn một chút. Nam thúc nói. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đùa, ánh mắt biến đổi, lại nhìn Nam thúc nói. Nam thúc, đoạn thời gian trước người có gặp Tử Hiên sư bá hay không? Hơn 2 năm trước, lão hồ ly kia không ngờ nhìn thấy thanh linh khải giáp lại biết được ta và ngươi có chút quan hệ. Cũng tốt, bằng không bằng tính cách bao che khuyết điểm của hắn, ngươi dám trêu vào cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, đừng nhìn thấy hắn hòa khí như vậy, một khi động tay hắn không lưu tình một chút nào đâu. Nam thúc nói, lão hồ ly, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, Nam thúc và Tử Hiên lão tổ này quả thực có chút kỳ quái. Một người gọi là lão quái vật, một người gọi là lão hồ ly. Hắn nhìn Nam thúc nói. Nam thúc, vì sao Tử Hiên sư bá lại gọi người là lão quái vật? Lão hồ ly kia sao? So với hắn ta già chỗ nào? Nam thúc nói tới Tử Hiên lão tổ dường như có chút tức giận, nói. Lúc trước ta chiến với lão gia hỏa kia một trận, ta chà đạp hắn một lần, hắn không chịu thua, vẫn gọi ta như vậy. Đương nhiên ta cũng chịu một ít thiệt thòi, về sau cứ dây dưa, chúng ta dứt khoát kết bái luôn. Vừa dứt lời, Nam thúc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt chợt lóe. Hơn 100 năm trước hắn đã chà đạp Tử Hiên lão tổ một lần. Chỉ là kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn cũng bị Tử Hiên lão tổ chà đạp một lần. Mình đầy thương tích, trên phương diện lực phòng ngự bản thể hắn còn xa không phải là đối thủ của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Về sau dựa vào cửu long xích viêm đỉnh và công kích linh hồn mới rằng co được với lão hồ ly kia. Cuối cùng hai người đều bị thương không ít, không ai chiếm được tiện nghi. Cuối cùng bọn họ mới kết bái. Chỉ là trước mặt hậu bối như Sát Phá Quân và Lục Lâm Thiên, đương nhiên hắn không thể hạ thấp uy danh mình như vậy. Là như thế sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, lời nói của Nam Thúc và Tử Hiên lão tổ không giống nhau à? Đều nói mình hơn một chút. Trong lòng khẽ động,
hắn đoán có lẽ hai người này tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai, lại không chịu mất mặt, cho nên mới nói mình hơn một chút. Trong lòng nghĩ tới điểm này Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy thoải mái, ánh mắt khẽ đảo, nhìn Nam Thúc và Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân nói. Tiểu tử ở trong Thanh Long Hoàng tộc đạt được không ít bảo vật và linh khí địa cấp. Nam Thúc, Sư Huynh, Nhị Lão có muốn nhìn qua một chút xem có gì vừa mắt hay không? Cái này, Thiên Địa Nhị Lão bởi vì bối phận của mình cho nên cho dù muốn nhìn qua cũng không thể nói thẳng. Tuy rằng miệng ngập ngừng, thế nhưng trong lòng tuyệt đối muốn nhìn qua một chút. Đem ra xem một chút đi, để xem vô số năm Thanh Long Hoàng tộc thu thập bảo vật rốt cuộc nhiều tới mức nào. Nam Thúc nói, đúng, mở ra xem, chúng ta nhìn qua một chút. Thiên Địa Nhị Lão cười hắc hắc, bắt đầu có chút không nhịn được. Được, Lục Lâm Thiên gật đầu, bắt đầu đổ một đống lớn bảo vật từ trong nhẫn chữ vật ra. Trời, mấy người kia lập tức ngừng cười, lần nữa hít sâu một hơi. Ngay cả Thiên Địa Nhị Lão và Sát Phá Quân cũng phải nhảy dựng lên, bắt đầu đảo qua từng kiện. Phát tài rồi, Thanh Long Hoàng tộc quả nhiên cường hãn. Thanh Long Hoàng tộc này quá vô sỉ, không ngờ lại thu thập nhiều bảo vật như vậy. Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân khiếp sợ, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn cũng không nhịn được mà đứng lên. Không ít linh khí và tài liệu luyện khí cũng khiến cho bọn họ rung động. Mọi người mang theo sự kích động kiểm tra toàn bộ. Thiên Địa Nhị Lão chọn cho mình một kiện vũ linh khí địa cấp. Sát Phá Quân lựa chọn một bộ vũ khí địa cấp trung giai thuộc tính thuy, cùng một bộ vũ khí thuộc tính mộc khác. Còn có một kiện vũ linh khí địa cấp, ba người đều vui vẻ không ngớt. Nam Thúc cũng không khách khí, tiện tay cầm một kiện vũ linh khí địa cấp đỉnh phong. Trên người hắn đã có một kiện cửu long xích viêm đỉnh, chỉ là nó lại là hồn linh khí. Tiểu tử, có bảo vật của Thanh Long Hoàng tộc, tăng thêm những thứ trước kia ngươi đoạt được. Hiện tại nội tình phi linh môn, trừ thời gian và nhân số không bằng các sơn môn như nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, còn bảo vật tuyệt đối không kém bọn họ. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt cũng có chút than thở. Lục Lâm Thiên mỉm cười thu hồi bảo vật, trì hoãn một phen lúc này cũng đã tới hoàng hôn. Đúng rồi, tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân còn đang ở hậu sơn, người đi gặp nó một chút, thời Gina cũng không còn nhiều, có thể cho hắn trở về rồi. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện, trong tai vang lên thanh âm của Nam Thúc. Tiểu gia hỏa kia nhất định đã trưởng thành không ít a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhay lên, thân ảnh lóe lên, phóng về phía hậu sơn. Không ngờ ngay cả Thanh Long Hoàng tộc cũng bị tiểu tử này lôi kéo. Nhìn một kiện vũ linh khí địa cấp trong tay, Nam Thúc khẽ thở dài nói. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn chớp động, nói. Sợ ăn Thanh Long Hoàng tộc cố ý lôi kéo Lục Lâm Thiên. Lĩnh ngộ ra thuộc tính mới, đương nhiên bọn họ biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Tăng thêm quan hệ giữa Lâm Thiên và Tiểu Long, quan hệ giữa nó và Thanh Long Hoàng tộc cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Tiểu tử này trừ thiên phú ra còn có vận khí vô cùng tốt. Những thứ có lợi ở trên đại lục này đều bị tiểu tử kia chiếm hết. Nam Thúc mỉm cười, nhìn Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đoan Mộc huynh thu một đệ tử tốt a. Không phải là đệ tử của ngươi sao? Tính ra ngươi mới chính là ân sư vỡ lòng của nó. Ta chỉ là một vị sư phụ tiện nghi mà thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Nam Thúc nói. Tiểu tử này vẫn muốn gọi ngươi một tiếng sư phụ, suy nghĩ đi, một ngày nào đó thì thu nó. Ha ha! Nam Thúc mỉm cười không nói gì, trường bào trên người tung bay, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía xa. Hoàng hôn, trong một dãy núi lớn của Sơn Mạch Phi Linh. Dãy núi trọng điệp. Dường như kéo dài tới phía chân trời. Núi non trùng điệp, gió đêm khẽ đảo, trong không khó mang theo chút hơi thở mùa xuân. Lão già chết tiệt, không ngờ lại đối với ta như vậy. Đáng ghét. Trên một ngọn núi trong Phi Linh Môn, một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi, thân mặc một bộ y phục thô sơ, mái tóc ngắn, ngũ quan thanh tú. Tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn thấy có chút xuất khí. Đặc biệt là trong hai con mắt đen nhánh kia hiện ra chút tà khí và đáng yêu khiến cho người ta nhìn vào yêu thích không thôi. Làn da toàn thân đứa bé này trắng tinh, thế nhưng lại cực kỳ rắn chắc. Lúc này trên mặt còn có không ít mồ hôi đang chảy xuống. Hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, hai tay đẩy về phía trước. Đang đẩy một tảng đá lớn hình tròn từ giữa sườn núi lên trên đỉnh. Xem bộ dáng này của nó, dường như đã đẩy một ngày,
chỉ là ngay cả một nửa cũng không đạt tới. Hòn đá này cũng không ít, nhìn qua sợ rằng trọn vẹn phai hơn 100 cân. Ngọn núi này cực cao, đừng nói là một đứa bé 5-6 tuổi bình thường, sợ rằng một ngày một đêm cũng khó có thể leo lên đỉnh núi. Thế nhưng Tiêu Gia Hỏa này lại đẩy một hòn đá hơn 100 cân lên trên. Có lẽ nó đã đẩy từ dưới chân núi cho tới giữa sườn núi, nếu như có người nào nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ nghẹn họng, nhìn chân chối. Chuyện này đừng nói là một đứa bé 5-6 tuổi, ngay cả một tráng hán trưởng thành cũng tuyệt không làm được. Đẩy một hòn đá trên 100 cân, đẩy đường bằng đương nhiên vô cùng dễ dàng, thế nhưng đẩy lên dốc thì không giống vậy, tăng thêm trên núi vô cùng nhấp nhô, sức lực này sợ rằng ngay cả vũ đồ nhất trọng cũng không thể làm được. Chủ yếu là càng đi lên, khí lực tiêu hao ngày càng nhiều, lại càng khó có thể đẩy tiếp. Thế nhưng đứa bé 5-6 tuổi này lại đẩy lên giữa sườn núi, nếu như người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ hô to lên hai chữ kỳ tích. Lão gia hỏa, thật hung ác, hành hạ trẻ nhỏ a. Lúc này mỗi một bước đi lên mồ hôi trên trán tiểu gia hỏa này lại rơi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên gân xanh, cái miệng nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, không chút khách khí nào. Kinh Vân, ngươi đừng mắng nữa. Nếu như bị Nam Thúc nghe thấy nhất định sẽ phạt ngươi thêm 2 thời thần nữa. Trên tảng đá hình tròn lúc này có một con rắn nhỏ màu vàng đang phun ra nuốt vào. Con rắn nhỏ này chính là Bối Nhi. Nghe thấy Bối Nhi nói vậy, Lục Kinh Vân lập tức quay đầu nhìn bốn phía, cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc lão đầu tử kia phạt hắn ngay cả nãi nãi cũng không dám cầu tình. Hắn không có biện pháp nào khác, ai hắn cũng không sợ, duy chỉ có lão đầu tử này thì khác. Bối Nhi, ngươi nhìn kỹ cho ta, nhìn xem lão đầu tử kia có tới hay không, ta còn mắng chưa đủ à. Lục Kinh Vân đứng lại, dường như không có khí lực đẩy nữa. Cái miệng nhỏ thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Kinh Vân, bằng không ta giúp ngươi. Bối Nhi không nỡ nhìn, nói với Lục Kinh Vân. Không được, ta cũng không tin ta đẩy không được. Một ngày nào đó ta sẽ đẩy lên được. Lão đầu tử này tuy rằng đáng ghét, thế nhưng cũng có chút bổn sự. Ta nghe Tiểu Bạch Thúc Thúc nói, sư phụ là do lão đầu tử này dạy dỗ à. Lục Kinh Vân kiên nghị nói, tuy rằng nó mệt mỏi, thế nhưng lại kiên quyết không để cho Bối Nhi hỗ trợ. Lục Kinh Vân nhớ tới sư phụ. Lập tức lớn tiếng nói. Sư phụ, người ở đâu vậy? Người không trở lại thì đồ đệ bảo bối của người sẽ bị hành hạ chết. Lão đầu tử này hành hạ, giết người không đền mạng a. Hắn đang ngược đãi ta. Tiểu tử vô liêm sỉ, Nam Thúc tra tấn ngươi thế nào? Để ta nhìn xem ngươi bị tra tấn thành cái dạng gì rồi. Lúc này, ngay khi Lục Kinh Vân đang hùng hổ nói thì trên không trung vang lên một đạo thanh âm. Khi thanh âm vừa dứt, bên cạnh hòn đá lớn có một thân anh màu xanh xuất hiện mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe thấy thanh âm này, thân thể nho nhỏ của Lục Kinh Vân đột nhiên run lên, cái đầu nhỏ quay sang bên cạnh. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt nó lập tức vui vẻ. Ngay cả tảng đá cũng mặc kệ, trực tiếp nhay về phía sư phụ, miệng hét lớn. Sư phụ, sao người lại trở về rồi? Kinh Vân nhớ người muốn chết. Ầm ầm, tảng đá lăn từ trên sườn núi xuống. Bối Nhi vội vàng nhảy xuống. Đến đây, để sư phụ ôm một cái xem nào. Lục Lâm Thiên ngồi xổm xuống, ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, nhéo má tiểu gia hỏa rồi nói. Về sau không được bất kính với Nam Thúc, có biết không? Được rồi, về sau con sẽ không mắng hắn nữa, tối đa chỉ mắng trong lòng thôi. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Kinh Vân nhếch lên, hưng phấn không thôi. Vừa rồi nó còn đang nhắc tới sư phụ. Không ngờ sư phụ đã trở về. Tốt, tu luyện ngày hôm nay chấm dứt, chúng ta trở về thôi. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng rồi nói. Vâng, chúng ta về thôi. Mỗi ngày nãi nãi đều nhớ thương sư phụ. Lục Kinh Vân nói. Bối Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên gọi Bối Nhi, sau đó thả người nhảy lên không trung. Một lát sau, trong đình viện, La Lan Thị đang đánh giá hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng đã sớm chạy tới gặp mẫu thân. Vài năm không gặp, chuyện đầu tiên La Lan Thị muốn làm chính là kiểm tra nhi tử và nhi nữ có gầy hay không. Trong lòng nàng vô cùng cao hứng, trên khuôn mặt luôn xuất hiện nụ cười. Hiện tại trong lòng nàng không còn lo lắng gì nữa. Nãi nãi, sư phụ về rồi. Lục Kinh Vân nói xong, lập tức nhảy xuống, chạy vào đình viện. Tiểu gia hỏa, nhìn con xem, nhanh đi tắm đi. La Lan Thị đã sớm biết nhi tử mình trở về,
mắt thấy Lục Linh Vân toàn thân lấm lem bùn đất nói. Đối với việc này những năm này nàng đã sớm quen rồi. Đồng thời nàng cũng coi Lục Kinh Vân chính là cháu trai mình, nhìn thấy bộ dáng của tiểu gia hỏa này, càng ngày càng giống nhi tử nàng khi còn bé.